Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Cái này nếu mà ba nghiệp của mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp rất thanh tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh, thì chỉ trong một niệm tâm mình lại hết được chư Phật ba đời. Đây là quan trọng nhất mà trong lúc mà lại Phật. Còn nếu ba nghiệp mình không thanh tịnh thì mình lại hết thời sám hối, nhiều khi mình cũng chưa lại được vị nào hết, chưa lại được vị Phật nào hết. Tại vì ba nghiệp không thanh tịnh, cho nên ở trong đó ba nghiệp không thanh tịnh mà cái ý nghiệp đó là quan trọng nhất. Cái ý nghiệp của mình nó không thanh tịnh thì trong cái ý nghiệp của mình nó khởi lên cái gì đó, thì cái trường hợp đó trong lúc dầu thân mình có lại Phật nhưng mà ý mình khởi lên cái ý niệm ác nào đó, thì cái trường hợp này bị cái nghiệp ác tác động rồi. Cho nên công đức đôi khi không sanh ra mà tội sanh. Thí dụ như bây giờ cái nghiệp quý vị còn nặng, bây giờ trong lúc mình đọc danh hiệu Phật xong, mình lại Phật xuống một cái dục mình nhớ tới, không biết hồi nãy mình có khóa xe chưa, dục nhớ cái châu chìa khóa, phải không? Thì như vậy là không thanh tịnh rồi. Thì trong lúc mình lại đó là mình lại số chìa khóa, chứ mình đâu lại được Phật. Hay là lúc mà mình vừa lại xuống đó, cái nghiệp mình không thanh tịnh cho nên dục mình nhớ đó, không biết hồi nãy mình đi mình có khóa cửa không? Cho nên nhiều người đi vô lại Phật, đi vô tụng kinh rồi nhưng mà cái tâm nó còn kẹt ở ngoài. Cho nên thầy có dặn, thầy nói là khi mà mình đi tới chùa ráng giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, nhất là ý nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh là tuyệt đối mình không nói gì hết. Nên tất cả các Phật tử mà đi vô sám hối lại Phật mà hay dụm năm dụm ba nói chuyện này chuyện kia, thầy nói cái này tội sanh chứ phước không sanh, nghiệp sanh chứ nghiệp không hết. Nhưng cho nên cái khẩu nghiệp của mình là chỉ niệm Phật thôi, chỉ nói lời Phật thôi chứ không nói gì khác hết. Đó là quan trọng nhất. Cho nên cái ý nghiệp mình là chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ gì khác hết. Mà trong cái lúc đó mình lại Phật mà mình nghĩ một cái gì khác thì cái này phước không sanh mà nghiệp sanh. Nên thầy dặn, thầy nói là đi mình cũng không nên đem đồ quý theo. Thậm chí bây giờ mang cái đôi dép đắt tiền đi vô lại Phật rồi mà cứ nhớ đôi dép. Mà thầy để ý thầy thấy cái người nào mà mang cái đôi dép, đôi giày đắt tiền vô lại Phật rồi cứ nghĩ tới đôi dép thôi thì người đó chắc chắn mất dép. Mà nhiều người thưa với thầy rồi thầy mới hỏi, thầy nói hồi đó mấy bà vô lại Phật nhưng mà thường hay nghĩ tới đôi dép phải không? Nói dạ có, tại đôi dép này con mới mua, đôi dép này con mới mua cho nên vô lại mà con cứ sợ người ta lấy dép. Thầy nói con sợ người ta lấy dép cho nên con đã lấy đôi dép con gói lại rồi, con nhét chỗ kia con giấu ấy. Nhưng mà nó cũng biết nó lấy thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Như vậy là cái phước bà không sanh mà cái nghiệp bà sanh trong lúc bà lại Phật mà cứ nghĩ tới đôi dép. Thành ra Phật hay là dép, thành ra mình phạm cái tội rất lớn, mình coi Phật là dép. Cái này không nên, không nên. Cho nên ba nghiệp phải thanh tịnh thì tội tiêu hết. Nên nó dùng ba nghiệp rất thanh tịnh là chỗ này. Rồi đó, ba nghiệp mình thanh tịnh rồi nó còn cái gì nữa? Mình phải nương vào cái Phổ Hiền hạnh nguyện lực, tức là lực của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền, Ngài nói ai mà tu mười hạnh của Ngài đó là Ngài luôn luôn gia bị tới. Cho nên mình nhờ cái lực của Phổ Hiền gia bị tới cho mình. Có Phổ Hiền lực thì có Phổ Hiền lực gia bị tới, cho nên nó tự nhiên mình lại Phật á,
Mà trong lúc đó, trong cái ý mình đó, thanh tịnh đó, được phổ hiền lực gia bị tới đó, là mình thấy hằng hà sa số chư Phật. Thấy hằng hà sa số chư Phật, tức là trong pháp giới có bao nhiêu Đức Phật thì mình đó, lại hiện ra quá bao nhiêu thân nữa. Mỗi thân mình đó, đều có đứng trước Đức Phật hết. Thành ra mới nói là lại không sót. Lại không sót cái này gì? Tức là nhờ tâm mình thanh tịnh, nhờ lực phổ hiền Bồ Tát gia bị tới, cho nên mình thấy hiện ra vô số Phật. Mà mình thấy ra vô số Phật thì lúc bây giờ trước mỗi Phật mình lại có một cái nương phổ hiền lực được, thì có cái hóa thân. Hóa thân của mình, cái chỗ này thầy nói giống như là cái trường hợp mà ông Tề Thiên Đại Thánh, đúng không? Thành ra Tề Thiên Đại Thánh có thể là có bao nhiêu yêu tinh thì ông lại có bao nhiêu hóa thân để trừ hết cái này được. Còn mình bây giờ đó, có bao nhiêu Phật mà xuất hiện trong pháp giới đó, thì mình có bao nhiêu thân đó. Tức là mỗi thân của mình đó, đều hiện trước mỗi Đức Phật. Có bao nhiêu Đức Phật thì có bao nhiêu thân mình. Cho nên đồng thời chỉ một niệm tâm đó, mà lại tất cả các Phật không hề sót. Nương được phổ hiền lực, ba nghiệp thanh tịnh và nương phổ hiền lực rồi đó, thì mới lại không sót. Lại không sót mà cái khó nhất là cái vị lai Phật. Tại vì ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó, thì sao? Tất cả mọi người, tất mọi cả mọi người nữa, họ là vị lai Phật đối với mình. Cho nên người nào đó mình thấy họ đó, mà thấy bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì tức là mình thấy được cái Phật tánh của họ. Cho nên mình thấy Phật tánh của họ, cho nên mình lại được cái Phật tánh của họ. Do đó mà Phật tánh của họ nó sáng lên. Cái này là kinh nghiệm tu đó, thầy đã trải nghiệm rồi, thầy thấy được có này. Nên có thầy đó, lúc đó thầy từ bên Nhật thầy mới về, thì có nhiều thầy mới nói với thầy nè, cái ông này không tốt nè, cái bà kia không tốt nè, ông nọ không tốt nữa, thầy phải nên cẩn thận, thầy nên dè dặt, đừng tiếp xúc với họ. Đây mấy thầy họ thương, họ nhắc thầy như vậy đó. Là tại trên thực tế có những người Phật tử mà tới ở trong cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh, cho nên những người tới này đủ thứ người và đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái khi thầy lại Phật, thầy tập trung được và nương cái phổ hiền hành nguyện lực này được, cho nên thầy lại Phật, thầy thấy tất cả là Phật hết, chứ thầy không thấy, không thấy ông này bà kia nữa hết. Thì tự nhiên những cái người mà gọi là người xấu đó, thì họ đối với thầy đó, họ không xấu nữa mà họ trở thành tốt. Thì mấy thầy đó, họ mới nói thầy nó lạ, mấy người đó tôi biết họ xấu thiệt mà, nhưng mà sao tới với thầy đó sau này tôi thấy họ đàng hoàng á. Thì thầy mới nói là nhờ nương lực phổ hiền. Thầy đã nhờ nương lực phổ hiền đó mà biến cái người xấu trở thành người tốt. Tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng có cái xấu và ai cũng có cái tốt, nhưng mà nương được lực của Phật, nương được lực của Bồ Tát á, thì biến cái người xấu thành người tốt, cho nên chung quanh chúng ta là tốt hết. Nên ai tới với thầy cũng tốt hết. Nhưng mà ngược trở lại đó, họ nói sao là đối với thầy á, thì họ tốt vậy, mà đối với tôi họ không tốt. Tại khi mà thầy bên Nhật thầy về đó, tự nhiên có một cái ông đạo đó, thành ông thương thầy, ông muốn theo ông làm thầy giả thôi. Thầy mới dắt ông đi ra ngoài Vũng Tàu, ra một cái chùa của một người bạn của thầy hồi trước. Thì ông thầy ông tu ngoài đó đó, ông thấy ông đạo này đó, ông nói với thầy, ông nói ông đạo của thầy dễ thương quá, thôi thầy cho tôi đi, cho ở tôi đi. Thầy nói thôi thì nếu phải thầy nuôi ông được thì thôi để ông ở với thầy cũng được. Thành ra thầy trở về thành phố mấy bữa sau nữa,
Ông thầy ông dắt ông đạo vô, ông trả lại thầy. Ông nói bữa trước thầy dắt ra đó, thì tôi thấy ông hiền, ông dễ thương quá đi, tôi muốn ở với tôi. Nhưng mà thầy về rồi đó thì ông này chướng quá đi. Các vị nên ghi chỗ này. Đức Phật dạy mình cái thật, cái thật tánh đó, nó chỗ này. Cho nên cái khi mà nghiệp mình còn, tâm mình phân biệt, tánh ác mình có đó, thì tất cả mọi người chung quanh mình đó, người thiện cũng trở thành người ác nữa. Còn bây giờ cái tâm mình mà tốt thực rồi đó, mình là Phật rồi đó, thì bây giờ tất cả những người xấu họ cũng trở thành tốt nữa. Cho nên cái chỗ này Phật giáo hóa người ta dễ, Bồ Tát giáo hóa người ta dễ. Mà mình á, mình biết nhưng mình nói họ không nghe, tức chết rồi, phải không? Nên tôi nói là nếu mà quý vị còn tức, bực tức đó, thì chắc chắn không ai nghe mình hết đó. Thậm chí con mình nó cũng nghe nữa. Thế nên có người nói với tôi, nói với thầy như vậy đó, nó tức không? Mình sanh nó ra, mình nuôi nó, nhưng mà nó không nghe mình, tức không? Đấy, tức. Là tại vì cái nghiệp của mình với cái nghiệp của nó là nghịch nhau. Thường thường cha mẹ thì muốn con làm cái gì, nhưng mà con thì nó muốn làm cái gì. Đấy. Cái nghiệp của nó riêng, cái nghiệp mình riêng, hai cái nghiệp này đụng nhau. Cho nên cha con, mẹ con mà xung đột nhau chỗ này nè, là nghiệp mà. Còn bây giờ nó gặp một cái người tu thiệt á, cái người này hết nghiệp rồi, thì làm sao đụng được. Nếu cái vị này tối thiểu tu tiểu thừa đi nữa, thì người ta quán tất cả các pháp là không. Tại trong lòng của người ta trống không, không có gì hết, không thiện, không ác. Thì cái nghiệp nó làm sao khởi. Thành ra nó muốn nghĩ gì đó nó nghĩ, thành ra nó không có cái đối kháng lại. Còn bây giờ nó mình nghĩ một cách, nó nghĩ một cách, hai cái nghĩ này không giống nhau. Cho nên hai cái nghĩ này trùng hợp nhau đó thì trở thành bạn của nhau. Mà hai cái ý nghĩ này ngược nhau đó thì đối kháng với nhau. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử ta phát tâm đại thừa mà tu Bồ Tát đạo này đó, là mình phải nghĩ tới các Đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi lấy cái nguyện của các ngài làm cái nguyện của mình, lấy cái hạnh của các ngài làm cái hạnh của mình, cái hạnh của mình giống cái hạnh của Bồ Tát, thì Bồ Tát gia bị tới mình được. Chứ cái hạnh mình không giống ngài làm sao ngài gia bị, cái nguyện mình không giống ngài thì làm sao coi. Hai cái để đồng nhau mới có thể hỗ trợ nhau được. Thành ra Phật gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Phật, Bồ Tát gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Bồ Tát nghĩ. Hai cái này đồng nhau, cho nên là các ngài gia bị tới. Tại nên bây giờ tất cả các Phật tử đó mà cũng có một cái lòng thương người giống như Bồ Tát Quan Âm như vậy đó, thì Bồ Tát Quan Âm liền gia bị tới cho mình. Mà mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân Bồ Tát Quan Âm vì Bồ Tát gia bị tới, mình với ngài là đồng hành, đồng hành đồng nguyện, cho nên cái này là lực của ngài gia bị tới. Tại ngài cũng muốn cứu cái người này, nhưng mà ngài không có thân, ngài không có thân, cho nên ngài không làm sao ngài cứu được hết. Thì lúc bây giờ mình cũng có cái ý cứu cái người này, hai cái này đồng nhau nữa, thì Bồ Tát liền gia bị tới cho mình. Lúc đó biến cho mình có một cái lực của Bồ Tát, mà mình có thể giải cứu được cái này. Thế, cho nên chỗ này bảo là sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, phân thân hiện khắp trước mười phương. Một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Quy trở lại đấy, sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận. Pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Cái bài kệ này hay, suy nghĩ kỹ rồi thấy bài kệ này. Tự nhiên á, ở trong trong cái tâm mình á, không thấy nó vô ảnh vô hình á, nhưng mà dục nó dung chứa được vô số Phật. Mà nó chứa được vô số Phật rồi đó, là mỗi Phật như vậy đó lại có vô số Bồ Tát chung quanh nữa, mà ở trong cái tâm của mình á, không chật không rộng. Cái này lạ, cái này là điều lạ nhất. Nếu mà quý vị thực tập tới được cái chỗ này rồi đó, chúng ta ngồi yên, chúng ta không lại gì hết á.
Thành ra có những người đó mà họ đọc tới câu này xong rồi đó, thành họ ngồi yên lặng mà họ cảm thấy như là họ lại hết tất cả các đức Phật. Tại trong này Phổ Hiền nói không sót nữa, không sót, cho nên một thân là hiện được sắc trần thân. Thành ra có bao nhiêu Phật thì mình có bao nhiêu thân, cho nên lại hết được. Mà kỳ diệu nữa là mình lại được các đức Phật hết như vậy đó, mà không phải là một đức Phật không, mỗi đức Phật và chung quanh họ có các Bồ Tát nữa. Có các vị Bồ Tát đó, chung quanh của đức Phật đó đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy được hết. Thì như vậy nó tạo nên cái pháp giới, ta gọi là pháp giới. Tại nên đức Phật A Di Đà là có cái pháp giới tạng thân đó, là thân này nè. Mà bây giờ nương hạnh Phổ Hiền đó, thì cái trường hợp này cái pháp giới thân của mình cũng hiện ra. Cho nên cái chỗ này cái sám hối mà cao nhất, tội hết, tất cả các tội đều hết. Cho nên chỗ này người ta nói là nhất sanh tội chướng băng tiêu nè, tất cả các tội chướng mình nó tiêu hết đi. Nhất thiết nghiệp duyên thanh tịnh, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh hết. Con người mình đó, một thân là hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận. Pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Đó là câu thứ nhất. Qua câu thứ hai gọi là tán Phật. Tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng, tận kiếp vị lai không hề mỏi, ca ngợi công đức Phật ba đời. Tại vì nương vào cái lực Phổ Hiền được rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình có một cái loại âm thanh lạ. Cái loại âm thanh lạ, âm thanh này của Phổ Hiền, gia bị của Phật. Thầy nói cái âm thanh này nó lạ, nó là sao? Cái loại âm thanh của mình là nó đi thẳng vào lòng người. Âm thanh này âm thanh của Phật, cho nên ở gần thì không điếc lỗ tai, mà ở xa thì nghe rất rõ. Là tại vì âm thanh này phát xuất từ tâm, cho nên tâm của mình nó tới với tâm của chúng sanh. Thì như vậy đó, cái loại ngôn ngữ gọi là kỳ diệu này đó là. Cho nên nhiều khi không cần nói, không cần nói, nhưng mà người ta có thể hiểu được, có thể cảm được, cảm thông được. Đây là cái loại ngôn ngữ mà đặc thù của Bồ Tát và Phật mới có, của cái người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh mới có loại ngôn ngữ này, gọi là diệu vô thượng. Cái âm thanh này nó rất là thậm thâm di diệu. Ta nói ở bên cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, là Đức Phật A Di Đà sử dụng cái loại âm thanh này. Cho nên đó, trong cái thế giới Tây Phương của Ngài đó, trong cái thế giới của Đức Phật A-di-đà đó, bảo là mỗi ngày Đức Phật A-di-đà thuyết pháp. Mà thuyết pháp là thuyết pháp từ sáng tới chiều, thuyết pháp luôn cả 24 tiếng hồ, không nghỉ, phải không? Thì Ngài sử dụng cái âm thanh di diệu này nè. Thế nên âm thanh di diệu này đó, nó đi thẳng vào trong tâm của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới cực lạc. Thế nên tất cả người nào tu hành mà lọt vào trong cái thế giới cực lạc này đó, thì đều nghe được cái âm thanh này, nghe được cái âm thanh này. Cho nên tất cả các Phật tử mình đó, mà nếu mình tu cái tâm mình nó lần thanh tịnh rồi đó, đôi khi mình lại nghe những cái âm thanh lạ, nghe những âm thanh lạ, nghe những cái âm thanh mà bình thường không có ở trên đời này. Cho nên chỗ này người ta gọi là thường nghe thiên nhạc, tức là thường nghe nhạc trời. Cho nên thường nghe nhạc trời. Cho nên tất cả các vị thiền sư mà cái tâm họ thanh tịnh rồi đó, họ nghe gì? Họ nghe là suối nó chảy đó, nó chảy róc rách đó. Họ nghe gió nó thổi qua cái cành trúc đó, mà họ nghe là cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Cái này là Ngài Phổ Hiền nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tại là tất cả đều là pháp âm di diệu của Đức Phật. Cho nên tâm thanh tịnh của mình đó, nó
nó duyên vào cái cảnh giới này lạ, ta gọi là cảnh giới của Quan Nghiêm. Ta nên nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn núi, nhìn sông, nhìn cái gì đó, mình cũng là thấy toàn cảnh thế giới thanh tịnh. Cái này là cái người tu theo hạnh phổ hiền, tức là thấy như vậy. Còn nghe đó thì người ta nghe toàn là âm thanh, âm thanh của Phật, mà người ta không nghe những cái âm thanh của lục đạo tứ sanh nữa. Đây, thì ở trên cái bước đường tu này đó, nó có cái bờ ranh, cái bờ ranh giới, cái bờ ở bên này người ta gọi là bờ sanh tử. Cái người mà ở bên cái bờ sanh tử này nữa là nghe toàn là những cái tiếng, cái tiếng khổ đau của lục đạo tứ sanh hết. Nhưng mà bước qua cái ranh bên này đó thì nghe toàn là âm thanh di diệu của Phật Bồ Tát. Thế nên các vị tập rồi mà thấy. Nếu cái tâm mình mà không thanh tịnh thì mình nghe toàn là cái tiếng khổ đau của chúng sanh hết. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi đó thì nó qua bên này thì nó nghe cái âm thanh của Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, cái chỗ đó là ranh giới, người ta gọi là sanh tử và niết bàn. Thế nên nó có cái khoảng cách mà không có khoảng cách. Cái khoảng cách này khoảng cách của tâm, cho nên không thấy nó được. Nhưng mà hãy ở bên này đó, bên bờ sanh tử đó, thì nghe toàn là những cái chuyện phiền muộn không. Nhưng mà chấm dứt cái sanh tử này, bước qua bờ niết bàn đó, thì nghe toàn là âm thanh của chư Phật. Cho nên cái này bảo là âm thanh diệu. Thì mình mới dùng cái âm thanh di diệu này chứ, qua đây mới nghe được cái này. Tâm thanh tịnh mình nghe được cái này, rồi mình mới học cái này, rồi mình sử dụng cái âm thanh này nữa mà mình ca ngợi chư Phật ba đời này. Quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mới sử dụng cái loại âm thanh này thì mới tới với Phật được. Còn bây giờ đó, chúng ta dùng cái âm thanh đau khổ của chúng sanh mà ta ca ngợi Đức Phật á, thì cái chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà bước ban đầu đó mình có thể tập cái này. Thế nên thầy nói thế này, để các Phật tử hiểu đó. Nếu một cái người đó là cái người ác, cái người xấu đó, biết không, mà họ khen mình đó, quý vị mừng không? Đấy, cái người ác, người xấu đó mà họ khen mình đó, thì làm cho mình bực bội, mà mình làm cho thiên hạ nghĩ nên mình chắc cũng cùng bọn với nó, phải không? Đây là điều quan trọng. Cho nên đó, thầy nói trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta đó, ta không sợ, ta không sợ chúng sanh nó chê ta, ta không cần chúng sanh nó khen ta, phải không? Nhưng mà ta sợ nhất là gì? Phật chê ta, Phật chê ta, Bồ Tát khen chê ta, phải không? Cho nên đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, hành Bồ Tát đạo, tức tu theo đại thừa đó, người ta sợ nhất là Phật chê. Phật chê. Cho nên người ta chỉ cần là Đức Phật khen thì người ta xả tâm đó. Nên quý vị tụng Kinh Pháp Hoa mà nhớ đó là 80.000 Bồ Tát chuyển được Pháp Luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi. Nên tất cả các vị Bồ Tát này đó là được chư Phật khen ngợi. Hỏi khen ngợi gì? Vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Phật khen là khen những người này là ông tốt thiệt đó. Ông làm được những cái việc mà người khác không làm. Ông cứu giúp được bao nhiêu người đó. Đây là Phật khen. Cho nên Phật khen ta một cái đó, là ta thấy ta có thể bước qua cái thế giới của Phật rồi. Ta bỏ cái bờ sanh tử này, ta qua bên đây. Còn mà chúng sanh nó khen ta đó, thì ta còn ở bên này nữa. Thế nên bây giờ tất cả các vị khen thầy đó, tức là thầy còn ở đây, phải không? Nhưng mà Phật khen thầy là thầy về bên kia rồi, phải không? Thanh về bên kia thấy Phật thì Phật mới khen ấy. Còn ở bên này thì dầu Phật có khen hay có chê, thầy hoàn toàn thầy không biết đâu. Nghe mấy người này khen hay mấy người chê thì biết. Nhưng mà bước qua cái ranh giới này rồi đó, bước qua ranh giới Niết Bàn rồi đó, thì nghe Phật khen. Phật chê thì không về bên kia được. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên dùng cái loại ngôn ngữ đó mới khen Phật được, ca ngợi công đức Phật ba đời. Còn bây giờ cái ngôn ngữ của chúng sanh đau khổ này nữa, thì cái này ca ngợi Đức Phật không được.
Tại vì càng nghe càng đau khổ, phải không? Cái người mà cái tâm trạng đau khổ của họ đó thì họ phát ra một cái loại ngôn ngữ âm thanh đau khổ, nó không giống với Phật đâu. Còn cái người mà cái tâm họ an vui thanh tịnh ấy, thì nó lại phát ra một cái loại âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh kia. Đó, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta phải sử dụng cái này đó. Mượn hạnh phổ hiền, lực phổ hiền đó, thì ta phải sử dụng cái loại âm thanh này để chúng ta bước qua một cái ranh giới của Niết Bàn, để ta ca ngợi chư Phật. Thì cái này ở dưới pháp giới ta gọi là xứng tánh mà khởi tu, cho nên công đức nó sanh ra lớn lắm, nhanh lắm. Đây là cái việc quan trọng đó. Cho nên mượn lực phổ hiền, mượn lực của Phật, ta tu nó khác hơn những người khác. Rồi bây giờ đó, tới cái câu thứ ba là gì? Ta dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng tân kiếp Di Lai, không hề mỏi ca ngợi công đức Phật ba đời. Bây giờ tôi cúng dường. Sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa, kỹ nhạc hương thơm cùng tàn lộng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, con dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương, phấn hương, thiêu hương cùng trầm thủy, mỗi thứ nhiều như núi Tu Di, con đem cúng dường các đức Phật. Do tâm thắng giải quá rộng lớn, thâm tính tất cả Phật ba đời, sức quay thần phổ hiền hạnh, khắp đêm cúng dường các đức Phật. Đó. Tất cả những cái này đó, nhờ nương vào cái lực phổ hiền đó, ta đem ta cúng được hết đức Phật. Tại vì nhờ cái tâm rộng lớn cho nên cái phẩm vật nó cũng lớn theo, cho nên nó bảo là lớn như núi Tu Di, phải không? Núi Tu Di không biết bao nhiêu. Cho nên người Việt Nam mình mà mỗi khi mà ta đem tới ta cúng cho Phật á, thì quý vị thường hay nói gì? Của ít lòng nhiều, phải không? Của ít lòng nhiều. Của mình á, thì nó gọi là một ly một lai, phải không? Cái này người Bắc á, hay nói vậy. Một ly một lai thì không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà đây này là từ cái chỗ mà Phổ Hiền Hạnh Nhân kể mà ra. Của thì thiệt ra một ly một lai thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó lớn quá, cho nên cái tâm mình nó biến cái vật này lớn ra nhiều như núi Tu Di vậy. Tại vì nó phải nhiều như núi Tu Di mới đem cúng được hết tất cả các đức Phật chứ. Có một ly một lai mà cúng cho ai? Cúng một người không xong nữa, mà cúng cho tất cả các đức Phật. Cho nên cái pháp cúng dường này quan trọng. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật gọi là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là hơn hết. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà cúng dường thì nhớ cái này nữa. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy có ba cách cúng mà. Ba cách cúng dường. Thứ nhất là phẩm vật cúng dường. Thứ hai là kính tín cúng dường. Thứ ba là hạnh cúng dường. Cái này là hạnh cúng dường. Cái tu của mình cúng dường nữa, thì cái này công đức lớn nhất. Tại do mình tu nó thì nó mới biến hóa ra được chứ. Nương lực phổ hiền cái này nó biến hóa nó vô cùng vô tận. Còn cái phẩm vật á, dù nó có nhiều đến đâu nữa, nó có cái giới hạn của nó. Phẩm vật cúng dường. Cho nên có những cái người đó, thiệt ra thì cúng không bao nhiêu, nhưng mà thường hay kể nhiều quá, phải không? Hay kể là tôi cúng cho thầy này, tôi cúng cho chùa kia, tôi cúng cho người nọ, đủ thứ ấy, nó đủ. Thì cái này nó làm sao? Đây là phẩm vật cúng dường này. Tại vì khi mình cúng mà mình nghĩ tới cái này này, chứ mình không có cái tâm rộng lớn giống như cái trường hợp Phổ Hiền giải. Người ta có một ly một lai thôi mà cái tâm ta nó rộng. Cái tâm nó rộng này nó đưa tới cái chỗ kính tín. Phải không? Tại vì người ta nói là cái vật cho nó không bằng cái tư cách của người cho, phải không? Thế thì các vị để ý xem. Thế nên nhiều khi cái người đó họ cho mình nhưng mà mình không muốn nhận nữa. Họ thí cho mình nhưng mình không muốn nhận đâu. Thấy nó sao ấy, không muốn nhận. Cho nên cái cách cho nó, cái này quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà thầy nói tới đây đó, là thầy nhớ đó, là ông Trương Tấn Sang hồi đó ông có kể cho thầy nghe. Ông nói ông mà sống được và làm được việc đó, ông nói là nhờ cái ông nội của ông
Ông đầu câu ông nói là thâm tính, cái vấn đề Tam Bảo là thâm tính chư Phật. Cho nên cái ông này đó là ở trong cái vùng đó, ai mà ở trên Đức Hòa, Đức Hòa thì biết cái ông này. Nó là khi mà người ta mất mùa đó, ta đói khổ đó, thành ra chính ông cho người nhà ông đó mà gánh gạo tới cho tất cả các cái nhà mà khổ nghèo đó. Chứ không phải là mình để ở đây để nhà mình để mình kêu ai á tới đây để mình phát cho, phải không? Mình phát phiếu cho rồi tới đây nhận, phải không? Sợ ta tự ái, phải không? Ta tự ái. Cho nên lúc bây giờ mình tới đó, cho nên người ta gọi là cái của cho không bằng cái cách cho. Cái cách cho này là mình cho họ dầu ít nhưng mà trong lòng mình thương họ, mình quý họ đó, thì cái này mới gọi là của ít lòng nhiều. Còn mình cho họ nhưng mà mình thí cho xong chuyện đó, thì cái này là thiệt là nghiệp sanh mà phước không sanh. Cái này là quả báo đáng sợ. Thành Đức Phật nói với mình đó, là Ngài có một mùa an cư đó, đó tức là đói phải ăn lúa ngựa. Là Ngài bị phạm cái tội đó, cái đời trước, nhiều đời trước của Ngài đó, Ngài là ông trưởng giả giàu có. Nhưng mà bây giờ thấy một thầy tỳ kheo đi khất thực tới đó, tự nhiên khởi một cái ý niệm ác. Nó cái ông này đó là còn khỏe như vậy mà không chịu làm ăn để đi xin ăn, phải không? Lấy lúa ngựa cho nó ăn. Đó, okay. Ông mới sai cái người ở đó mới lấy cái lúa mà để cho ngựa ăn đó. Thầy không biết lúa đó là lúa gì, nhưng mà lấy lúa của ngựa ăn đó, đem đổ vô bình bát của cái ông thầy tỳ kheo đó. Nhưng mà khi thành Phật rồi cái quả này còn, cho nên một năm đó, một mùa hạ đó đó là phải ăn lúa ngựa, ăn lúa ngựa hết năm. Thì tại sao vậy? Là tự nhiên cái năm đó Đức Phật dẫn chúng đi an cư rồi đó, là cái người đó mà họ phát tâm họ cúng dường cho Đức Phật thì khiến họ không có về được. Họ đi làm ăn buôn bán xa, họ không về được. Cho nên tự nhiên đó, là không có gì ăn hết đó. Thì cái ông kia rồi mới thấy vậy, mấy thầy không có gì ăn hết, tội nghiệp. Mà bây giờ ông đâu có gì nữa ông cúng, cho nên ông chỉ còn có một cái là lấy cái phần lúa mà để cho ngựa ăn đó, đem cúng cho Phật ăn. Cái phần đó, cái này là quả báo này nè. Nên các Phật tử nên nhớ cái đó. Cái của cho không bằng cái cách cho. Làm sao mà mình giữ được cái mình kính trọng họ, mình thương họ, thiệt là tội nghiệp. Cái hoàn cảnh của họ như thế, cái nghiệp họ như thế, cho nên mình thương họ, mình có cái ý nghĩ mình muốn gánh bớt cái nghiệp cho họ đó, đó. Thì cái này nữa, dầu cho hay không cho thì họ vẫn quý trọng mình, không? Họ vẫn quý trọng mình. Thì cái này là quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu. Cho nên của ít lòng nhiều được đó, thì cái lòng mà như núi Tu Di đó, có nghĩa là tôi nghĩ rằng cái sức của tôi giới hạn, cái hoàn cảnh của tôi giới hạn, chứ còn tôi muốn mà của tôi nó nhiều như núi Tu Di để mà tôi đem san sẻ hết cho mọi người đi, biết không? Đây cái tâm. Cho nên chỗ này người ta đã tu là cái tâm này, cái tâm rộng lớn với cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên quý vị phải mở rộng cái tấm lòng mình ra. Mình chưa cứu được nhiều người, chưa giúp được nhiều người, nhưng mà cái tấm lòng của mình thương người, muốn cứu người, muốn giúp người đó, thì chính cái này mới quan trọng, gọi là tu thành thôi. Đó, tới đó, đó thì cái trường hợp đó là tới cái phần nguyện thứ ba của Phổ Hiền. Tới cái thứ tư gì? Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Cho nên cái bài sám hối này là lấy trong Phổ Hiền kể ra. Đấy, lại sám hối. Cái này là gì đấy? Tức là từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác,
Từ xưa này, từ kiếp này, nhiều kiếp về trước xa xưa cho đến tận ngày nay này, cái này tạo nhiều tội nhiều quá. Cho nên bây giờ đó, mình sanh ra trên cuộc đời này đó, mình gặp không biết bao nhiêu những cái khó khăn nguy hiểm. Cái này trở lại cái thực tế cuộc sống. Ở trên tâm thì hoàn toàn thanh tịnh tốt như vậy, mà trở lại thực tế cuộc đời của mình đây đó, thân phận con người đó, thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau chứ. Khi mà mình tu, mình nhập được phổ hành hạnh nguyện đó, thì mình thấy không biết đói, không biết khát, không biết đau, không biết chức, không biết sợ gì hết đó. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế thì sao? Mình vẫn là người bình thường. Cho nên Đức Lạc Lai Lạc Ma, Ngài nói với Thầy, Ngài nói là cái khi mà Ngài bị lúng cái ruột, bị bệnh, cho nên người ta đưa Ngài đi tới bệnh viện. Ngài nhìn, Ngài thấy những người bệnh mà không ai chăm sóc, Ngài khởi lên cái tâm thương. Mà Ngài khởi lên cái tâm thương á, tại cái tâm Ngài cứ nghĩ tới những người mà đau khổ này nữa. Cho nên tự nhiên Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho Ngài đó, Ngài không cảm thấy đau nhất. Tại cái tâm đại bi của Ngài nó rộng lên đó, cho nên Ngài quên mất cái đau nhất đi. Nhưng mà đưa Ngài tới bệnh viện rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên đó, trở lại bình thường đó, thì đương nhiên là đau thì vẫn đau chứ, phải không? Cho nên mình đây mình có hai cái đời sống. Khi mình tu đó, mình lên cao một chút đó, mình có đời sống tâm linh rất là đẹp. Nhưng mà khi cái đời sống tâm linh mình mất đó, mình trở lại đời sống thực tế này đó, là ai cũng có hoàn cảnh đó hết đó. Ai cũng có hoàn cảnh nghèo, đói, bệnh, hoạn, phải không? Cái này có chứ, cái nghiệp mình còn đấy. Cho nên mình vẫn có cái này, trở lại thực tế của cuộc sống này. Trở lại thực tế đó thì mình thấy thấy rõ hết rồi. Thiệt ra trên chân tánh thì tốt như vậy đó, nhưng mà thực tế cuộc sống này nó vậy. Là tại sao vậy? Là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đây. Tại vì tạo ác nghiệp cho nên bây giờ hiện thân lên cuộc đời này nữa, mới có cái hoàn cảnh này. Chứ nếu không có tạo ác nghiệp thì không có hoàn cảnh này đâu, phải không? Trở lại thực tế. Điều bởi vô thủy tham sân si, gốc của nó là tham, giận và si mê mà tạo nên các tội này. Cho nên bây giờ nó mang cái thân này, nó mới có cái này. Vì vậy đó, mà bây giờ là tất cả những cái tội này đó, con xin sám hối hết. Bao nhiêu tội hiện lên thì chúng ta quyết tâm mà sám hối cho hết cái tội này. Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đây là cái trường hợp mà tới cái nguyện thứ tư là nguyện sám hối đó, gọi là sám hối nghiệp chướng đó. Thì cái này chấm dứt. Và tới cái nguyện thứ năm nữa của Ngài là gì? Phổ hiện bài kệ thứ năm đó là gì? Tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, hữu học, vô học cùng chúng sanh. Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Đây, tại cái tội của mình hồi trước đó, tội của mình hồi trước đó, là mình không có cái tâm tùy hỷ, nhưng mà mình có cái tâm ganh tị. Tất cả Phật tử nghiệm xem, mình có cái tâm ganh tị thù hiềm. Người ta tốt, nhưng mà mình thấy người ta tốt mình khó chịu nữa. Người ta tốt, mình muốn mình tốt thôi. Cho nên cái khi mà mình thụ giới Bồ Tát á, mấy thầy dặn là không được khen mình chê người, phải không? Mình cứ muốn mình tốt à, nhưng mà mình á, không muốn cho người khác tốt. Tại nên người khác tốt thiệt thì mình cũng không chịu nữa. Mình nó không tốt, nó không tốt thiệt đâu. Đây là cái nghiệp của mình á, tự nhiên tạo cái này, ác nghiệp mình tạo này. Rồi bây giờ đó, ngược trở lại là tu cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ với ai? Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn á, người ta đang tu mà. Tất cả mọi người đây là đang tu mà. Cho nên người được cái này, người được cái kia, người được cái nọ, ai được cái điều nào tốt á, thì mình mừng cho họ. Mình mừng cho họ, chứ mình không ganh tị nữa. Hồi nãy do ganh tị cho nên bây giờ nó thế này. Bây giờ đó,
không ganh tị nữa mà mình mừng cho họ đó, thì nó sanh ra cái công đức. Mai mốt đó họ cũng mừng cho mình. Còn mình ganh, mình chê họ đó mà mình biểu họ khen mình thì cái điều này chắc không có đâu. Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Cho nên đó, ai tu cái gì cũng được hết. Mình thấy người ta tu mà tu được mình mừng chứ. Nên thầy đó, là khi thầy gặp các cái hòa thượng mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì hòa thượng này nói với thầy đó, tôi là suốt đời tu cái pháp tứ niệm xứ quán thôi, tức là suốt đời tôi tu một pháp đó thôi. Thì thầy nói ở như vậy cũng tốt, tại pháp tứ niệm xứ tốt chứ, tại tôi cũng đang tu đây nhưng mà tôi chưa thành tựu được, tôi chưa thành tựu được cái pháp này. Tu được cái pháp này thì cũng lên niết bàn, Đức Phật dạy mà. Cái này gọi là tùy hỷ. Cái này thì cái hàng thanh văn đây đó, thành họ tu cái hạnh này một tí. Còn nếu mà quý vị đó, tu hành Bồ Tát chưa có gì hết đó, nhưng mà mình nghĩ mình tu hành Đại Thừa, cho nên mình nói ông này tu thanh văn mà, ông này tu thanh văn còn thua tôi xa lắm phải không? Như vậy là hỏng rồi. Nên thầy thấy ông này tu thanh văn thì được, tu thanh văn tốt chứ, này pháp của Phật mà. Cái người kia là ta tu cái hành viên giác, ta ngồi đó, ta nhìn lá, nhìn trời, ta quán sát nhân duyên, ta quán sát 12 nhân duyên, cái này tốt chứ. Để người ta suy nghiệm xem thử coi tại sao mình sanh trên cuộc đời này. Đây, các vị nghiệm xem, quán cái này hay lắm á, chứ không phải. Tại nên khi mà thầy gặp một cái vị ẩn sĩ họ tu cái kiểu này nữa, thầy nói chính cái này các vị làm được chứ tôi chưa có thời giờ làm. Tức là ngồi quán tưởng, quán tưởng cái gì? Mình từ đâu sanh ra đây, rồi mai mốt mình chết mình về đâu? Thầy quý vị được cái này chưa? Thầy nói mình chưa được, mình đôi khi mình thấy người ta làm cái này để mình không khen mình chê, phải không? Ta bỏ hết cuộc đời người ta làm cái này. Thầy nói cái này hay lắm. Tức là trước khi chết mình chưa biết mình sanh về đâu nữa thì cái này chưa yên tâm được. Thành ra thầy cố thầy thực tập cái này đi, để thầy thấy được đó, sau khi chết mình sanh về đâu nữa. Mình sanh lên trời, mình sanh cực lạc, mình lên niết bàn nữa, thì cái này bảo đảm. Tại vì tôi cũng muốn làm cái này nhưng mà tôi chưa làm được đây, phải không? Thành ra các vị tập cho xem. Thành ra ngài Đạt Lai Ma cũng trao đổi với thầy và chia sẻ này. Ngài nói là tôi luôn luôn đó, là suy nghĩ về cái chuyện này. Tôi không biết là mai mốt tôi chết rồi tôi sanh về đâu, không biết là tôi còn có thể tái sanh lại đây nữa không, đang lo cái chuyện này nhé. Cái này quán nhân duyên đây. Thành ra quán cái này là gì? Bắt đầu đó, từ cái cuộc sống bình thường này đi vào thế giới nội tâm, từ cái thế giới nội tâm này để mình sống với cái thế giới nội tâm đó, rồi từ cái đó mình mới trở lại chỗ này. Cho nên người ta ta cố ta tìm cho ra được mình từ đâu sanh lại đây, rồi bây giờ mình chết rồi mình sanh về đâu đây đó, cố tháo gỡ cái mắc gút này đi, tháo gỡ cho được cái này đi, thì cái này là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Ta cố tháo cái này ra đó, là cái này cũng hay chứ. Cho nên khi mà thầy gặp một vị ẩn sĩ tu này, thầy nói thầy tu cái này tốt ấy. Chứ không bao giờ thầy dám nói là tôi tu theo pháp Hoa là nhất đây, không có chuyện không dám này đâu. Phải không? Phải tùy hỷ với họ. Thành tùy hỷ với họ thì lúc bây giờ họ mới thương mình chứ. Đây là ngài Phổ Hiền dạy mình ấy. Đây là hàng duyên giác, phải không? Họ tu cái này họ cũng sẽ chứng Bích Chi Phật chứ. Mà mình còn chưa được Bích Chi Phật mà. Mình chưa được giải thoát mà mình chưa biết được cái vận mạng của mình ấy, mà mình nghĩ mình hơn người khác đó, thì cái này coi chừng chết đi. Cái thứ ba là hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát đó, thì bây giờ mình thấy ai làm được việc gì tốt mình cũng khen hết, mình cũng tùy hỷ mà họ đó. Nên nói thầy nói, thầy nghe nó có một cái bà Phật tử mà ở trên chùa Vạn Đức tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Tụng kinh Pháp Hoa đó, trong lúc còn khó khăn như vậy đó mà bà ngồi bà tụng kinh Pháp Hoa, bà mới nhìn bên cạnh mình đây có một cái người đó cũng ngồi đây mà không có kinh tụng, cho nên bà khởi lên cái tâm thương,
và đưa cuốn kinh qua đây để giữa hai người cùng tụng. Đấy. Chỉ có cái tâm chút này thôi, thầy nói tốt. Đó là hạnh Bồ Tát đó, biết thương người, biết chia sẻ cho người khác đó. Rồi lát nữa tụng kinh xong rồi đó, bà thì có đem theo ổ bánh mì để ăn. Nhìn thấy cái ông này sao mặt mày xanh xao hết, không có gì ăn hết, nhịn đói mấy ngày rồi, thôi bẻ ổ bánh mì làm hai là chia ăn. Ta chỉ bố thí chừng đó thôi, phải không? Ta bố thí chừng đó thôi, nhưng mà cái này cũng là đáng khen này. Chứ còn nói là tôi đã từng bố thí bao nhiêu phần Phật đảng, tôi đã cho bao nhiêu phần quà Du Lan, tôi đã cho bao nhiêu, kể nhiều quá phải không? Đấy. Thế nên mình coi ai cũng ra gì hết thì cái này không được. Tùy hỷ, dầu cái chuyện đó chuyện nhỏ nhất đi nữa đó, mình cũng tùy hỷ. Chính mình tùy hỷ với họ đó là mình giúp cho họ để họ phát tâm, họ đi lên, họ tu lên đó. Còn mình chê họ cái là họ buồn, họ bỏ cuộc đó, thì cái trường hợp này mình phá họ tội nghiệp. Cho nên đó, tùy hỷ. Hàng Thinh Văn, hàng Dương Giác, hàng Bồ Tát này đó, có bao nhiêu công đức mình tùy hỷ. Đây cái hạnh thứ sáu là cái hạnh tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức đó là cái trường hợp mà mình tu hành. Thì thôi, bữa nay thầy giảng tới đây, còn trở lại năm hạnh nữa thì kỳ sau rồi sẽ giảng tiếp. Thôi quý vị lên hồi hướng rồi sẽ lên trên chánh điện để chúng ta lại sám hối. Thì bữa nay đó thì thầy nhắc lại thêm cho các Phật tử đó là hồi trước đó, thì ở bên cái tháp cũ đó, nó nhỏ hẹp, cho nên Hòa Thượng Từ Nhân đó, là cho cái ngày rằm đó, nghỉ không tụng kinh. Nhưng bây giờ mình đây chùa lớn rồi, rộng rồi, thì cái ngày rằm đó, thì các Phật tử nên về tụng kinh hơn là nghỉ. À, tức là 14 ngày mình tu mà cái ngày rằm là ngày trưởng tỉnh, ngày quan trọng nhất, mình nghỉ đi phải không? Thì cái này bất đắc dĩ không có chỗ, thì cái trường hợp đó thôi Hòa Thượng cho nghỉ. Bây giờ mình chùa mình rộng rồi, tốt rồi, thì chính cái ngày này là ngày mình tu, ngày tu. Cho nên á, ngày mai á, là ngày rằm, thì tất cả các Phật tử nên về chùa lễ Phật và tụng kinh bình thường, thì cái đó thì tốt hơn, không nghỉ ngày rằm nữa. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Cái này nếu mà ba nghiệp của mình đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, rất thanh tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh đó, thì chỉ trong một niệm tâm đó, mình lại hết được chư Phật ba đời. Đây là quan trọng nhất mà trong lúc mà lại Phật. Còn nếu ba nghiệp mình không thanh tịnh đó, thì mình lại hết thời sám hối đó, nhiều khi mình cũng chưa lại được vị nào hết, chưa lại được vị Phật nào hết. Tại vì ba nghiệp không thanh tịnh, cho nên ở trong đó ba nghiệp không thanh tịnh á, mà cái ý nghiệp đó là quan trọng nhất. Cái ý nghiệp của mình á, nó không thanh tịnh á, thì trong cái ý nghiệp của mình á, nó khởi lên cái gì đó, thì cái trường hợp đó, đó trong lúc dầu thân mình có lại Phật nhưng mà ý mình khởi lên cái ý niệm ác nào đó, đó thì cái trường hợp này bị cái nghiệp ác tác động rồi. Cho nên công đức đôi khi không sanh ra mà tội sanh. Thí dụ như bây giờ cái nghiệp quý vị còn nặng, bây giờ trong lúc mình đọc danh hiệu Phật xong, mình lại Phật xuống một cái dục mình nhớ tới, không biết hồi nãy mình có khóa xe chưa, dục nhớ cái châu chìa khóa, phải không? Thì như vậy là không thanh tịnh rồi. Thì trong lúc mình lại đó là mình lại châu chìa khóa, chứ mình đâu lại được Phật. Hay là lúc mà mình vừa lại xuống, cái nghiệp mình không thanh tịnh, cho nên dục mình nhớ, không biết hồi nãy mình đi mình có khóa cửa không? Cho nên nhiều người đi vô lại Phật, đi vô tụng kinh rồi đó, nhưng mà cái tâm nó còn kẹt ở ngoài. Cho nên thầy có dặn, thầy nói là khi mà mình đi tới chùa ráng giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên cái khẩu nghiệp thanh tịnh là tuyệt đối, mình không nói gì hết. Nên là tất cả các Phật tử mà đi vô sám hối lại Phật mà hay
dụm năm dụm ba nói chuyện này chuyện kia nữa, thầy nói cái này tội sanh chứ phước không sanh, nghiệp sanh chứ nghiệp không hết. Nhưng cho nên đó, cái khẩu nghiệp của mình là chỉ niệm Phật thôi, chỉ nói lời Phật thôi chứ không nói gì được khác hết. Đó là quan trọng nhất. Cho nên cái ý nghiệp mình đó, là chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ gì khác hết. Mà trong cái lúc đó mình lại Phật mà mình nghĩ một cái gì khác đó, thì cái này phước không sanh mà nghiệp sanh. Nên thầy dặn thầy nói là đi đó mình cũng không nên đem đồ quý theo, thậm chí bây giờ mang cái đôi dép đó, đắt tiền đó, đi vô lại Phật rồi mà cứ nhớ đôi dép đó. Mà thầy để ý thầy thấy đó, cái người nào mà mang cái đôi dép đôi giày đắt tiền đó, vô lại Phật rồi cứ nghĩ tới đôi dép thôi thì người đó chắc chắn mất dép. Mà nhiều người thưa với thầy rồi đó, thầy mới hỏi, thầy nói hồi đó đó mấy bà vô lại Phật nhưng mà thường hay nghĩ tới đôi dép phải không? Nói dạ có, tại đôi dép này con mới mua, đôi dép này con mới mua cho nên á vô lại mà con cứ sợ người ta lấy dép. Thầy nói con sợ người ta lấy dép cho nên á con đã lấy đôi dép con gói lại rồi, con nhét chỗ kia con giấu ấy. Nhưng mà nó cũng biết nó lấy thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Như vậy là cái phước bà không sanh mà cái nghiệp bà sanh trong lúc bà lại Phật á, mà cứ nghĩ tới đôi dép. Thành ra Phật hay là dép, thành ra mình phạm cái tội rất lớn, mình coi Phật là dép hay không? Cái này không nên, không nên. Cho nên ba nghiệp á, phải thanh tịnh thì tội tiêu hết. Nên nó dùng ba nghiệp rất thanh tịnh là chỗ này. Rồi đó, ba nghiệp mình thanh tịnh rồi, nó còn cái gì nữa? Mình phải nương vào cái Phổ Hiền hạnh nguyện lực, tức là lực của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền, Ngài nói ai mà tu mười hạnh của Ngài đó là Ngài luôn luôn gia bị tới. Cho nên mình nhờ cái lực của Phổ Hiền gia bị tới cho mình. Có Phổ Hiền lực thì có Phổ Hiền lực gia bị tới, cho nên nó tự nhiên mình lại Phật á, mình lại Phật á, mà trong lúc đó trong cái ý mình nó thanh tịnh á, từ Phổ Hiền lực gia bị tới đó là mình thấy hằng hà sa số chư Phật, thấy hằng hà sa số chư Phật, tức là trong pháp giới có bao nhiêu đức Phật thì mình á lại hiện ra quá bao nhiêu thân nữa. Mỗi thân mình đều có đứng trước Đức Phật hết. Thành ra mới nói là lại không sót. Lại không sót cái này gì? Tức là nhờ tâm mình thanh tịnh, nhờ lực Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới, cho nên mình thấy hiện ra vô số Phật. Mà mình thấy ra vô số Phật thì lúc bây giờ trước mỗi Phật mình lại có một cái nương Phổ Hiền lực được, thì có cái quá thân. Quá thân của mình đó. Cái chỗ này thầy nói giống như là cái trường hợp mà ông Tề Thiên Đại Thánh, đúng không? Thành ra Tề Thiên Đại Thánh có thể là có bao nhiêu yêu tinh thì ông lại có bao nhiêu quá thân để trừ hết cái này được. Còn mình bây giờ đó, có bao nhiêu Phật mà xuất hiện trong pháp giới đó, thì mình có bao nhiêu thân đó. Tức là mỗi thân của mình đó, đều hiện trước mỗi Đức Phật. Có bao nhiêu Đức Phật thì có bao nhiêu thân mình. Cho nên đồng thời chỉ một niệm tâm mà lại tất cả các Phật không hề sót. Nương được Phổ Hiền lực, ba nghiệp thanh tịnh và nương Phổ Hiền lực rồi đó, thì mới lại không sót. Lại không sót mà cái khó nhất là cái vị lai Phật. Tại vì ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó thì sao? Tất cả mọi người, tất mọi cả mọi người nữa, họ là vị lai Phật đối với mình. Cho nên người nào đó mình thấy họ đó mà thấy bằng cái thâm thanh tịnh đó, thì tức là mình thấy được cái Phật tánh của họ. Cho nên mình thấy Phật tánh của họ, cho nên mình lại được cái Phật tánh của họ. Do đó mà Phật tánh của họ nó sáng lên. Cái này là kinh nghiệm tu đó, thầy đã trải nghiệm rồi, thầy thấy được có này.
Nên nó có thầy đó, lúc đó thầy từ bên Nhật thầy mới về, thì có nhiều thầy mới nói với thầy nè, cái ông này không tốt nè, cái bà kia không tốt nè, ông nọ không tốt nữa. Thầy phải nên cẩn thận, thầy nên dè dặt, đừng tiếp xúc với họ. Đây mấy thầy họ thương, họ nhắc thầy như vậy đó. Là tại trên thực tế có những người Phật tử mà tới, ở trong cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh, cho nên những người tới này đủ thứ người và đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái khi thầy lại Phật, thầy tập trung được và nương cái phổ hiền hành nguyện lực này được, cho nên thầy lại Phật, thầy thấy tất cả là Phật hết, chứ thầy không thấy, không thấy ông này bà kia nữa hết. Thì tự nhiên những cái người mà gọi là người xấu đó, thì họ đối với thầy đó, họ không xấu nữa mà họ trở thành tốt. Thì mấy thầy đó, họ mới nói thầy nó lạ, mấy người đó tôi biết họ xấu thiệt mà, nhưng mà sao tới với thầy đó, sao lại tôi thấy họ đàng hoàng á. Thì thầy mới nói là nhờ nương lực phổ hiền. Thầy đã nhờ nương lực phổ hiền đó mà biến cái người xấu trở thành người tốt. Tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng có cái xấu và ai cũng có cái tốt. Nhưng mà nương được lực của Phật, nương được lực của Bồ Tát á, thì biến cái người xấu thành người tốt. Cho nên chung quanh chúng ta là tốt hết. Nên ai tới với thầy cũng tốt hết. Nhưng mà ngược trở lại đó, họ nói sao là đối với thầy thì họ tốt vậy mà đối với tôi họ không tốt. Tại khi mà thầy bên Nhật thầy về đó, tự nhiên có một cái ông đạo đó, thành ra ông thương thầy, ông muốn theo ông làm thầy giả thôi. Thầy mới dắt ông đi ra ngoài Vũng Tàu, ra một cái người, cái chùa của một người bạn của thầy hồi trước. Thì ông thầy ông tu ngoài đó đó, ông thấy ông đạo này đó, ông nói với thầy, ông nói ông đạo của thầy dễ thương quá, thôi thầy cho tôi đi, cho ở tôi đi. Thầy nói thôi thì nếu phải thầy nuôi ông được thì thôi để ông ở với thầy cũng được. Thành ra thầy trở về thành phố mấy bữa sau nữa, ông thầy không dắt ông đạo vô, ông trả lại thầy. Ông nói bữa trước thầy dắt ra nữa, thì tôi thấy ông hiền, ông dễ thương quá đi, tôi muốn ở với tôi. Nhưng mà thầy về rồi nữa thì ông này chướng quá đi. Các vị nên nghĩ chỗ này, Đức Phật dạy mình cái thật tánh đó, nó chỗ này. Cho nên cái khi mà nghiệp mình còn, tâm mình phân biệt, tánh ác mình có đó, thì tất cả mọi người chung quanh mình, người thiện cũng trở thành người ác nữa. Còn bây giờ cái tâm mình mà tốt thực rồi đó, mình là Phật rồi đó, thì bây giờ tất cả những người xấu họ cũng trở thành tốt nữa. Cho nên cái chỗ này Phật giáo hóa người ta dễ, Bồ Tát giáo hóa người ta dễ. Mà mình biết nhưng mình nói họ không nghe, tức chết thì phải không? Nên tôi nói là nếu mà quý vị còn tức, bực tức đó, thì chắc chắn không ai nghe mình hết đó. Thậm chí con mình nó cũng nghe nữa. Thế nên có người nói với tôi, nói với thầy như vậy đó, nó tức không? Mình sanh nó ra, mình nuôi nó, nhưng mà nó không nghe mình, tức không? Đấy, tức. Là tại vì đó, cái nghiệp của mình với cái nghiệp của nó là nghịch nhau. Thường thường cha mẹ thì muốn con làm cái gì, nhưng mà con thì nó muốn làm cái gì. Đấy. Cái nghiệp của nó riêng, cái nghiệp mình riêng, hai cái nghiệp này đụng nhau. Cho nên cha con, mẹ con mà xung đột nhau chỗ này nè, là nghiệp mà. Còn bây giờ nó gặp một cái người tu thiệt á, cái người này hết nghiệp rồi, thì làm sao đụng được. Nếu cái vị này tối thiểu tu tiểu thừa đi nữa nè, thì ta quán tất cả các pháp là không. Tại trong lòng của người ta trống không, không có gì hết, không thiện, không ác, thì cái nghiệp nó làm sao khởi. Thành ra nó muốn nghĩ gì đó nó nghĩ, thành ra nó không có cái đối kháng lại. Còn bây giờ nó mình nghĩ một cách, nó nghĩ một cách, hai cái nghĩ này không giống nhau. Cho nên hai cái nghĩ này trùng hợp nhau đó,
thì trở thành bạn của nhau. Mà hai cái ý nghĩ này ngược nhau nữa thì đối kháng với nhau. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử ta phát tâm đại thừa mà tu Bồ Tát Đạo này đó, là mình phải nghĩ tới các Đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi lấy cái nguyện của các ngài làm cái nguyện của mình, lấy cái hạnh của các ngài làm cái hạnh của mình. Cái hạnh của mình giống cái hạnh của Bồ Tát thì Bồ Tát gia bị tới mình được. Chứ cái hạnh mình không giống ngài làm sao ngài gia bị. Cái nguyện mình không giống ngài thì làm sao coi. Hai cái để đồng nhau mới có thể hỗ trợ nhau được. Thành ra Phật gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Phật. Bồ Tát gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Bồ Tát nghĩ. Hai cái này đồng nhau. Cho nên là các ngài gia bị tới. Tại nói bây giờ tất cả các Phật tử đó mà cũng có một cái lòng thương người giống như Bồ Tát Quan Âm như vậy đó, thì Bồ Tát Quan Âm liền gia bị tới cho mình. Mà mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân Bồ Tát Quan Âm vì Bồ Tát gia bị tới, mình với ngài là đồng hành, đồng hành đồng nguyện, cho nên cái này là lực của ngài gia bị tới. Tại ngài cũng muốn cứu cái người này, nhưng mà ngài không có thân. Ngài không có thân cho nên ngài không làm sao cứu được hết. Thì lúc bây giờ mình cũng có cái ý cứu cái người này, hai cái này đồng nhau nữa, thì Bồ Tát liền gia bị tới cho mình. Lúc đó biến cho mình có một cái lực của Bồ Tát mà mình có thể giải cứu được cái này. Đấy. Cho nên chỗ này bảo là sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, phân thân hiện khắp trước mười phương. Một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Quy trở lại đấy, sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát, vô tận pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Cái bài kệ này hay, suy nghĩ kỹ rồi thấy bài kệ này tự nhiên á, ở trong trong cái tâm mình á, không thấy nó vô ảnh vô hình á, nhưng mà dục nó dung chứa được vô số Phật. Mà nó chứa được vô số Phật rồi đó, là mỗi Phật như vậy đó lại có vô số Bồ Tát chung quanh nữa, mà ở trong cái tâm của mình đó, không chật không rộng. Cái này lạ, cái này là điều lạ nhất. Nếu mà quý vị thực tập tới được cái chỗ này rồi đó, chúng ta ngồi yên chúng ta không lại gì hết đó. Thành ra có những người đó mà họ đọc tới câu này xong rồi đó, thành họ ngồi yên lặng mà họ cảm thấy như là họ lại hết tất cả các đức Phật. Tại trong này Phổ Hiền nói không sót nữa, không sót. Cho nên một thân là hiện được sắc trần thân. Thành ra có bao nhiêu Phật thì mình có bao nhiêu thân, cho nên lại hết được. Mà kỳ diệu nữa là mình lại được các đức Phật hết như vậy đó, mà không phải là một đức Phật không. Mỗi đức Phật và chung quanh họ có các Bồ Tát nữa. Có các vị Bồ Tát đó, chung quanh của đức Phật đó đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy được hết. Thì như vậy nó tạo nên cái pháp giới, ta gọi là pháp giới. Ta nên Đức Phật A Di Đà là có cái pháp giới tạng thân á, là thân này nè. Mà bây giờ nương hạnh Phổ Hiền đó, thì cái trường hợp này cái pháp giới thân của mình cũng hiện ra. Cho nên cái chỗ này cái sám hối mà cao nhất, tội hết, tất cả các tội đều hết. Cho nên chỗ này người ta nói là nhất sanh tội chướng băng tiêu nè. Tất cả các tội chướng mình nó tiêu hết đi, nhất thiết nghiệp duyên thanh tịnh, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh hết. Đó. Con người mình đó, một thân là hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát, vô tận pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Đó là câu thứ nhất. Qua câu thứ hai gọi là tán Phật. Tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng, tận kiếp vị lai không hề mỏi, ca ngợi công đức Phật ba đời. Tại vì nương vào cái lực Phổ Hiền được rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình có một cái loại âm thanh lạ. Cái loại âm thanh lạ, âm thanh này của Phổ Hiền, gia bị của Phật. Thầy nói cái âm thanh này nó lạ, nó là sao? Cái loại âm thanh của mình là nó đi thẳng vào lòng người. Âm thanh này âm thanh của Phật.
Cho nên ở gần thì không điếc lỗ tai, mà ở xa thì nghe bất rất rõ. Là tại vì âm thanh này phát xuất từ tâm, cho nên tâm của mình nó tới với tâm của chúng sanh. Thì như vậy đó, cái loại ngôn ngữ gọi là kỳ diệu này đó là. Cho nên nhiều khi không cần nói, không cần nói, nhưng mà người ta có thể hiểu được, có thể cảm được, cảm thông được. Đây là cái loại ngôn ngữ mà đặc thù của Bồ Tát, của Phật mới có, của cái người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh mới có loại ngôn ngữ này, gọi là diệu vô thượng. Cái âm thanh này nó rất là thậm thâm di diệu. Cho nên ở bên cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, là Đức Phật A Di Đà sử dụng cái loại âm thanh này. Cho nên đó, trong cái thế giới Tây Phương của Ngài đó, trong cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, bảo là mỗi ngày đó, Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Mà thuyết pháp đó, là thuyết pháp đó, từ sáng tới chiều thuyết pháp luôn cả 24 tiếng hồ không nghỉ, phải không? Thì Ngài sử dụng cái âm thanh di diệu này nè. Thế nên âm thanh di diệu này nè, nó đi thẳng vào trong tâm của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới cực lạc này. Thế nên tất cả người nào tu hành mà lọt vào trong cái thế giới cực lạc này đó, thì đều nghe được cái âm thanh này. Nghe được cái âm thanh này. Cho nên tất cả các Phật tử mình đó, mà nếu mình tu cái tâm mình nó lần thanh tịnh rồi đó, đôi khi mình lại nghe những cái âm thanh lạ. Nghe những âm thanh lạ. Nghe những cái âm thanh mà bình thường không có ở trên đời này. Cho nên chỗ này người ta gọi là thường nghe thiên nhạc, tức là thường nghe nhạc trời đó. Cho nên thường nghe nhạc trời. Cho nên tất cả các vị thiền sư mà cái tâm họ thanh tịnh rồi đó, họ nghe gì? Họ nghe là suối nó chảy đó. Nó chảy róc rách đó. Họ nghe gió nó thổi qua cái cành trúc đó. Mà họ nghe là cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Cái này là Ngài Phổ Hiền nói trong Kinh Quang Nghiêm. Tại là tất cả đều là pháp âm di diệu của Đức Phật. Cho nên tâm thanh tịnh của mình đó, nó duyên vào cái cảnh giới này lạ, ta gọi là cảnh giới của Quan Nghiêm. Ta nên nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn núi, nhìn sông, nhìn cái gì đó, mình cũng là thấy toàn cảnh thế giới thanh tịnh. Cái này là cái người tu theo hành Phổ Hiền, tức là thấy như vậy. Còn nghe đó thì người ta nghe toàn là âm thanh của Phật, mà người ta không nghe những cái âm thanh của lục đạo tứ sanh nữa. Đây, thì ở trên cái bước đường tu này đó, nó có cái bờ ranh, cái bờ ranh giới. Cái bờ ở bên này người ta gọi là bờ sanh tử. Cái người mà ở bên cái bờ sanh tử này nữa, là nghe toàn là những cái tiếng khổ đau của lục đạo tứ sanh hết. Nhưng mà bước qua cái ranh bên này đó, thì nghe toàn là âm thanh di diệu của Phật Bồ Tát. Thế nên các vị tập rồi mới thấy. Nếu cái tâm mình mà không thanh tịnh thì mình nghe toàn là cái tiếng khổ đau của chúng sanh hết. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì nó qua bên này, thì nó nghe cái âm thanh của Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, cái chỗ đó là ranh giới, người ta gọi là sanh tử và niết bàn. Thế nên nó có cái khoảng cách mà không có khoảng cách. Cái khoảng cách này khoảng cách của tâm, cho nên không thấy nó được. Nhưng mà hãy ở bên này đó, bên bờ sanh tử đó, thì nghe toàn là những cái chuyện phiền muộn không. Nhưng mà chấm dứt cái sanh tử này, bước qua bờ niết bàn đó, thì nghe toàn là âm thanh của chư Phật. Cho nên cái này bảo là âm thanh di diệu. Thì mình mới dùng cái âm thanh di diệu này đó, qua đây mới nghe được cái này. Tâm thanh tịnh mình nghe được cái này, rồi mình mới học cái này, rồi mình sử dụng cái âm thanh này nữa, mà mình ca ngợi chư Phật ba đời này. Quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mới sử dụng cái loại âm thanh này thì mới tới với Phật được. Còn bây giờ đó, chúng ta dùng cái âm thanh đau khổ của chúng sanh mà ta ca ngợi Đức Phật á, thì cái chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà bước ban đầu đó mình có thể tập cái này.
Thành ra thầy nói thế này, để các Phật tử hiểu. Nếu một cái người đó là cái người ác, cái người xấu đó, biết không, mà họ khen mình, quý vị mừng không? Đấy, cái người ác, người xấu đó mà họ khen mình thì làm cho mình bực bội, mà mình làm cho thiên hạ nghĩ nên mình chắc cũng cùng bọn với nó, phải không? Đấy, đây là điều quan trọng. Cho nên thầy nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ta không sợ chúng sanh nó chê ta, ta không cần chúng sanh nó khen ta, phải không? Nhưng mà ta sợ nhất là gì? Phật chê ta, Phật chê ta, Bồ Tát khen chê ta, phải không? Cho nên là tất cả các vị Bồ Tát đó, hành Bồ Tát đạo, tức tu theo đại thừa đó, người ta sợ nhất là Phật chê, Phật chê. Cho nên người ta chỉ cần là Đức Phật khen thì người ta xả tâm đó. Nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa mà nhớ là 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi. Nên tất cả các vị Bồ Tát này đó là được chư Phật khen ngợi. Hỏi khen ngợi gì? Vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Phật khen là khen những người này là ông tốt thiệt đó, ông làm được những cái việc mà người khác không làm, ông cứu giúp được bao nhiêu người đó, đây là Phật khen. Cho nên Phật khen ta một cái đó là ta thấy ta có thể bước qua cái thế giới của Phật rồi, ta bỏ cái bờ sanh tử này, ta qua bên đây. Còn mà chúng sanh nó khen ta đó thì ta còn ở bên này nữa. Thế nên bây giờ tất cả các vị khen thầy đó, tức là thầy còn ở đây, phải không? Nhưng mà Phật khen thầy là thầy về bên kia rồi, phải không? Đó, thầy về bên kia thấy Phật thì Phật mới khen ấy. Còn ở bên này thì dầu Phật có khen hay có chê, thầy hoàn toàn thầy không biết đâu. Nghe mấy người này khen hay mấy người chê thì biết. Nhưng mà bước qua cái ranh giới này rồi đó, bước qua ranh giới Niết Bàn rồi đó, thì nghe Phật, Phật khen. Phật chê thì không về bên kia được. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên dùng cái loại ngôn ngữ đó mới khen Phật được, ca ngợi công đức Phật ba đời. Còn bây giờ cái ngôn ngữ của chúng sanh đau khổ này thì cái này ca ngợi Đức Phật không được. Tại vì càng nghe càng đau khổ, phải không? Cái người mà cái tâm trạng đau khổ của họ đó thì họ phát ra một cái loại ngôn ngữ âm thanh đau khổ, nó không giống với Phật đâu. Còn cái người mà cái tâm họ an vui, thanh tịnh thì nó lại phát ra cái loại âm thanh, ngôn ngữ thanh tịnh kia. Đó, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta phải sử dụng cái này đó. Mượn hạnh phổ hiền, lực phổ hiền đó, thì ta phải sử dụng cái loại âm thanh này để chúng ta bước qua một cái ranh giới của Niết Bàn, để ta ca ngợi chư Phật. Thì cái này ở dưới pháp giới ta gọi là xứng tánh mà khởi tu, cho nên công đức nó sanh ra lớn lắm, nhanh lắm. Đây là cái việc quan trọng đó. Cho nên mượn lực phổ hiền, mượn lực của Phật, ta tu nó khác hơn những người khác. Rồi bây giờ đó, tới cái câu thứ ba là gì? Ta dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng tăng kiếp Như Lai không hề mỏi ca ngợi công đức Phật ba đời. Bây giờ tôi cúng dường sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa kỹ nhạc hương thơm cùng tàn lộng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy con dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương phấn hương thiêu hương cùng trầm thủy, mỗi thứ nhiều như núi Tu Di con đem cúng dường các đức Phật. Do tâm thắng giải quá rộng lớn, thâm tính tất cả Phật ba đời, sức quay thần phổ hiền hạnh khắp đêm cúng dường các đức Phật. Đó. Tất cả những cái này đó, nhờ nương vào cái lực phổ hiền đó, ta đem ta cúng được hết Đức Phật. Tại vì nhờ cái tâm rộng lớn cho nên cái phẩm vật nó cũng lớn theo, cho nên nó bảo là lớn như núi Tu Di, phải không? Núi Tu Di không biết bao nhiêu. Cho nên người Việt Nam mình mà mỗi khi mà ta đem tới ta cúng cho Phật thì quý vị thường hay nói gì? Của ít lòng nhiều, phải không? Của ít thì lòng nhiều. Của mình thì nó gọi là một ly một lai, phải không? Cái này người Bắc hay nói vậy.
Một ly một lai thầy không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà đây này là từ cái chỗ mà Phổ Hiền Hạnh kể mà ra. Của thì thiệt ra một ly một lai thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó lớn quá, cho nên cái tâm mình nó biến cái vật này lớn ra nhiều như núi Tu Di vậy. Tại vì nó phải nhiều như núi Tu Di mới đem cúng được hết tất cả các đức Phật chứ. Có một ly lai mà cúng cho ai? Cúng một người không xong nữa, mà cúng cho tất cả các đức Phật. Cho nên cái pháp cúng dường này quan trọng. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật gọi là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là hơn hết. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà cúng dường á, thì nhớ cái này nữa. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy có ba cách cúng mà. Ba cách cúng dường. Thứ nhất là phẩm vật cúng dường. Thứ hai là kính tín cúng dường. Thứ ba là hạnh cúng dường. Cái này là hạnh cúng dường. Cái tu của mình cúng dường đó, thì cái này công đức lớn nhất. Tại do mình tu nó thì nó mới biến hóa ra được chứ. Nương lực Phổ Hiền cái này nó biến hóa, nó vô cùng vô tận. Còn cái phẩm vật á, dù nó có nhiều đến đâu nữa, nó có cái giới hạn của nó. Phẩm vật cúng dường. Cho nên có những cái người đó, thiệt ra thì cúng không bao nhiêu, nhưng mà thường hay kể nhiều quá, phải không? Hay kể là tôi cúng cho thầy này, tôi cúng cho chùa kia, tôi cúng cho người nọ, đủ thứ hết. Nó đủ. Thì cái này nó làm sao? Đây là phẩm vật cúng dường này. Tại vì khi mình cúng mà mình nghĩ tới cái này này, chứ mình không có cái tâm rộng lớn giống như cái trường hợp Phổ Hiền giải. Người ta có một ly một lai thôi mà cái tâm ta nó rộng. Cái tâm nó rộng này nó đưa tới cái chỗ kính tín. Tại vì người ta nói là cái vật cho nó không bằng cái tư cách của người cho, phải không? Thế các vị để ý xem. Tại nhiều khi cái người đó họ cho mình nhưng mà mình không muốn nhận nữa. Họ thí cho mình nhưng mình không muốn nhận đâu. Thấy nó sao ấy, không muốn nhận. Cho nên cái cách cho nó, cái này quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà thầy nói tới đây đó, là thầy nhớ đó, là ông Trương Tấn Sang hồi đó ông có kể cho thầy nghe. Ông nói ông mà sống được và làm được việc đó, ông nói là nhờ cái ông nội của ông. Ông nội của ông nói là thâm tín cái vấn đề Tam Bảo này, thâm tín chư Phật này. Cho nên á, cái ông này đó là ở trong cái vùng đó, ai mà ở trên Đức Hòa thì biết cái ông này. Nó là khi mà người ta mất mùa đó, ta đói khổ đó, thành ra chính đó, ông cho người nhà ông đó mà gánh gạo tới cho tất cả các cái nhà mà khổ nghèo đó. Chứ không phải là mình để ở đây, để nhà mình, để mình kêu ai á, tới đây để mình phát cho, phải không? Mình phát phiếu cho rồi tới đây nhận, phải không? Sợ ta tự ái, phải không? Ta tự ái. Cho nên lúc bây giờ mình tới đó. Cho nên người ta gọi là cái của cho không bằng cái cách cho. Cái cách cho này là mình cho họ dầu ít, nhưng mà trong lòng mình thương họ, mình quý họ đó, thì cái này mới gọi là của ít lòng nhiều. Còn mình cho họ nhưng mà mình thí cho xong chuyện đó, thì cái này là thiệt là nghiệp sanh mà phước không sanh. Cái này là quả báo đáng sợ. Thành Đức Phật nói với mình đó, là Ngài có một mùa an cư đó, tức là đói phải ăn lúa ngựa. Là Ngài bị phạm cái tội đó, cái đời trước, nhiều đời trước của Ngài đó, Ngài là ông trưởng giả giàu có. Nhưng mà bây giờ thấy một thầy tỳ kheo đi khất thực tới đó, tự nhiên khởi một cái ý niệm ác. Nói cái ông này là còn khỏe như vậy mà không chịu làm ăn để đi xin ăn, phải không? Lấy lúa ngựa cho nó ăn. Đó, okay. Ông mới sai cái người ở đó, mới lấy cái lúa mà để cho ngựa ăn đó. Thầy không biết lúa đó là lúa gì, nhưng mà lấy lúa của ngựa ăn đó, đem đổ vô bình bát của cái ông thầy tỳ kheo đó.
Nhưng mà khi thành Phật rồi cái quả này còn. Cho nên một năm đó, một mùa hạ đó, đó là phải ăn lúa ngựa, ăn lúa ngựa hết năm. Thì tại sao vậy? Là tự nhiên cái năm đó Đức Phật dẫn chúng đi an cư rồi đó, là cái người đó mà họ phát tâm họ cúng dường cho Đức Phật thì khiến họ không có về được. Họ đi làm ăn buôn bán xa họ không về được, cho nên tự nhiên là không có gì ăn hết. Thì cái ông kia rồi mới thấy vậy, mấy thầy không có gì ăn hết tội nghiệp. Mà bây giờ ông đâu có gì nữa ông cúng, cho nên ông chỉ còn có một cái là lấy cái phần lúa mà để cho ngựa ăn đó đem cúng cho Phật ăn. Đức Phật nói cái này là quả báo này nè, nên các Phật tử nên nhớ cái đó. Cái của cho không bằng cái cách cho. Làm sao mà mình giữ được cái mình kính trọng họ, mình thương họ, thiệt là tội nghiệp. Cái hoàn cảnh của họ như thế, cái nghiệp họ như thế, cho nên mình thương họ, mình có cái ý nghĩ mình muốn gánh bớt cái nghiệp cho họ đó, đó. Thì cái này nữa, dầu cho hay không cho thì họ vẫn quý trọng mình, không? Họ vẫn quý trọng mình. Thì cái này là quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu. Cho nên của ít lòng nhiều được đó. Thì cái lòng mà như núi Tu Di đó, có nghĩa là tôi nghĩ rằng cái sức của tôi giới hạn, cái hoàn cảnh của tôi giới hạn, chứ còn tôi muốn mà của tôi nó nhiều như núi Tu Di để mà tôi đem san sẻ hết cho mọi người đi, biết không? Đây cái tâm. Cho nên chỗ này người ta đã tu là cái tâm này. Cái tâm rộng lớn với cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên quý vị phải mở rộng cái tấm lòng mình ra. Mình chưa cứu được nhiều người, chưa giúp được nhiều người, nhưng mà cái tấm lòng của mình thương người, muốn cứu người, muốn giúp người đó, thì chính cái này mới quan trọng, gọi là tu. Tu thành Phật. Đó, tới đó, đó thì cái trường hợp đó là tới cái phần nguyện thứ ba của Phổ Hiền. Tới cái thứ tư gì? Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Cho nên cái bài sám hối này là lấy trong Phổ Hiền kể ra. Đấy, đại sám hối. Cái này là gì đấy? Tức là từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác. Từ xưa này, từ kiếp này, nhiều kiếp về trước xa xưa cho đến tận ngày nay này, cái này tạo nhiều tội nhiều quá. Cho nên bây giờ đó, mình sanh ra trên cuộc đời này đó, mình gặp không biết bao nhiêu những cái khó khăn nguy hiểm. Cái này trở lại cái thực tế cuộc sống. Ở trên tâm thì hoàn toàn thanh tịnh tốt như vậy, mà trở lại thực tế cuộc đời của mình đây đó, thân phận con người đó, thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau chứ. Khi mà mình tu, mình nhập được Phổ Hành Hạnh Nguyện đó, thì mình thấy không biết đói, không biết khát, không biết đau, không biết chức, không biết sợ gì hết. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế thì sao? Mình vẫn là người bình thường. Cho nên Đức Lạc Lai Lạc Ma, Ngài nói với Thầy, Ngài nói là cái khi mà Ngài bị lúng cái ruột, bị bệnh, cho nên người ta đưa Ngài đi tới bệnh viện. Ngài nhìn, Ngài thấy những người bệnh mà không ai chăm sóc, Ngài khởi lên cái tâm thương. Mà Ngài khởi lên cái tâm thương tại cái tâm Ngài cứ nghĩ tới những người mà đau khổ này nữa. Cho nên tự nhiên Bồ Tát Quan Âm Gia Bì tới cho Ngài đó, Ngài không cảm thấy đau nhất. Tại cái tâm đại bi của Ngài nó rộng lên đó, cho nên Ngài quên mất cái đau nhất đi. Nhưng mà đưa Ngài tới bệnh viện rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên đó, trở lại bình thường đó, thì đương nhiên là đau thì vẫn đau chứ, phải không? Cho nên mình đây mình có hai cái đời sống. Khi mình tu đó, mình lên cao một chút đó, mình có đời sống tâm linh rất là đẹp. Nhưng mà khi cái đời sống tâm linh mình mất đó, mình trở lại đời sống thực tế này đó, là ai cũng có hoàn cảnh đó hết. Ai cũng có hoàn cảnh nghèo, đói, bệnh, hoạn, phải không? Cái này có chứ, cái nghiệp mình còn đấy. Cho nên mình vẫn có cái này. Trở lại thực tế của cuộc sống này, trở lại thực tế đó, thì mình thấy thấy rõ hết rồi. Thiệt ra trên chân tánh thì tốt như vậy đó, nhưng mà thực tế cuộc sống này nó vậy. Là tại sao vậy? Là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đi. Tại vì tạo ác nghiệp
Cho nên bây giờ hiện thân lên cuộc đời này nữa mới có cái hoàn cảnh này. Chứ nếu không có tạo ác nghiệp thì không có hoàn cảnh này đâu, phải không? Trở lại thực tế. Điều bởi vô thủy tham sân si, gốc của nó là tham, giận và si mê mà tạo nên các tội này. Cho nên bây giờ nó mang cái thân này, nó mới có cái này. Vì vậy đó, mà bây giờ là tất cả những cái tội này đó, con xin sám hối hết. Bao nhiêu tội hiện lên thì chúng ta quyết tâm mà sám hối cho hết cái tội này. Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân nghĩ mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đây là cái trường hợp mà tới cái nguyện thứ tư là nguyện sám hối đó, gọi là sám hối nghiệp chướng đó. Thì cái này chấm dứt. Qua tới cái nguyện thứ năm nữa của Ngài là gì? Phổ hiện bài kệ thứ năm nữa là gì? Tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, hữu học, vô học cùng chúng sanh. Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Đây, tại cái tội của mình hồi trước đó, tội của mình hồi trước đó, là mình không có cái tâm tùy hỷ, nhưng mà mình có cái tâm ganh tị. Tất cả Phật tử nghiệm xem, mình có cái tâm ganh tị thù hiềm. Người ta tốt, nhưng mà mình thấy người ta tốt mình khó chịu nữa. Người ta tốt, mình muốn mình tốt thôi. Cho nên cái khi mà mình thụ giới Bồ Tát á, mấy thầy dẫn là không được khen mình chê người, phải không? Mình cứ muốn mình tốt à, nhưng mà mình á, không muốn cho người khác tốt. Tại nên người khác tốt thiệt thì mình cũng không chịu nữa, phải không? Mình nó không tốt thiệt đâu. Đây là cái nghiệp của mình á, tự nhiên tạo cái này, ác nghiệp mình tạo này. Rồi bây giờ đó, ngược trở lại là tu cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ với ai? Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn á, người ta đang tu mà. Tất cả mọi người đây là đang tu mà. Cho nên người được cái này, người được cái kia, người được cái nọ, ai được cái điều nào tốt á, thì mình mừng cho họ. Mình mừng cho họ, chứ mình không ganh tị nữa. Hồi nãy do ganh tị cho nên bây giờ nó thế này. Bây giờ nó không ganh tị nữa mà mình mừng cho họ nữa, thì nó sanh ra cái công đức. Mai mốt đó họ cũng mừng cho mình. Còn mình ganh, mình chê họ nữa mà mình biểu họ khen mình thì cái điều này chắc không có đâu. Cho nên các phật tử nghiệm xem. Cho nên đó, ai tu cái gì cũng được hết. Mình thấy người ta tu mà tu được mình mừng chứ. Nên thầy đó, khi thầy gặp các cái hòa thượng mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì hòa thượng này nói với thầy đó, tôi là suốt đời tu cái pháp tứ niệm xứ quán thôi, tức là suốt đời tôi tu một pháp đó thôi. Thì thầy nói ở như vậy cũng tốt, tại pháp tứ niệm xứ tốt chứ. Tại là tôi cũng đang tu đây, nhưng mà tôi chưa thành tựu được, tôi chưa thành tựu được cái pháp này. Tu được cái pháp này thì cũng lên Niết Bàn, Đức Phật dạy mà. Cái này gọi là tùy hỷ. Cái này thì cái hàng Thanh Văn đây đó, thành họ tu cái hạnh này thì. Còn nếu mà quý vị đó, tu hành Bồ Tát chưa có gì hết đó, nhưng mà mình nghĩ mình tu hành Đại Thừa, cho nên mình nói ông này tu Thanh Văn mà, ông này tu Thanh Văn còn thua tôi xa lắm, phải không? Như vậy là hỏng rồi. Nên thầy thấy ông này tu Thanh Văn thì được, tu Thanh Văn tốt chứ, này pháp của Phật mà. Cái người kia là ta tu cái hành Viên Giác, ta ngồi đó, ta nhìn lá, nhìn trời, ta quán sát nhân duyên, ta quán sát 12 nhân duyên. Cái này tốt chứ. Để người ta suy nghiệm xem thử coi tại sao mình sanh trên cuộc đời này. Đây, các vị nghiệm xem, quán cái này hay lắm á, chứ không phải. Tại nên khi mà thầy gặp một cái vị ẩn sĩ họ tu cái kiểu này nữa, thầy nói chính cái này các vị làm được, chứ tôi chưa có thời giờ làm. Tức là ngồi quán tưởng nữa. Quán tưởng cái gì? Mình từ đâu sanh ra đây, rồi mai mốt mình chết mình về đâu. Thầy quý vị được cái này chưa? Thầy nói mình chưa được á. Mình đôi khi mình thấy người ta làm cái này đó, mình không khen mình chê, phải không? Ta bỏ hết cuộc đời người ta làm cái này,
Thầy nói cái này hay lắm. Tức là trước khi chết mình chưa biết mình sanh về đâu nữa thì cái này chưa yên tâm được. Thành ra thầy cố thầy thực tập cái này đi, để thầy thấy được đó, sau khi chết mình sanh về đâu nữa. Mình sanh lên trời, mình sanh cực lạc, mình lên niết bàn đó, thì cái này bảo đảm. Tại vì tôi cũng muốn làm cái này nhưng mà tôi chưa làm được đây. Phải không? Thành ra các vị tập cho sanh. Thành ra ngài Đạt Lai Ma cũng trao đổi với thầy và chia sẻ này. Ngài nói là tôi luôn luôn đó, là suy nghĩ về cái chuyện này. Tôi không biết là mai mốt tôi chết rồi tôi sanh về đâu, không biết là tôi còn có thể tái sanh lại đây nữa không, đang lo cái chuyện này nhất. Cái này quán nhân duyên đây. Ta nói quán cái này là gì? Bắt đầu đó, từ cái cuộc sống bình thường này đi vào thế giới nội tâm, từ cái thế giới nội tâm này để mình sống với cái thế giới nội tâm đó, rồi từ cái đó mình mới trở lại chỗ này. Cho nên người ta, ta cố ta tìm cho ra được mình từ đâu sanh lại đây, rồi bây giờ mình chết rồi mình sanh về đâu đây. Đó, cố tháo gỡ cái mắt gút này đi, tháo gỡ cho được cái này đi, thì cái này là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thầy cố tháo cái này ra, đó là cái này cũng hay chứ. Cho nên khi mà thầy gặp một vị ẩn sĩ tu này, thầy nói thầy tu cái này tốt đó. Chứ không bao giờ thầy dám nói là tôi tu theo pháp Hoa là nhất đây, không có chuyện không dám này đâu. Phải không? Phải tùy hỷ với họ. Thành tùy hỷ với họ thì lúc bây giờ họ mới thương mình chứ. Đây là ngài Phổ Hiền dạy mình, đây là hàng duyên giác, phải không? Họ tu cái này họ cũng sẽ chứng Bích Chi Phật chứ, mà mình còn chưa được Bích Chi Phật mà. Đấy, mình chưa được giải thoát mà mình chưa biết được cái vận mạng của mình đó, mà mình nghĩ mình hơn người khác đó, thì cái này coi chừng chết đi. Cái thứ ba là hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát đó, thì bây giờ mình thấy ai làm được việc gì tốt mình cũng khen hết, mình cũng tùy hỷ mà họ đó. Nên đó, thầy nói thầy nghe nó có một cái bà Phật tử mà ở trên chùa Vạn Đức tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Tụng kinh Pháp Hoa đó, trong lúc còn khó khăn như vậy đó mà bà ngồi bà tụng kinh Pháp Hoa, bà nó nhìn bên cạnh mình đây có một cái người nó cũng ngồi đây mà không có kinh tụng, cho nên bà khởi lên cái tâm thương, bà đưa cuốn kinh qua đây để giữa hai người cùng tụng đấy. Chỉ có cái tâm chút này thôi, thầy nói tốt. Đó là hạnh Bồ Tát đó, biết thương người, biết chia sẻ cho người khác đó. Rồi một lát nữa tụng kinh xong rồi đó, bà thì có đem theo ổ bánh mì để ăn. Nhìn thấy cái ông này sao mặt mày xanh xao hết, không có gì ăn hết, nhìn đói mấy ngày rồi, thôi bẻ ổ bánh mì làm hai để chia ăn. Ta chỉ bố thí chừng đó thôi, phải không? Ta bố thí chừng đó thôi, nhưng mà cái này cũng là đáng khen này. Chứ còn nói là tôi đã từng bố thí bao nhiêu phần Phật đản, tôi đã cho bao nhiêu phần quà Du Lan, tôi đã cho bao nhiêu, kể nhiều quá, phải không? Thành ra mình coi ai cũng ra gì hết thì cái này không được. Tùy hỷ, dầu cái chuyện đó chuyện nhỏ nhất đi nữa đó, mình cũng tùy hỷ. Chính mình tùy hỷ với họ đó là mình giúp cho họ để họ phát tâm, họ đi lên, họ tu lên đó. Còn mình chê họ cái là họ buồn, họ bỏ cuộc đó, thì cái trường hợp này mình phá họ tội nghiệp. Cho nên đó, tùy hỷ. Hàng Thinh Văn, hàng Dương Giác, hàng Bồ Tát này đó, có bao nhiêu công đức mình tùy hỷ. Đây cái hạnh thứ sáu là cái hạnh tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức đó là cái trường hợp mà mình tu hành. Thì thôi, bữa nay thầy giảng tới đây, còn trở lại năm hạnh nữa thì kỳ sau rồi sẽ giảng tiếp. Thôi quý vị lên hồi hướng rồi sẽ lên trên chánh điện để chúng ta lại sám hối. Thì bữa nay đó thì thầy nhắc lại thêm cho các Phật tử đó, là hồi trước đó, thì ở bên cái tháp cũ đó, nó nhỏ hẹp, cho nên Hòa Thượng Từ Nhơn đó, là cho cái ngày rằm đó, nghỉ không tụng kinh. Nhưng bây giờ mình đây chùa lớn rồi, rộng rồi, thì cái ngày rằm đó, thì các Phật tử nên về tụng kinh hơn là nghỉ. Tức là 14 ngày mình tu mà cái ngày rằm là ngày trưởng tỉnh, ngày quan trọng nhất, mình nghỉ đi, phải không? Thì cái này bất đắc dĩ không có chỗ, thì cái trường hợp đó thôi Hòa Thượng cho nghỉ.
Bây giờ mình chùa mình rộng rồi, tốt rồi, thì chính cái ngày này là ngày mình tu, ngày tu. Cho nên á, ngày mai á, là ngày rằm, thì tất cả các Phật tử nên về chùa lễ Phật và tụng kinh bình thường, thì cái đó thì tốt hơn, không nghỉ ngày rằm nữa. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Cái này nếu mà ba nghiệp của mình á, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, rất thanh tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh á, thì chỉ trong một niệm tâm á, mình lại hết được chư Phật ba đời. Đây là quan trọng nhất á, mà trong lúc mà lại Phật. Còn nếu ba nghiệp mình không thanh tịnh á, thì mình lại hết thời sám hối á, nhiều khi mình cũng chưa lại được vị nào hết, chưa lại được vị Phật nào hết. Tại vì ba nghiệp không thanh tịnh, cho nên ở trong đó ba nghiệp không thanh tịnh á, mà cái ý nghiệp đó là quan trọng nhất. Cái ý nghiệp của mình á, nó không thanh tịnh á, thì trong cái ý nghiệp của mình á, nó khởi lên cái gì đó. Thì cái trường hợp đó, đó trong lúc dầu thân mình có lại Phật, nhưng mà ý mình khởi lên cái ý niệm ác nào đó, đó, thì cái trường hợp này bị cái nghiệp ác tác động rồi. Cho nên công đức đôi khi không sanh ra mà tội sanh. Thí dụ như bây giờ đó, cái nghiệp quý vị còn nặng. Bây giờ đó, trong lúc đó mình đọc danh hiệu Phật xong, mình lại Phật xuống một cái dục mình nhớ tới, không biết hồi nãy mình có khóa xe chưa. Dục nhớ cái châu chìa khóa phải không? Thì như vậy là không thanh tịnh rồi. Thì trong lúc mình lại đó là mình lại số chìa khóa, chứ mình đâu lại được Phật. Hay là lúc mà mình á, vừa lại xuống á, cái nghiệp mình không thanh tịnh, cho nên dục mình nhớ đó, không biết hồi nãy mình đi mình có khóa cửa không? Không? Cho nên á, nhiều người đó, nhiều người đi vô lại Phật, đi vô tụng kinh rồi đó, nhưng mà cái tâm nó còn kẹt ở ngoài. Cho nên á, thầy có dặn á, thầy nói là khi mà mình đi tới chùa ráng giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên cái khẩu nghiệp thanh tịnh là tuyệt đối, mình không nói gì hết. Nên là tất cả các Phật tử mà đi vô sám hối lại Phật, mà hay dùm năm dùm ba nói chuyện này chuyện kia đó, thầy nói cái này tội sanh chứ phước không sanh. Nghiệp sanh chứ nghiệp không hết nhau. Cho nên đó, cái khẩu nghiệp của mình là chỉ niệm Phật thôi, chỉ nói lời Phật thôi, chứ không nói gì được khác hết. Đó là quan trọng nhất. Cho nên cái ý nghiệp mình đó, là chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ gì khác hết. Mà trong cái lúc đó mình lại Phật mà mình nghĩ một cái gì khác đó, thì cái này phước không sanh mà nghiệp sanh. Nên thầy dặn thầy nói là đi đó mình cũng không nên đem đồ quý theo, thậm chí bây giờ mang cái đôi dép đó, đắt tiền đó, đi vô lại Phật rồi mà cứ nhớ đôi dép đó. Mà thầy để ý thầy thấy đó, cái người nào mà mang cái đôi dép đôi giày đắt tiền đó, vô lại Phật rồi cứ nghĩ tới đôi dép thôi, thì người đó chắc chắn mất dép. Mà nhiều người đã thưa với thầy rồi đó, thầy mới hỏi, thầy nói hồi đó đó mấy bà vô lại Phật nhưng mà thường hay nghĩ tới đôi dép phải không? Nói dạ có, tại đôi dép này con mới mua, đôi dép này con mới mua, cho nên á vô lại mà con cứ sợ người ta lấy dép. Thành ra con sợ người ta lấy dép cho nên á con đã lấy đôi dép con gói lại rồi, con nhét chỗ kia con giấu ấy. Nhưng mà nó cũng biết nó lấy vậy thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Như vậy là cái phước bà không sanh mà cái nghiệp bà sanh trong lúc bà lại Phật á, mà cứ nghĩ tới đôi dép. Thành ra Phật hay là dép, thành ra mình phạm cái tội rất lớn, mình coi Phật là dép hả? Cái này không nên, không nên. Cho nên ba nghiệp á, phải thanh tịnh thì tội tiêu hết. Nên nó dùng ba nghiệp rất thanh tịnh là chỗ này. Rồi đó, ba nghiệp mình thanh tịnh rồi, nó còn cái gì nữa? Mình phải nương vào cái Phổ Hiền hạnh nguyện lực, tức là lực của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền, Ngài nói ai mà tu mười hạnh của Ngài đó, là Ngài luôn luôn gia bị tới,
Cho nên mình nhờ cái lực của phổ hiền gia bị tới cho mình. Có phổ hiền lực thì có phổ hiền lực gia bị tới, cho nên nó tự nhiên mình lại Phật á, mình lại Phật á. Mà trong lúc đó, trong cái ý mình nó thanh tịnh á, được phổ hiền lực gia bị tới đó, là mình thấy hằng hà sa số chư Phật, thấy hằng hà sa số chư Phật. Tức là trong pháp giới có bao nhiêu đức Phật thì mình á, lại hiện ra quá bao nhiêu thân nữa. Mỗi thân mình đều có đứng trước đức Phật hết. Thành ra mới nói là lại không sót. Lại không sót cái này gì? Tức là nhờ tâm mình thanh tịnh, nhờ lực phổ hiền Bồ Tát gia bị tới, cho nên mình thấy hiện ra vô số Phật. Mà mình thấy ra vô số Phật thì lúc bây giờ trước mỗi Phật mình lại có một cái nương phổ hiền lực được, thì có cái quá thân. Quá thân của mình. Cái chỗ này Thầy nói giống như là cái trường hợp mà ông Tề Thiên Đại Thánh, đúng không? Thành ra Tề Thiên Đại Thánh có thể là có bao nhiêu yêu tinh thì ông lại có bao nhiêu quá thân để trừ hết cái này được. Còn mình bây giờ đó, có bao nhiêu Phật mà xuất hiện trong pháp giới đó, thì mình có bao nhiêu thân đó. Tức là mỗi thân của mình đều hiện trước mỗi đức Phật. Có bao nhiêu đức Phật thì có bao nhiêu thân mình. Cho nên đồng thời chỉ một niệm tâm đó, mà lại tất cả các Phật không hề sót. Nương được phổ hiền lực, ba nghiệp thanh tịnh và nương phổ hiền lực rồi đó, thì mới lại không sót. Lại không sót mà cái khó nhất đó, là cái vị lai Phật. Tại vì ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó, thì sao? Tất cả mọi người đó, tất mọi cả mọi người nữa, họ là vị lai Phật đối với mình. Cho nên người nào đó mình thấy họ đó, mà thấy bằng cái thâm thanh tịnh đó, thì tức là mình thấy được cái Phật tánh của họ. Cho nên mình thấy Phật tánh của họ, cho nên mình lại được cái Phật tánh của họ. Do đó mà Phật tánh của họ nó sáng lên. Cái này là kinh nghiệm tu đó, Thầy đã trải nghiệm rồi, Thầy thấy được có này. Nên có Thầy đó, lúc đó Thầy từ bên Nhật Thầy mới về, thì có nhiều Thầy mới nói với Thầy nè, cái ông này không tốt nè, cái bà kia không tốt nè, ông nọ không tốt nữa. Thầy phải nên cẩn thận, Thầy nên dè dặt, đừng tiếp xúc với họ. Đây mấy Thầy họ thương, họ nhắc Thầy như vậy đó. Là tại trên thực tế có những người Phật tử mà tới ở trong cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh, cho nên những người tới này đủ thứ người và đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái khi Thầy lại Phật, Thầy tập trung được và nương cái phổ hiền hạnh nguyện lực này được, cho nên Thầy lại Phật, Thầy thấy tất cả là Phật hết, chứ Thầy không thấy, không thấy ông này bà kia nữa hết. Thì tự nhiên những cái người mà gọi là người xấu đó, thì họ đối với Thầy đó, họ không xấu nữa, mà họ trở thành tốt. Thì mấy Thầy đó, họ mới nói Thầy nó lạ, mấy người đó tôi biết họ xấu thiệt mà, nhưng mà sao tới với Thầy đó, sau này tôi thấy họ đàng hoàng ấy. Thì Thầy mới nói là nhờ nương lực phổ hiền. Thầy đã nhờ nương lực phổ hiền đó, mà biến cái người xấu trở thành người tốt. Tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng có cái xấu và ai cũng có cái tốt. Nhưng mà nương được lực của Phật, nương được lực của Bồ Tát á, thì biến cái người xấu thành người tốt. Cho nên chung quanh chúng ta là tốt hết. Nên ai tới với Thầy cũng tốt hết. Nhưng mà ngược trở lại đó, họ nói sao là đối với Thầy á, thì họ tốt vậy, mà đối với tôi họ không tốt. Tại khi mà Thầy bên Nhật Thầy về đó, tự nhiên có một cái ông đạo đó, thành ra ông thương Thầy, ông muốn theo ông làm thầy giả thôi. Thầy mới dắt ông đi ra ngoài Vũng Tàu, ra một cái người, cái chùa của một người bạn của Thầy hồi trước. Thì ông Thầy ông tu ngoài đó đó, ông thấy ông đạo này đó, ông nói với Thầy, ông nói ông đạo của Thầy dễ thương quá, thôi Thầy cho tôi đi, cho ở tôi đi.
Thầy nói thôi thì nếu phải thầy nuôi ông được thì thôi để ông ở với thầy cũng được. Thành ra thầy trở về thành phố mấy bữa sau nữa, ông thầy không dắt ông Đạo vô, ông trả lại thầy. Ông nói bữa trước thầy dắt ra nữa thì tôi thấy ông hiền, ông dễ thương quá đi, tôi muốn ở với tôi. Nhưng mà thầy về rồi nữa thì ông này chướng quá đi. Các vị nên ghi chỗ này, Đức Phật dạy mình cái thật tánh đó, nó chỗ này. Cho nên cái khi mà nghiệp mình còn, tâm mình phân biệt, tánh ác mình có đó, thì tất cả mọi người chung quanh mình đó, người thiện cũng trở thành người ác nữa. Còn bây giờ cái tâm mình mà tốt thực rồi đó, mình là Phật rồi đó, thì bây giờ tất cả những người xấu họ cũng trở thành tốt nữa. Cho nên cái chỗ này Phật giáo hóa người ta dễ, Bồ Tát giáo hóa người ta dễ. Mà mình á, mình biết nhưng mình nói họ không nghe, tức chết thì phải không? Nên tôi nói là nếu mà quý vị còn tức, bực tức đó, thì chắc chắn không ai nghe mình hết đó. Thậm chí con mình nó cũng nghe nữa. Thế nên có người nói với tôi, nói với thầy như vậy đó, nó tức không? Mình sanh nó ra, mình nuôi nó, nhưng mà nó không nghe mình, tức không? Đấy, tức là tại vì cái nghiệp của mình với cái nghiệp của nó là nghịch nhau. Thường thường cha mẹ thì muốn con làm cái gì, nhưng mà con thì nó muốn làm cái gì. Đấy. Cái nghiệp của nó riêng, cái nghiệp mình riêng, hai cái nghiệp này đụng nhau. Cho nên cha con, mẹ con mà xung đột nhau chỗ này nè, là nghiệp mà. Còn bây giờ nó gặp một cái người tu thiệt á, cái người này hết nghiệp rồi thì làm sao đụng được. Nếu cái vị này tối thiểu tu tiểu thừa đi nữa thì người ta quán tất cả các pháp là không. Tại trong lòng của người ta trống không, không có gì hết, không thiện, không ác, thì cái nghiệp nó làm sao khởi. Thành ra nó muốn nghĩ gì đó nó nghĩ, thành ra nó không có cái đối kháng lại. Còn bây giờ nó mình nghĩ một cách, nó nghĩ một cách, hai cái nghĩ này không giống nhau. Cho nên hai cái nghĩ này trùng hợp nhau đó thì trở thành bạn của nhau. Mà hai cái ý nghĩ này ngược nhau đó thì đối kháng với nhau. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử ta pháp tâm đại thừa mà tu Bồ Tát Đạo này đó, là mình phải nghĩ tới các Đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi lấy cái nguyện của các ngài làm cái nguyện của mình, lấy cái hạnh của các ngài làm cái hạnh của mình. Cái hạnh của mình giống cái hạnh của Bồ Tát thì Bồ Tát gia bị tới mình được. Chứ cái hạnh mình không giống ngài làm sao ngài gia bị. Cái nguyện mình không giống ngài thì làm sao coi. Hai cái để đồng nhau mới có thể hỗ trợ nhau được. Thành ra Phật gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Phật. Bồ Tát gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Bồ Tát nghĩ. Hai cái này đồng nhau, cho nên là các ngài gia bị tới. Thì nói như bây giờ tất cả các Phật tử đó mà cũng có một cái lòng thương người giống như Bồ Tát Quan Âm như vậy đó, thì Bồ Tát Quan Âm liền gia bị tới cho mình. Mà mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân Bồ Tát Quan Âm vì Bồ Tát gia bị tới, mình với ngài là đồng hành, đồng hành đồng nguyện, cho nên cái này là lực của ngài gia bị tới. Tại ngài cũng muốn cứu cái người này, nhưng mà ngài không có thân. Ngài không có thân cho nên ngài không làm sao ngài cứu được hết. Thì lúc bây giờ mình cũng có cái ý cứu cái người này, hai cái này đồng nhau nữa, thì Bồ Tát liền gia bị tới cho mình. Lúc đó biến cho mình có một cái lực của Bồ Tát mà mình có thể giải cứu được cái này. Đây. Cho nên chỗ này bảo là sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, phân thân hiện khắp trước mười phương. Một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Quy trở lại đấy, sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Cái bài kệ này hay, suy nghĩ kỹ rồi thấy bài kệ này tự nhiên á, ở trong cái tâm mình á, không thấy nó vô ảnh vô hình á, nhưng mà dục nó dung chứa được vô số Phật. Mà nó chứa được vô số Phật rồi đó, là mỗi Phật như vậy đó
lại có vô số Bồ Tát chung quanh nữa, mà ở trong cái tâm của mình không chật không rộng. Cái này lạ, cái này là điều lạ nhất. Nếu mà quý vị thực tập tới được cái chỗ này rồi đó, chúng ta ngồi yên chúng ta không lại gì hết á. Thành ra có những người đó mà họ đọc tới câu này xong rồi đó, thành họ ngồi yên lặng mà họ cảm thấy như là họ lại hết tất cả các đức Phật. Tại trong này Phổ Hiền nói không sót nữa, không sót, cho nên một thân là hiện được sắc trần thân. Thành ra có bao nhiêu Phật thì mình có bao nhiêu thân, cho nên lại hết được. Mà kỳ diệu nữa là mình lại được các đức Phật hết như vậy đó, mà không phải là một đức Phật không, mỗi đức Phật và chung quanh họ có các Bồ Tát nữa. Có các vị Bồ Tát đó, chung quanh của đức Phật đó đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy được hết. Thì như vậy nó tạo nên cái pháp giới đó, ta gọi là pháp giới. Ta nói đức Phật A Di Đà là có cái pháp giới tạng thân đó, là thân này nè. Mà bây giờ nương hạnh Phổ Hiền đó, thì cái trường hợp này cái pháp giới thân của mình cũng hiện ra. Cho nên cái chỗ này cái sám hối mà cao nhất, tội hết, tất cả các tội đều hết. Cho nên chỗ này người ta nói là nhất sanh tội chướng băng tiêu nè, tất cả các tội chướng mình nó tiêu hết đi. Nhất thiết nghiệp duyên thanh tịnh, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh hết. Con người mình đó, một thân là hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận. Pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Đó là câu thứ nhất. Qua câu thứ hai gọi là tán Phật. Tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng, tận kiếp vị lai không hề mỏi, ca ngợi công đức Phật ba đời. Tại vì nương vào cái lực Phổ Hiền được rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình có một cái loại âm thanh lạ. Cái loại âm thanh lạ, âm thanh này của Phổ Hiền, gia bị của Phật. Thầy nói cái âm thanh này nó lạ, nó là sao? Cái loại âm thanh của mình là nó đi thẳng vào lòng người. Âm thanh này âm thanh của Phật, cho nên ở gần thì không điếc lỗ tai, mà ở xa thì nghe rất rõ. Là tại vì âm thanh này phát xuất từ tâm, cho nên tâm của mình nó tới với tâm của chúng sanh. Thì như vậy đó, cái loại ngôn ngữ gọi là kỳ diệu này đó là. Cho nên nhiều khi không cần nói, không cần nói, nhưng mà người ta có thể hiểu được, có thể cảm được, cảm thông được. Đây là cái loại ngôn ngữ mà đặc thù của Bồ Tát và Phật mới có, của cái người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh mới có loại ngôn ngữ này, gọi là diệu vô thượng. Cái âm thanh này nó rất là thậm thâm di diệu. Ta nói ở bên cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, là Đức Phật A Di Đà sử dụng cái loại âm thanh này. Cho nên đó, trong cái thế giới Tây Phương của Ngài đó, trong cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, bảo là mỗi ngày Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Mà thuyết pháp là thuyết pháp từ sáng tới chiều, thuyết pháp luôn cả 24 tiếng hồ không nghỉ, phải không? Thì Ngài sử dụng cái âm thanh di diệu này. Tại nên âm thanh di diệu này đó, nó đi thẳng vào trong tâm của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới cực lạc. Tại tất cả người nào tu hành mà lọt vô trong cái thế giới cực lạc này đó, thì đều nghe được cái âm thanh này, nghe được cái âm thanh này. Cho nên tất cả các Phật tử mình đó, mà nếu mình tu cái tâm mình nó lần thanh tịnh rồi đó, đôi khi mình lại nghe những cái âm thanh lạ, nghe những âm thanh lạ, nghe những cái âm thanh mà bình thường không có ở trên đời này. Cho nên chỗ này người ta gọi là thường nghe thiên nhạc, tức là thường nghe nhạc trời đó. Cho nên thường nghe nhạc trời. Cho nên tất cả các vị thiền sư mà cái tâm họ thanh tịnh rồi đó, họ nghe gì? Họ nghe là suối nó chảy đó, nó chảy róc rách đó. Họ nghe gió nó thổi qua cái cành trúc đó,
mà họ nghe là cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Cái này là Ngài Phổ Hiền nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tại là tất cả đều là pháp âm di diệu của Đức Phật. Cho nên tâm thanh tịnh của mình đó, nó duyên vào cái cảnh giới này lạ, ta gọi là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Cho nên nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn núi, nhìn sông, nhìn cái gì đó, mình cũng là thấy toàn cảnh thế giới thanh tịnh. Cái này là cái người tu theo Phổ Hiền, tức là thấy như vậy. Còn nghe đó thì người ta nghe toàn là âm thanh của Phật, mà người ta không nghe những cái âm thanh của lục đạo tứ sanh nữa. Đây, thì ở trên cái bước đường tu này đó, nó có cái bờ ranh, cái bờ ranh giới, cái bờ ở bên này người ta gọi là bờ sanh tử. Cái người mà ở bên cái bờ sanh tử này nữa, là nghe toàn là những cái tiếng khổ đau của lục đạo tứ sanh hết. Nhưng mà bước qua cái ranh bên này đó, thì nghe toàn là âm thanh di diệu của Phật Bồ Tát. Thế này các vị tập rồi mà thấy. Nếu cái tâm mình mà không thanh tịnh đó, thì mình nghe toàn là cái tiếng khổ đau của chúng sanh hết. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì nó qua bên này, thì nó nghe cái âm thanh của Phật. Cho nên đó, trên bước đường tu đó, cái chỗ đó là ranh giới, người ta gọi là sanh tử và niết bàn. Thế nên nó có cái khoảng cách mà không có khoảng cách. Cái khoảng cách này khoảng cách của tâm, cho nên không thấy nó được. Nhưng mà hãy ở bên này đó, bên bờ sanh tử đó, thì nghe toàn là những cái chuyện phiền muộn không. Nhưng mà chấm dứt cái sanh tử này, bước qua bờ niết bàn đó, thì nghe toàn là âm thanh của chư Phật. Cho nên cái này bảo là âm thanh diệu. Thì mình mới dùng cái âm thanh di diệu này chứ, qua đây mới nghe được cái này. Tâm thanh tịnh mình nghe được cái này, rồi mình mới học cái này, rồi mình sử dụng cái âm thanh này nữa, mà mình ca ngợi chư Phật ba đời này. Quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mới sử dụng cái loại âm thanh này thì mới tới với Phật được. Còn bây giờ đó, chúng ta dùng cái âm thanh đau khổ của chúng sanh mà ta ca ngợi Đức Phật á, thì cái chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà bước ban đầu đó mình có thể tập cái này. Thành ra thầy nói thế này, để các Phật tử hiểu đó. Nếu một cái người đó là cái người ác, cái người xấu đó, biết không, mà họ khen mình đó, quý vị mừng không? Đây, cái người ác, người xấu đó, mà họ khen mình đó, thì làm cho mình bực bội, mà mình làm cho thiên hạ nghĩ nên mình chắc cũng cùng bọn với nó, phải không? Đây là điều quan trọng. Cho nên đó, thầy nói trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta đó, ta không sợ chúng sanh nó chê ta, ta không cần chúng sanh nó khen ta, phải không? Nhưng mà ta sợ nhất là gì? Phật chê ta, Phật chê ta, Bồ Tát khen chê ta, phải không? Cho nên đó, tất cả các vị Bồ Tát đó, hành Bồ Tát đạo, tức tu theo đại thừa đó, người ta sợ nhất là Phật chê. Phật chê. Cho nên người ta chỉ cần là Đức Phật khen thì người ta xả tăng. Nên quý vị tụng Kinh Pháp Hoa mà nhớ là 8 vạn Bồ Tát chuyển được Pháp Luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi. Nên tất cả các vị Bồ Tát này là được chư Phật khen ngợi. Hỏi khen ngợi gì? Vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Phật khen là khen những người này là ông tốt thiệt đó, ông làm được những cái việc mà người khác không làm, ông cứu giúp được bao nhiêu người đó. Đây là Phật khen. Cho nên Phật khen ta một cái đó, là ta thấy ta có thể bước qua cái thế giới của Phật rồi. Ta bỏ cái bờ sanh tử này, ta qua bên đây. Còn mà chúng sanh nó khen ta đó, thì ta còn ở bên này nữa. Thế nên bây giờ tất cả các vị khen thầy đó, tức là thầy còn ở đây, phải không? Nhưng mà Phật khen thầy là thầy về bên kia rồi, phải không? Thành về bên kia thấy Phật thì Phật mới khen ấy. Còn ở bên này thì dầu Phật có khen hay có chê, thầy hoàn toàn thầy không biết đâu. Nghe mấy người này khen hay mấy người này chê thì biết. Nhưng mà bước qua cái ranh giới này rồi đó, bước qua ranh giới Niết Bàn rồi đó, thì nghe Phật khen. Phật chê thì không về bên kia được.
Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên dùng cái loại ngôn ngữ đó mới khen Phật được, ca ngợi công đức Phật ba đời. Còn bây giờ cái ngôn ngữ của chúng sanh đau khổ này nữa, thì cái này ca ngợi Đức Phật không được. Tại vì càng nghe càng đau khổ, phải không? Cái người mà cái tâm trạng đau khổ của họ đó thì họ phát ra một cái loại ngôn ngữ âm thanh đau khổ, nó không giống với Phật đâu. Còn cái người mà cái tâm họ an vui thanh tịnh thì nó lại phát ra một cái loại âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh kia. Đó, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta phải sử dụng cái này đó. Mượn hạnh phổ hiền, lực phổ hiền đó, thì ta phải sử dụng cái loại âm thanh này để chúng ta bước qua một cái ranh giới của Niết Bàn, để ta ca ngợi chư Phật. Thì cái này ở dưới pháp giới ta gọi là xứng tánh mà khởi tu, cho nên công đức nó sanh ra lớn lắm, nhanh lắm. Đây là cái việc quan trọng đó. Cho nên mượn lực phổ hiền, mượn lực của Phật đó, ta tu nó khác hơn những người khác. Rồi bây giờ đó, tới cái câu thứ ba là gì? Ta dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng tăng kiếp Như Lai không hề mỏi ca ngợi công đức Phật ba đời. Bây giờ tôi cúng dường. Sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa kỹ nhạc hương thơm cùng tàn lộng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy con dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương phấn hương thiêu hương cùng trầm thủy, mỗi thứ nhiều như núi Tu Di con đem cúng dường các đức Phật. Do tâm thắng giải quá rộng lớn, thâm tính tất cả Phật ba đời, sức quay thần phổ hiền hạnh khắp đêm cúng dường các đức Phật. Đó, tất cả những cái này đó, nhờ nương vào cái lực phổ hiền đó, ta đem ta cúng được hết đức Phật. Tại vì nhờ cái tâm rộng lớn cho nên cái phẩm vật nó cũng lớn theo, cho nên nó bảo là lớn như núi Tu Di, phải không? Núi Tu Di không biết bao nhiêu. Cho nên người Việt Nam mình mà mỗi khi mà ta đem tới ta cúng cho Phật thì quý vị thường hay nói gì? Của ít lòng nhiều, phải không? Của ít thì lòng nhiều. Của mình thì nó gọi là một ly một lai, phải không? Cái này người Bắc hay nói vậy. Một ly một lai thầy không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà đây này là từ cái chỗ mà Phổ Hiền Hạnh kể mà ra. Của thì thiệt ra một ly một lai thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó lớn quá, cho nên cái tâm mình nó biến cái vật này lớn ra nhiều như núi Tu Di vậy. Tại vì nó phải nhiều như núi Tu Di mới đem cúng được hết tất cả các đức Phật chứ. Có một ly một lai mà cúng cho ai? Cúng một người không xong nữa, mà cúng cho tất cả các đức Phật. Cho nên cái pháp cúng dường này quan trọng. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật gọi là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là hơn hết. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà cúng dường thì nhớ cái này nữa. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy có ba cách cúng mà. Ba cách cúng dường. Thứ nhất là phẩm vật cúng dường. Thứ hai là kính tín cúng dường. Thứ ba là hạnh cúng dường. Cái này là hạnh cúng dường. Cái tu của mình cúng dường nữa, thì cái này công đức lớn nhất. Tại do mình tu nó thì nó mới biến hóa ra được chứ. Nương lực phổ hiền cái này nó biến hóa, nó vô cùng vô tận. Còn cái phẩm vật á, dù nó có nhiều đến đâu nữa, nó có cái giới hạn của nó. Phẩm vật cúng dường. Cho nên có những cái người đó, thiệt ra thì cúng không bao nhiêu, nhưng mà thường hay kể nhiều quá, phải không? Hay kể là tôi cúng cho thầy này, tôi cúng cho chùa kia, tôi cúng cho người nọ, đủ thứ hết, nó đủ. Thì cái này nó là sao? Đây là phẩm vật cúng dường này. Tại vì khi mình cúng mà mình nghĩ tới cái này này, chứ mình không có cái tâm rộng lớn giống như cái trường hợp Phổ Hiền giải. Người ta có một ly một lai thôi mà cái tâm ta nó rộng. Cái tâm nó rộng này nó đưa tới cái chỗ kính tín. Tại vì người ta nói là cái vật cho nó không bằng cái tư cách của người cho, phải không? Thế thì các vị để ý xem. Tại nhiều khi cái người đó họ cho mình nhưng mà mình không muốn nhận nữa. Họ thí cho mình nhưng mình không muốn nhận đâu. Thấy nó sao ấy, không muốn nhận.
Cho nên cái cách cho nó, cái này quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà thầy nói tới đây đó, là thầy nhớ đó, là ông Trương Tấn Sang hồi đó ông có kể cho thầy nghe. Ông nói ông mà sống được và làm được việc đó, ông nói là nhờ cái ông nội của ông. Ông nội của ông nói là thâm tín cái vấn đề Tam Bảo này, thâm tín chư Phật này. Cho nên á, cái ông này đó là ở trong cái vùng đó, ai mà ở trên Đức Hòa, Đức Hòa thì biết cái ông này. Nó là khi mà người ta mất mùa đó, ta đói khổ đó, thành ra chính đó, ông cho người nhà ông đó mà gánh gạo tới cho tất cả các cái nhà mà khổ nghèo đó. Chứ không phải là mình để ở đây, để nhà mình, để mình kêu ai á tới đây để mình phát cho, phải không? Mình phát phiếu cho rồi tới đây nhận, phải không? Sợ ta tự ái, phải không? Ta tự ái. Cho nên lúc bây giờ mình tới đó, cho nên người ta gọi là cái của cho không bằng cái cách cho. Cái cách cho này là mình cho họ dầu ít, nhưng mà trong lòng mình thương họ, mình quý họ đó, thì cái này mới gọi là của ít lòng nhiều. Còn mình cho họ nhưng mà mình thí cho xong chuyện đó, thì cái này là thiệt là nghiệp sanh mà phước không sanh. Cái này là quả báo đáng sợ. Thành Đức Phật nói với mình đó, là Ngài có một mùa an cư đó, đó tức là đói phải ăn lúa ngựa. Là Ngài bị phạm cái tội đó, cái đời trước, nhiều đời trước của Ngài đó, Ngài là ông trưởng giả giàu có. Nhưng mà bây giờ thấy một thầy tỳ kheo đi khất thực tới đó, tự nhiên khởi một cái ý niệm ác. Nó cái ông này đó là còn khỏe như vậy mà không chịu làm ăn để đi xin ăn, phải không? Lấy lúa ngựa cho nó ăn. Đó, okay. Ông mới sai cái người ở đó mới lấy cái lúa mà để cho ngựa ăn đó. Thầy không biết lúa đó là lúa gì, nhưng mà lấy lúa của ngựa ăn đó, đem đổ vô bình bát của cái ông thầy tỳ kheo đó. Nhưng mà khi thành Phật rồi, cái quả này còn. Cho nên một năm đó, một mùa hạ đó, đó là phải ăn lúa ngựa, ăn lúa ngựa hết năm. Thì tại sao vậy? Là tự nhiên cái năm đó Đức Phật dẫn chúng đi an cư rồi đó, là cái người đó mà họ phát tâm, họ cúng dường cho Đức Phật, thì khiến họ không có về được. Họ đi làm ăn buôn bán xa, họ không về được. Cho nên tự nhiên đó, là không có gì ăn hết đó. Thì cái ông kia rồi mới thấy vậy, mấy thầy không có gì ăn hết, tội nghiệp. Mà bây giờ ông đâu có gì nữa ông cúng, cho nên ông chỉ còn có một cái là lấy cái phần lúa mà để cho ngựa ăn đó, đem cúng cho Phật ăn. Tức Phật nói cái này là quả báo này nè. Nên các Phật cứ nên nhớ cái đó. Cái của cho không bằng cái cách cho. Làm sao mà mình giữ được cái mình kính trọng họ, mình thương họ, thiệt là tội nghiệp. Cái hoàn cảnh của họ như thế, cái nghiệp họ như thế, cho nên mình thương họ, mình có cái ý nghĩ mình muốn gánh bớt cái nghiệp cho họ đó, đó. Thì cái này nữa, dầu cho hay không cho thì họ vẫn quý trọng mình, không? Họ vẫn quý trọng mình. Thì cái này là quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu. Cho nên của ít lòng nhiều được đó, thì cái lòng mà như núi Tu Di đó, có nghĩa là tôi nghĩ rằng cái sức của tôi á, giới hạn, cái hoàn cảnh của tôi giới hạn. Chứ còn tôi muốn mà của tôi nó nhiều như núi Tu Di để mà tôi đem san sẻ hết cho mọi người đi, biết không? Đây cái tâm. Cho nên chỗ này người ta đã tu là cái tâm này. Cái tâm rộng lớn với cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên quý vị phải mở rộng cái tấm lòng mình ra. Mình chưa cứu được nhiều người, chưa giúp được nhiều người, nhưng mà cái tấm lòng của mình thương người, muốn cứu người, muốn giúp người đó, thì chính cái này mới quan trọng, gọi là tu thành thôi. Đó, tới đó, đó thì cái trường hợp đó là tới cái phần nguyện thứ ba của Phổ Hiền. Tới cái thứ tư gì? Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra.
tất cả con nay xin sám hối. Cho nên cái bài sám hối này là lấy trong Phổ Hiền kể ra. Đấy, bài sám hối. Cái này là gì đấy? Tức là từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác. Từ xưa này, từ kiếp này, nhiều kiếp về trước xa xưa cho đến tận ngày nay này đó. Cái này tạo nhiều tội nhiều quá. Cho nên bây giờ đó, mình sanh ra trên cuộc đời này đó, mình gặp không biết bao nhiêu những cái khó khăn nguy hiểm. Cái này trở lại cái thực tế cuộc sống. Ở trên tâm thì hoàn toàn thanh tịnh tốt như vậy, mà trở lại thực tế cuộc đời của mình đây đó, thân phận con người đó, thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau chứ. Khi mà mình tu, mình nhập được Phổ Hành Hạnh Nguyện đó, thì mình thấy không biết đói, không biết khát, không biết đau, không biết chức, không biết sợ gì hết đó. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế thì sao? Mình vẫn là người bình thường. Cho nên Đức Lạc Lai Lạc Ma Ngài nói với Thầy á, Ngài nói là cái khi mà Ngài bị lúng cái ruột á, bị bệnh á, cho nên người ta đưa Ngài đi tới bệnh viện. Ngài nhìn Ngài thấy những người bệnh mà không ai chăm sóc á, Ngài khởi lên cái tâm thương. Mà Ngài khởi lên cái tâm thương á, tại cái tâm Ngài cứ nghĩ tới những người mà đau khổ này nữa. Cho nên tự nhiên Bồ Tát Quan Âm Gia Bì tới cho Ngài đó, Ngài không cảm thấy đau nhất. Tại cái tâm đại bi của Ngài nó rộng lên đó, cho nên Ngài quên mất cái đau nhất đi. Nhưng mà đưa Ngài tới bệnh viện rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên đó, trở lại bình thường đó, thì đương nhiên là đau thì vẫn đau chứ, phải không? Cho nên mình đây mình có hai cái đời sống. Khi mình tu đó, mình lên cao một chút đó, mình có đời sống tâm linh rất là đẹp. Nhưng mà khi cái đời sống tâm linh mình mất á, mình trở lại đời sống thực tế này đó, là ai cũng có hoàn cảnh đó hết. Ai cũng có hoàn cảnh nghèo, đói, bệnh, hoạn, phải không? Cái này có chứ, cái nghiệp mình còn đấy. Cho nên mình vẫn có cái này. Trở lại thực tế của cuộc sống này, trở lại thực tế đó, thì mình thấy thấy rõ hết rồi. Thiệt ra trên chân tánh thì tốt như vậy đó, nhưng mà thực tế cuộc sống này nó vậy. Là tại sao vậy? Là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đây. Tại vì tạo ác nghiệp cho nên bây giờ hiện thân lên cuộc đời này nữa, mới có cái hoàn cảnh này. Chứ nếu không có tạo ác nghiệp thì không có hoàn cảnh này đâu, phải không? Trở lại thực tế. Điều bởi vô thủy tham sân si, gốc của nó là tham, giận và si mê mà tạo nên các tội này. Cho nên bây giờ nó mang cái thân này, nó mới có cái này. Vì vậy đó, mà bây giờ tất cả những cái tội này đó, con xin sám hối hết. Bao nhiêu tội hiện lên thì chúng ta quyết tâm mà sám hối cho hết cái tội này. Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đây là cái trường hợp mà tới cái nguyện thứ tư là nguyện sám hối đó, gọi là sám hối nghiệp chướng đó. Thì cái này chấm dứt. Và tới cái nguyện thứ năm nữa của Ngài là gì? Phổ Hiền bài kệ thứ năm nữa là gì? Tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, hữu học, vô học cùng chúng sanh. Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Đây, tại cái tội của mình hồi trước đó, tội của mình hồi trước đó, là mình không có cái tâm tùy hỷ, nhưng mà mình có cái tâm ganh tị. Tất cả Phật tử nghiệm xem, mình có cái tâm ganh tị thù hiềm. Người ta tốt, nhưng mà mình thấy người ta tốt mình khó chịu nữa. Người ta tốt, mình muốn mình tốt thôi. Cho nên cái khi mà mình thụ giới Bồ Tát, mấy thầy dặn là không được khen mình chê người, phải không? Mình cứ muốn mình tốt à, nhưng mà mình không muốn cho người khác tốt. Tại nên người khác tốt thiệt thì mình cũng không chịu nữa. Mình nó không tốt, nó không tốt thiệt đâu. Đây là cái nghiệp của mình tự nhiên tạo cái này, ác nghiệp mình tạo này. Rồi bây giờ đó, ngược trở lại là tu cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ với ai? Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn á, người ta đang tu mà. Tất cả mọi người đây là đang tu mà.
Cho nên người được cái này, người được cái kia, người được cái nọ, ai được cái điều nào tốt á, thì mình mừng cho họ, mình mừng cho họ, chứ mình không ganh tị nữa. Hồi nãy do ganh tị cho nên bây giờ nó thế này. Bây giờ nó không ganh tị nữa mà mình mừng cho họ nữa, thì nó sanh ra cái công đức. Mai mốt đó họ cũng mừng cho mình. Còn mình ganh, mình chê họ nữa mà mình biểu họ khen mình thì cái điều này chắc không có đâu. Thế nên các phải thử nghiệm xem. Cho nên đó, ai tu cái gì cũng được hết. Mình thấy người ta tu mà tu được mình mừng chứ. Nên thầy đó, khi thầy gặp các cái hòa thượng mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì hòa thượng này nói với thầy đó, tôi là suốt đời tu cái pháp tứ niệm xứ quán thôi, tức là suốt đời tôi tu một pháp đó thôi. Thì thầy nói ở như vậy cũng tốt, tại pháp tứ niệm xứ tốt chứ. Tại là tôi cũng đang tu đây, nhưng mà tôi chưa thành tựu được, tôi chưa thành tựu được cái pháp này. Tu được cái pháp này thì cũng lên Niết Bàn, Đức Phật dạy mà. Cái này gọi là tùy hỷ. Cái này thì cái hàng thanh văn đây đó, thành họ tu cái hạnh này thì. Còn nếu mà quý vị đó, tu hành Bồ Tát chưa có gì hết đó, nhưng mà mình nghĩ mình tu hành Đại Thừa, cho nên mình nói ông này tu thanh văn mà, ông này tu thanh văn còn thua tôi xa lắm, phải không? Như vậy là hỏng rồi. Nên thầy thấy ông này tu thanh văn thì được, tu thanh văn là tốt chứ, này pháp của Phật mà. Cái người kia là ta tu cái hành viên giác, ta ngồi đó, ta nhìn lá, nhìn trời, ta quán sát nhân duyên, ta quán sát 12 nhân duyên. Cái này tốt chứ. Để người ta suy nghiệm xem thử coi tại sao mình sanh trên cuộc đời này. Đây, các vị nghiệm xem, quán cái này hay lắm á, chứ không phải. Tại khi mà thầy gặp một cái vị ẩn sĩ họ tu cái kiểu này nữa, thầy nói chính cái này các vị làm được, chứ tôi chưa có thời giờ làm. Tức là ngồi quán tưởng, quán tưởng cái gì? Mình từ đâu sanh ra đây, rồi mai mốt mình chết mình về đâu? Thầy quý vị được cái này chưa? Thầy nói mình chưa được. Mình đôi khi mình thấy người ta làm cái này để mình không khen mình chê, phải không? Ta bỏ hết cuộc đời người ta làm cái này. Thầy nói cái này hay lắm. Tức là trước khi chết mình chưa biết mình sanh về đâu nữa, thì cái này chưa yên tâm được. Thành ra thầy cố thầy thực tập cái này đi, để thầy thấy được đó, sau khi chết mình sanh về đâu nữa. Mình sanh lên trời, mình sanh cực lạc, mình lên Niết Bàn đó, thì cái này bảo đảm. Tại vì tôi cũng muốn làm cái này, nhưng mà tôi chưa làm được đây, phải không? Thành ra các vị tập cho xem. Thành ra ngài Đạt Lai Ma cũng trao đổi với thầy và chia sẻ này. Ngài nói là tôi luôn luôn đó, là suy nghĩ về cái chuyện này. Tôi không biết là mai mốt tôi chết rồi tôi sanh về đâu, không biết là tôi còn có thể tái sanh lại đây nữa không, đang lo cái chuyện này nhé. Cái này quán nhân duyên đây. Thành ra quán cái này là gì? Bắt đầu đó, từ cái cuộc sống bình thường này đi vào thế giới nội tâm, từ cái thế giới nội tâm này để mình sống với cái thế giới nội tâm đó, rồi từ cái đó mình mới trở lại chỗ này. Cho nên người ta cố ta tìm cho ra được mình từ đâu sanh lại đây, rồi bây giờ mình chết rồi mình sanh về đâu đây đó, cố tháo gỡ cái mắc gút này đi, tháo gỡ cho được cái này đi, thì cái này là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cố tháo cái này ra. Đó là cái này cũng hay chứ. Cho nên khi mà thầy gặp một vị ẩn sĩ tu này, thầy nói thầy tu cái này tốt ấy. Chứ không bao giờ thầy dám nói là tôi tu theo pháp Hoa là nhất đây, không có chuyện không dám đây đâu. Phải không? Phải tùy hỷ với họ. Thành tùy hỷ với họ thì lúc bây giờ họ mới thương mình nhất. Đây là Ngài Phổ Hiền dạy mình ấy. Đây là hàng duyên giác, phải không? Họ tu cái này họ cũng sẽ chứng Bích Chi Phật chứ. Mà mình còn chưa được Bích Chi Phật mà. Mình chưa được giải thoát mà mình chưa biết được cái vận mạng của mình ấy, mà mình nghĩ mình hơn người khác ấy, thì cái này coi chừng chết đi. Cái thứ ba là hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát ấy, thì bây giờ mình thấy ai làm được việc gì tốt mình cũng khen hết, mình cũng tùy hỷ mà họ ấy. Nên thầy nói, thầy nghe nó có một cái bà Phật tử mà ở trên chùa Vạn Đức tụng kinh Pháp Hoa, phải không?
tụng kinh Pháp Hoa đó, trong lúc còn khó khăn như vậy đó mà bà ngồi bà tụng kinh Pháp Hoa, bà mới nhìn bên cạnh mình đây có một cái người nó cũng ngồi đây mà không có kinh tụng, cho nên bà khởi lên cái tâm thương, bà đưa cuốn kinh qua đây để giữa hai người cùng tụng. Đấy, chỉ có cái tâm chút này thôi, thầy nói à, tốt. Đó là hạnh Bồ Tát đó, biết thương người, biết chia sẻ cho người khác đó. Rồi lát nữa tụng kinh xong rồi đó, bà thì có đem theo ổ bánh mì để ăn. Nhìn thấy cái ông này sao mặt mày xanh xao hết, không có gì ăn hết, nhịn đói mấy ngày rồi, thôi bẻ ổ bánh mì làm hai là chia ăn. Ta chỉ bố thí chừng đó thôi, phải không? Ta bố thí chừng đó thôi, nhưng mà cái này cũng là đáng khen này. Chứ còn nói là tôi đã từng bố thí bao nhiêu phần Phật đản, tôi đã cho bao nhiêu phần quà Du Lan, tôi đã cho bao nhiêu, kể nhiều quá phải không? Thành ra mình coi ai cũng ra gì hết thì cái này không được. Tùy hỷ, dầu cái chuyện đó chuyện nhỏ nhất đi nữa đó, mình cũng tùy hỷ. Chính mình tùy hỷ với họ đó là mình giúp cho họ để họ phát tâm, họ đi lên, họ tu lên đó. Còn mình chê họ cái là họ buồn, họ bỏ cuộc đó, thì cái trường hợp này mình phá họ tội nghiệp. Cho nên đó, tùy hỷ. Hàng Thinh Văn, hàng Dương Giác, hàng Bồ Tát này đó, có bao nhiêu công đức mình tùy hỷ. Đây cái hạnh thứ sáu là cái hạnh tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức đó là cái trường hợp mà mình tu hành. Thì thôi, bữa nay thầy giảng tới đây, còn trở lại năm hạnh nữa thì kỳ sau rồi sẽ giảng tiếp. Thôi quý vị lên hồi hướng rồi sẽ lên trên chánh điện để chúng ta lại sám hối. Thì bữa nay đó thì thầy nhắc lại thêm cho các Phật tử đó, là hồi trước đó, thì ở bên cái tháp cũ đó, nó nhỏ hẹp, cho nên Hòa Thượng Từ Nhân đó, là cho cái ngày rằm nghỉ không tụng kinh. Nhưng bây giờ mình đây chùa lớn rồi, rộng rồi, thì cái ngày rằm đó, thì các Phật tử nên về tụng kinh hơn là nghỉ. Tức là 14 ngày mình tu mà cái ngày rằm là ngày trưởng tỉnh, ngày quan trọng nhất mình nghỉ đi, phải không? Thì cái này bất đắc dĩ không có chỗ thì cái trường hợp đó thôi Hòa Thượng cho nghỉ. Bây giờ mình chùa mình rộng rồi, tốt rồi, thì chính cái ngày này là ngày mình tu, ngày tu. Cho nên á, ngày mai á, là ngày rằm, thì tất cả các Phật tử nên về chùa lễ Phật và tụng kinh bình thường, thì cái đó này tốt hơn, không nghỉ ngày rằm nữa. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Cái này nếu mà ba nghiệp của mình á, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, rất thanh tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh á, thì chỉ trong một niệm tâm á, mình lại hết được chư Phật ba đời. Đây là quan trọng nhất á, mà trong lúc mà lại Phật. Còn nếu ba nghiệp mình không thanh tịnh á, thì mình lại hết thời sám hối á, nhiều khi mình cũng chưa lại được vị nào hết, chưa lại được vị Phật nào hết. Tại vì ba nghiệp không thanh tịnh, cho nên ở trong đó ba nghiệp không thanh tịnh á, mà cái ý nghiệp đó là quan trọng nhất. Cái ý nghiệp của mình á, nó không thanh tịnh á, thì trong cái ý nghiệp của mình á, nó khởi lên cái gì đó, thì cái trường hợp đó, đó trong lúc dầu thân mình có lại Phật nhưng mà ý mình khởi lên cái ý niệm ác nào đó, đó thì cái trường hợp này bị cái nghiệp ác tác động rồi. Cho nên nó công đức đôi khi không sanh ra mà tội sanh. Thí dụ như bây giờ nó cái nghiệp quý vị còn nặng, bây giờ nó trong lúc mình đọc danh hiệu Phật xong, mình lại Phật xuống một cái dục mình nhớ tới, không biết hồi nãy mình có khóa xe chưa, dục nhớ cái châu chìa khóa, phải không? Thì như vậy là không thanh tịnh rồi. Thì trong lúc mình lại đó là mình lại châu chìa khóa, chứ mình đâu lại được Phật. Hay là lúc mà mình á, vừa lại xuống á, cái nghiệp mình không thanh tịnh, cho nên dục mình nhớ đó, không biết hồi nãy mình đi mình có khóa cửa không? Không. Cho nên á, nhiều người đó, nhiều người đi vô lại Phật, đi vô tụng kinh rồi đó, nhưng mà cái tâm nó còn kẹt ở ngoài. Cho nên á, thầy có dặn á, thầy nói là khi mà mình đi tới chùa ráng giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh,
Cho nên cái khẩu nghiệp thanh tịnh là tuyệt đối, mình không nói gì hết. Nên là tất cả các Phật tử mà đi vô sám hối lại Phật, mà hay dùm năm dùm ba nói chuyện này chuyện kia đó, thầy nói cái này tội sanh chứ phước không sanh, nghiệp sanh chứ nghiệp không hết nhau. Cho nên cái khẩu nghiệp của mình là chỉ niệm Phật thôi, chỉ nói lời Phật thôi chứ không nói gì khác hết. Đó là quan trọng nhất. Cho nên cái ý nghiệp mình là chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ gì khác hết. Mà trong cái lúc đó mình lại Phật mà mình nghĩ một cái gì khác đó, thì cái này phước không sanh mà nghiệp sanh. Nên thầy dặn thầy nói là đi đó mình cũng không nên đem đồ quý theo, thậm chí bây giờ mang cái đôi dép này, đắt tiền đó, đi vô lại Phật rồi mà cứ nhớ đôi dép này. Mà thầy để ý thầy thấy đó, cái người nào mà mang cái đôi dép đôi giày đắt tiền đó vô lại Phật rồi cứ nghĩ tới đôi dép thôi thì người đó chắc chắn mất dép. Mà nhiều người đã thưa với thầy rồi đó, thầy mới hỏi, thầy nói hồi đó đó mấy bà vô lại Phật nhưng mà thường hay nghĩ tới đôi dép phải không? Thầy nói có, tại đôi dép này con mới mua, đôi dép này con mới mua cho nên đó, vô lại mà con cứ sợ người ta lấy dép. Thầy nói con sợ người ta lấy dép cho nên á, con đã lấy đôi dép con gói lại rồi, con nhét chỗ kia con giấu ấy. Nhưng mà nó cũng biết nó lấy thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Như vậy là cái phước bà không sanh mà cái nghiệp bà sanh trong lúc bà lại Phật á, mà cứ nghĩ tới đôi dép. Thầy nói Phật hay là dép? Thành ra mình phạm cái tội rất lớn, mình coi Phật là dép hay không? Cái này không nên, không nên. Cho nên ba nghiệp phải thanh tịnh thì tội tiêu hết. Nên nó dùng ba nghiệp rất thanh tịnh là chỗ này. Rồi nó ba nghiệp mình thanh tịnh rồi, nó còn cái gì nữa? Mình phải nương vào cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện lực, tức là lực của Ngài Phổ Hiền đó. Ngài Phổ Hiền, Ngài nói ai mà tu mười hạnh của Ngài đó là Ngài luôn luôn gia bị tới. Cho nên mình nhờ cái lực của Phổ Hiền gia bị tới cho mình. Có Phổ Hiền lực thì có Phổ Hiền lực gia bị tới. Cho nên tự nhiên mình lại Phật á, mình lại Phật á, mà trong lúc đó trong cái ý mình nó thanh tịnh á, thì Phổ Hiền lực gia bị tới đó là mình thấy hằng hà sa số chư Phật. Thấy hằng hà sa số chư Phật, tức là trong pháp giới có bao nhiêu đức Phật thì mình lại hiện ra quá bao nhiêu thân nữa. Mỗi thân mình đều có đứng trước đức Phật hết. Thành ra mới nói là lại không sót. Lại không sót cái này gì? Tức là nhờ tâm mình thanh tịnh, nhờ lực Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới, cho nên mình thấy hiện ra vô số Phật. Mà mình thấy ra vô số Phật thì lúc bây giờ trước mỗi Phật mình lại có một cái nương Phổ Hiền lực được, thì có cái quá thân. Quá thân của mình đó. Cái chỗ này thầy nói giống như là cái trường hợp mà ông Tề Thiên Đại Thánh, đúng không? Thành ra Tề Thiên Đại Thánh có thể là có bao nhiêu yêu tinh thì ông lại có bao nhiêu quá thân để trừ hết cái này được. Còn mình bây giờ đó có bao nhiêu Phật mà xuất hiện trong pháp giới đó, thì mình có bao nhiêu thân đó. Tức là mỗi thân của mình đó, đều hiện trước mỗi đức Phật. Có bao nhiêu đức Phật thì có bao nhiêu thân mình. Cho nên đồng thời chỉ một niệm tâm đó, mà lại tất cả các Phật không hề sót. Nương được Phổ Hiền lực, ba nghiệp thanh tịnh và nương Phổ Hiền lực rồi đó, thì mới lại không sót. Lại không sót mà cái khó nhất là cái vị lai Phật. Tại vì ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó, thì sao? Tất cả mọi người, tất mọi cả mọi người nữa, họ là vị lai Phật đối với mình. Cho nên người nào đó mình thấy họ đó, mà thấy bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì tức là mình thấy được cái Phật tánh của họ. Cho nên
mình thấy Phật tánh của họ, cho nên mình lại được cái Phật tánh của họ. Do đó mà Phật tánh của họ nó sáng lên. Cái này là kinh nghiệm tu thầy đã trải nghiệm rồi, thầy thấy nó có này. Nên có thầy đó, lúc đó thầy từ bên Nhật thầy mới về, thì có nhiều thầy mới nói với thầy nè, cái ông này không tốt nè, cái bà kia không tốt nè, ông nọ không tốt nữa, thầy phải nên cẩn thận, thầy nên dè dặt, đừng tiếp xúc với họ. Đây mấy thầy họ thương, họ nhắc thầy như vậy đó. Là tại trên thực tế có những người Phật tử mà tới ở trong cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh, cho nên những người tới này đủ thứ người và đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà cái khi thầy lại Phật, thầy tập trung được và nương cái phổ hiền hành nguyện lực này được, cho nên thầy lại Phật, thầy thấy tất cả là Phật hết, chứ thầy không thấy, không thấy ông này bà kia nữa hết. Thì tự nhiên những cái người mà gọi là người xấu đó, thì họ đối với thầy đó, họ không xấu nữa, mà họ trở thành tốt. Thì mấy thầy đó, họ mới nói thầy nó lạ, mấy người đó tôi biết họ xấu thiệt mà, nhưng mà sao tới với thầy đó, sao lại tôi thấy họ đàng hoàng ấy. Thì thầy mới nói là nhờ nương lực phổ hiền. Thầy đã nhờ nương lực phổ hiền đó mà biến cái người xấu trở thành người tốt. Tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng có cái xấu và ai cũng có cái tốt. Nhưng mà nương được lực của Phật, nương được lực của Bồ Tát đó, thì biến cái người xấu thành người tốt. Cho nên chung quanh chúng ta là tốt hết. Nên ai tới với thầy cũng tốt hết. Nhưng mà ngược trở lại đó, họ nói sao là đối với thầy thì họ tốt vậy mà đối với tôi họ không tốt. Tại khi mà thầy bên Nhật thầy về đó, tự nhiên có một cái ông đạo đó, thành ông thương thầy, ông muốn theo ông làm thầy giả thôi. Thầy mới dắt ông đi ra ngoài Vũng Tàu, ra một cái người, cái chùa của một người bạn của thầy hồi trước. Thì ông thầy ông tu ngoài đó đó, ông thấy ông đạo này đó, ông nói với thầy, ông nói ông đạo của thầy dễ thương quá, thôi thầy cho tôi đi, cho ở tôi đi. Thầy nói thôi thì nếu phải thầy nuôi ông được thì thôi để ông ở với thầy cũng được. Thành ra thầy trở về thành phố mấy bữa sau nữa, ông thầy ông dắt ông đạo vô, ông trả lại thầy. Nói bữa trước thầy dắt ra nữa, thì tôi thấy ông hiền, ông dễ thương quá đi, tôi muốn ở với tôi. Nhưng mà thầy về rồi nữa thì ông này chướng quá đi. Các vị nên nghĩ chỗ này, Đức Phật dạy mình cái thật tánh đó, nó chỗ này. Cho nên cái khi mà nghiệp mình còn, tâm mình phân biệt, tánh ác mình có đó, thì tất cả mọi người chung quanh mình đó, người thiện cũng trở thành người ác nữa. Còn bây giờ cái tâm mình mà tốt thực rồi đó, mình là Phật rồi đó, thì bây giờ tất cả những người xấu họ cũng trở thành tốt nữa. Cho nên cái chỗ này Phật giáo hóa người ta dễ, Bồ Tát giáo hóa người ta dễ. Mà mình á, mình biết nhưng mình nói họ không nghe, tức chết thì phải không? Nên tôi nói là nếu mà quý vị còn tức, bực tức đó, thì chắc chắn không ai nghe mình hết đó. Thậm chí con mình nó cũng nghe nữa. Thế nên có người nói với tôi, nói với thầy như vậy đó, nó tức không? Mình sanh nó ra, mình nuôi nó, nhưng mà nó không nghe mình, tức không? Đấy, tức. Là tại vì cái nghiệp của mình với cái nghiệp của nó là nghịch nhau. Thường thường cha mẹ thì muốn con làm cái gì, nhưng mà con thì nó muốn làm cái gì. Đấy. Cái nghiệp của nó riêng, cái nghiệp mình riêng, hai cái nghiệp này đụng nhau. Cho nên cha con, mẹ con mà xung đột nhau chỗ này nè, là nghiệp mà. Còn bây giờ nó gặp một cái người tu thiệt á, cái người này hết nghiệp rồi, thì làm sao đụng được. Nếu cái vị này tối thiểu tu tiểu thừa đi nữa nè, thì người ta quán tất cả các pháp là không. Tại trong lòng của người ta trống không, không có gì hết, không thiện, không ác, thì cái nghiệp nó làm sao khởi.
Thành ra nó muốn nghĩ gì đó nó nghĩ, thành ra nó không có cái đối kháng lại. Còn bây giờ nó mình nghĩ một cách, nó nghĩ một cách, hai cái nghĩ này không giống nhau. Cho nên hai cái nghĩ này trùng hợp nhau đó thì trở thành bạn của nhau. Mà hai cái ý nghĩ này ngược nhau đó thì đối kháng với nhau. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử ta pháp tâm đại thừa mà tu Bồ Tát Đạo này đó, là mình phải nghĩ tới các Đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi lấy cái nguyện của các ngài làm cái nguyện của mình, lấy cái hạnh của các ngài làm cái hạnh của mình. Cái hạnh của mình giống cái hạnh của Bồ Tát thì Bồ Tát gia bị tới mình được. Chứ cái hạnh mình không giống ngài làm sao ngài gia bị. Cái nguyện mình không giống ngài thì làm sao coi. Hai cái để đồng nhau mới có thể hỗ trợ nhau được. Thành ra Phật gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Phật. Bồ Tát gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Bồ Tát nghĩ. Hai cái này đồng nhau. Cho nên các ngài gia bị tới. Tại nói nếu bây giờ tất cả các Phật tử đó mà cũng có một cái lòng thương người giống như Bồ Tát Quan Âm như vậy đó, thì Bồ Tát Quan Âm liền gia bị tới cho mình. Mà mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân Bồ Tát Quan Âm vì Bồ Tát gia bị tới, mình với ngài là đồng hành, đồng hành đồng nguyện, cho nên cái này là lực của ngài gia bị tới. Tại ngài cũng muốn cứu cái người này, nhưng mà ngài không có thân. Ngài không có thân cho nên ngài không làm sao ngài cứu được hết. Thì lúc bây giờ mình cũng có cái ý cứu cái người này, hai cái này đồng nhau nữa, thì Bồ Tát liền gia bị tới cho mình. Lúc đó biến cho mình có một cái lực của Bồ Tát mà mình có thể giải cứu được cái này. Đấy. Cho nên chỗ này bảo là sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, phân thân hiện khắp trước mười phương. Một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Quy trở lại đấy, sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận. Pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Cái bài kệ này hay. Suy nghĩ kỹ rồi thấy bài kệ này. Tự nhiên á, ở trong trong cái tâm mình á, không thấy nó vô ảnh vô hình á, nhưng mà dục nó dung chứa được vô số Phật. Mà nó chứa được vô số Phật rồi đó, là mỗi Phật như vậy đó lại có vô số Bồ Tát chung quanh nữa, mà ở trong cái tâm của mình á, không chật không rộng. Cái này lạ. Cái này là điều lạ nhất. Nếu mà quý vị thực tập tới được cái chỗ này rồi đó, chúng ta ngồi yên, chúng ta không lại gì hết đó. Thành ra có những người đó, mà họ đọc tới câu này xong rồi đó, thành họ ngồi yên lặng, mà họ cảm thấy như là họ lại hết tất cả các Đức Phật. Tại trong này phổ hiện đó, không sót nữa. Không sót, cho nên đó, một thân là hiện được sắc trần thân. Thành ra có bao nhiêu Phật thì mình có bao nhiêu thân, cho nên lại hết được. Mà kỳ diệu nữa là mình lại được các Đức Phật hết như vậy đó, mà không phải là một Đức Phật không, mỗi Đức Phật và chung quanh họ có các Bồ Tát nữa. Có các vị Bồ Tát đó, chung quanh của Đức Phật đó đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy được hết. Thì như vậy nó tạo nên cái pháp giới, ta gọi là pháp giới. Ta nên Đức Phật A Di Đà là có cái pháp giới tạng thân á, là thân này nè. Mà bây giờ nương hạnh phổ hiện đó, thì cái trường hợp này cái pháp giới thân của mình cũng hiện ra. Cho nên cái chỗ này cái sám hối mà cao nhất, tội hết, tất cả các tội đều hết. Cho nên chỗ này người ta nói là nhất sanh tội chướng băng tiêu nè. Tất cả các tội chướng mình nó tiêu hết đi, nhất thiết nghiệp duyên thanh tịnh, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh hết. Con người mình một thân là hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận. Pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Đó là câu thứ nhất. Qua câu thứ hai gọi là tán Phật. Tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng, tận kiếp vị lai không hề mỏi, ca ngợi công đức Phật ba đời. Tại vì nương vào cái lực phổ hiền được rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình có một cái loại âm thanh lạ. Cái loại âm thanh lạ, âm thanh này của phổ hiền, gia bị của Phật.
Thầy nói cái âm thanh này nó lạ, nó là sao? Cái loại âm thanh của mình là nó đi thẳng vào lòng người. Âm thanh này âm thanh của Phật, cho nên ở gần thì không điếc lỗ tai, mà ở xa thì nghe bất rất rõ. Là tại vì âm thanh này phát xuất từ tâm, cho nên tâm của mình nó tới với tâm của chúng sanh. Thì như vậy đó, cái loại ngôn ngữ gọi là kỳ diệu này đó là, cho nên nhiều khi không cần nói, không cần nói, nhưng mà người ta có thể hiểu được, có thể cảm được, cảm thông được. Đây là cái loại ngôn ngữ mà đặc thù của Bồ Tát, của Phật mới có, của cái người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh mới có loại ngôn ngữ này, gọi là diệu vô thượng. Cái âm thanh này nó rất là thậm thâm di diệu lắm. Cho nên ở bên cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, là Đức Phật A Di Đà sử dụng cái loại âm thanh này. Cho nên đó, trong cái thế giới Tây Phương của Ngài đó, trong cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, bảo là mỗi ngày Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, mà thuyết pháp là thuyết pháp từ sáng tới chiều, thuyết pháp luôn cả 24 tiếng hồ không nghỉ, phải không? Thì Ngài sử dụng cái âm thanh di diệu này nè. Cho nên âm thanh di diệu này nè, nó đi thẳng vào trong tâm của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới cực lạc. Cho nên tất cả người nào tu hành mà lọt vào trong cái thế giới cực lạc này đó, thì đều nghe được cái âm thanh này, nghe được cái âm thanh này. Cho nên tất cả các Phật tử mình đó, mà nếu mình tu cái tâm mình nó lần thanh tịnh rồi đó, đôi khi mình lại nghe những cái âm thanh lạ, nghe những âm thanh lạ, nghe những cái âm thanh mà bình thường không có ở trên đời này. Cho nên chỗ này người ta gọi là thường nghe thiên nhạc, tức là thường nghe nhạc trời đó. Cho nên thường nghe nhạc trời. Cho nên tất cả các vị thiền sư mà cái tâm họ thanh tịnh rồi đó, họ nghe gì? Họ nghe là suối nó chảy đó, nó chảy róc rách đó. Họ nghe gió nó thổi qua cành trúc đó, mà họ nghe là cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Cái này là Ngài Phổ Hiền nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tại là tất cả đều là pháp âm di diệu của Đức Phật. Cho nên tâm thanh tịnh của mình đó, nó duyên vào cái cảnh giới này lạ, ta gọi là cảnh giới của Quan Âm. Ta nên nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn núi, nhìn sông, nhìn cái gì đó, mình cũng là thấy toàn cảnh thế giới thanh tịnh. Cái này là cái người tu theo hành Phổ Hiền, tức là thấy như vậy. Còn nghe đó thì người ta nghe toàn là âm thanh của Phật, mà người ta không nghe những cái âm thanh của lục đạo tứ sanh nữa. Đây, thì ở trên cái bước đường tu này đó, nó có cái bờ ranh, cái bờ ranh giới, cái bờ ở bên này người ta gọi là bờ sanh tử. Cái người mà ở bên cái bờ sanh tử này nữa, là nghe toàn là những cái tiếng khổ đau của lục đạo tứ sanh hết. Nhưng mà bước qua cái ranh bên này đó, thì nghe toàn là âm thanh di diệu của Phật Bồ Tát. Thế nên các vị tập rồi mà thấy. Nếu cái tâm mình mà không thanh tịnh thì mình nghe toàn là cái tiếng khổ đau của chúng sanh hết. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì nó qua bên này, thì nó nghe cái âm thanh của Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, cái chỗ đó là ranh giới, người ta gọi là sanh tử và niết bàn. Thế nên nó có cái khoảng cách mà không có khoảng cách. Cái khoảng cách này khoảng cách của tâm, cho nên không thấy nó được. Nhưng mà hãy ở bên này đó, bên bờ sanh tử đó, thì nghe toàn là những cái chuyện phiền muộn không. Nhưng mà chấm dứt cái sanh tử này, bước qua bờ niết bàn đó, thì nghe toàn là âm thanh của chư Phật. Cho nên cái này bảo là âm thanh di diệu. Thì mình mới dùng cái âm thanh di diệu này đó, qua đây mới nghe được cái này. Tâm thanh tịnh mình nghe được cái này, rồi mình mới học cái này, rồi mình sử dụng cái âm thanh này nữa, mà mình ca ngợi chư Phật ba đời, quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mới sử dụng cái loại âm thanh này thì mới tới với Phật được.
Còn bây giờ đó, chúng ta dùng cái âm thanh đau khổ của chúng sanh mà ta ca ngợi Đức Phật á, thì cái chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà bước ban đầu đó mình có thể tập cái này. Thế nên thầy nói thế này để các Phật tử hiểu á. Nếu một cái người đó là cái người ác, cái người xấu đó, biết không, mà họ khen mình á, quý vị mừng không? Đấy, cái người ác, người xấu đó mà họ khen mình á, thì làm cho mình bực bội, mà mình làm cho thiên hạ nghĩ nên mình chắc cũng cùng bọn với nó, phải không? Đấy, đây là điều quan trọng. Cho nên á, thầy nói trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta đó, ta không sợ, ta không sợ chúng sanh nó chê ta, ta không cần chúng sanh nó khen ta, phải không? Nhưng mà ta sợ nhất là gì? Phật chê ta, Phật chê ta, Bồ Tát khen chê ta, phải không? Cho nên là tất cả các vị Bồ Tát đó, hành Bồ Tát đạo, tức tu theo đại thừa đó, người ta sợ nhất đó, là Phật chê. Phật chê. Cho nên người ta chỉ cần là Đức Phật khen thì người ta xả tăng. Nên quý vị tụng kinh Pháp Hoa mà nhớ là 8 vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi. Nên tất cả các vị Bồ Tát này là được chư Phật khen ngợi. Hỏi khen ngợi gì? Vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Phật khen là khen những người này là ông tốt thiệt đó, ông làm được những cái việc mà người khác không làm, ông cứu giúp được bao nhiêu người đó, đây là Phật khen. Cho nên Phật khen ta một cái đó, là ta thấy ta có thể bước qua cái thế giới của Phật rồi, ta bỏ cái bờ sanh tử này, ta qua bên đây. Còn mà chúng sanh nó khen ta đó, thì ta còn ở bên này nữa. Thế nên bây giờ tất cả các vị khen thầy đó, tức là thầy còn ở đây, phải không? Nhưng mà Phật khen thầy là thầy về bên kia rồi, thành về bên kia thấy Phật thì Phật mới khen ấy. Còn ở bên này thì dầu Phật có khen hay có chê thầy hoàn toàn thầy không biết đâu. Nghe mấy người này khen hay mấy người này chê thì biết. Nhưng mà bước qua cái ranh giới này rồi đó, bước qua ranh giới Niết Bàn rồi đó, thì nghe Phật, Phật khen. Phật chê thì không về bên kia được. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên dùng cái loại ngôn ngữ đó mới khen Phật được, ca ngợi công đức Phật ba đời. Còn bây giờ cái ngôn ngữ của chúng sanh đau khổ này thì cái này ca ngợi Đức Phật không được. Tại vì càng nghe càng đau khổ, phải không? Cái người mà cái tâm trạng đau khổ của họ đó thì họ phát ra một cái loại ngôn ngữ âm thanh đau khổ, nó không giống với Phật đâu. Còn cái người mà cái tâm họ an vui, thanh tịnh ấy, thì nó lại phát ra cái loại âm thanh, ngôn ngữ thanh tịnh kia. Đó, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta phải sử dụng cái này đó. Mượn hạnh phổ hiền, lực phổ hiền đó, thì ta phải sử dụng cái loại âm thanh này để chúng ta bước qua một cái ranh giới của Niết Bàn, để ta ca ngợi chư Phật. Thì cái này ở dưới pháp giới ta gọi là xứng tánh mà khởi tu, cho nên công đức nó sanh ra lớn lắm, nhanh lắm. Đây là cái việc quan trọng đó. Cho nên mượn lực phổ hiền, mượn lực của Phật đó, ta tu nó khác hơn những người khác. Rồi bây giờ đó, tới cái câu thứ ba là gì? Ta dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng tăng kiếp Như Lai không hề mỏi ca ngợi công đức Phật ba đời. Bây giờ tôi cúng dường. Sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa kỹ nhạc hương thơm cùng tàn lộng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy con dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương phấn hương thiêu hương cùng trầm thủy, mỗi thứ nhiều như núi Tu Di con đem cúng dường các đức Phật. Do tâm thắng giải quá rộng lớn, thâm tính tất cả Phật ba đời, sức quay thần phổ hiền hạnh nguyện, khắp đêm cúng dường các đức Phật. Đó, tất cả những cái này đó, nhờ nương vào cái lực phổ hiền đó, ta đem ta cúng được hết Đức Phật. Tại vì nhờ cái tâm rộng lớn cho nên cái phẩm vật nó cũng lớn theo, cho nên nó bảo là lớn như núi Tu Di, phải không? Núi Tu Di không biết bao nhiêu.
Cho nên người Việt Nam mình mà mỗi khi mà ta đem tới ta cúng cho Phật á, thì quý vị thường hay nói gì? Của ít lòng nhiều, phải không? Của ít lòng nhiều. Của mình á, thì nó gọi là một ly một lai, phải không? Cái này người Bắc á, hay nói vậy. Một ly một lai thầy không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà đây này là từ cái chỗ mà Phổ Hiền Hành kể mà ra. Của thì thiệt ra một ly một lai thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó lớn quá, cho nên cái tâm mình nó biến cái vật này lớn ra nhiều như núi Tu Di vậy. Tại vì nó phải nhiều như núi Tu Di mới đem cúng được hết tất cả các đức Phật chứ. Có một ly lai mà cúng cho ai? Cúng một người không sống nữa, mà cúng cho tất cả các đức Phật. Cho nên cái pháp cúng dường này quan trọng. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật gọi là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là hơn hết. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà cúng dường á, thì nhớ cái này nữa. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy có ba cách cúng mà. Ba cách cúng dường. Thứ nhất là phẩm vật cúng dường. Thứ hai là kính tín cúng dường. Thứ ba là hạnh cúng dường. Cái này là hạnh cúng dường. Cái tu của mình cúng dường đó, thì cái này công đức lớn nhất. Tại do mình tu đó, thì nó mới biến hóa ra được chứ. Nương lực Phổ Hiền cái này nó biến hóa, nó vô cùng vô tận. Còn cái phẩm vật á, dù nó có nhiều đến đâu nữa, nó có cái giới hạn của nó. Phẩm vật cúng dường. Cho nên có những cái người đó, thiệt ra thì cúng không bao nhiêu, nhưng mà thường hay kể nhiều quá, phải không? Hay kể là tôi cúng cho thầy này, tôi cúng cho chùa kia, tôi cúng cho người nọ, đủ thứ hết, nó đủ. Thì cái này nó làm sao? Đây là phẩm vật cúng dường này. Tại vì khi mình cúng mà mình nghĩ tới cái này này, chứ mình không có cái tâm rộng lớn giống như cái trường hợp Phổ Hiền giải. Người ta có một ly một lai thôi mà cái tâm ta nó rộng. Cái tâm nó rộng này nó đưa tới chỗ kính tín. Tại vì người ta nói là cái vật cho nó không bằng cái tư cách của người cho, phải không? Thế thì các vị để ý xem. Tại vì nhiều khi cái người đó họ cho mình nhưng mà mình không muốn nhận nữa. Họ thí cho mình nhưng mình không muốn nhận đâu. Thấy nó sao ấy, không muốn nhận. Cho nên cái cách cho nó, cái này quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà thầy nói tới đây đó, là thầy nhớ đó, là ông Trương Tấn Sang hồi đó ông có kể cho thầy nghe. Ông nói ông mà sống được và làm được việc đó, ông nói là nhờ cái ông nội của ông. Ông nội của ông nói là thâm tín cái vấn đề Tam Bảo này, thâm tín chư Phật này. Cho nên đó, cái ông này đó là ở trong cái vùng đó, ai mà ở trên Đức Hòa thì biết cái ông này. Nó là khi mà người ta mất mùa đó, ta đói khổ đó, thành ra chính đó, ông cho người nhà ông đó mà gánh gạo tới cho tất cả các cái nhà mà khổ nghèo đó. Chứ không phải là mình để ở đây để nhà mình, để mình kêu ai á, tới đây để mình phát cho, phải không? Mình phát phiếu cho rồi tới đây nhận, phải không? Sợ ta tự ái, phải không? Ta tự ái. Cho nên lúc bây giờ mình tới đó, cho nên người ta gọi là cái của cho không bằng cái cách cho. Cái cách cho này mình cho họ dầu ít, nhưng mà trong lòng mình thương họ, mình quý họ đó, thì cái này mới gọi là của ít lòng nhiều. Còn mình cho họ nhưng mà mình thí cho xong chuyện đó, thì cái này là thiệt là nghiệp sanh mà phước không sanh. Cái này là quả báo đáng sợ. Thành Đức Phật nói với mình đó, là Ngài có một mùa an cư đó, đó tức là đói phải ăn lúa ngựa. Là Ngài bị phạm cái tội đó, cái đời trước, nhiều đời trước của Ngài đó, Ngài là ông trưởng giả giàu có. Nhưng mà bây giờ thấy một thầy tỳ kheo đi khất thực tới đó, tự nhiên khởi một cái ý niệm ác. Nó cái ông này đó là còn khỏe như vậy mà không chịu làm ăn để đi xin ăn, phải không? Lấy lúa ngựa cho nó ăn.
Đó, ok. Ông mới sai cái người ở đó, mới lấy cái lúa mà để cho ngựa ăn đó. Thầy không biết lúa đó là lúa gì, nhưng mà lấy lúa của ngựa ăn đó, đem đổ vô bình bát của cái ông thầy thì kheo đó. Nhưng mà khi thành Phật rồi, cái quả này còn. Thế nên một năm đó, một mùa hạ đó đó, là phải ăn lúa ngựa, ăn lúa ngựa hết năm. Thì tại sao vậy? Là tự nhiên cái năm đó Đức Phật dẫn chúng đi an cư rồi đó, là cái người đó mà họ phát tâm họ cúng dường cho Đức Phật thì khiến họ không có về được. Họ đi làm ăn buôn bán xa, họ không về được. Cho nên tự nhiên là không có gì ăn hết. Thì cái ông kia rồi mới thấy vậy, mấy thầy không có gì ăn hết, tội nghiệp. Mà bây giờ ông đâu có gì nữa ông cúng. Cho nên ông chỉ còn có một cái là lấy cái phần lúa mà để cho ngựa ăn đó, đem cúng cho Phật ăn. Đức Phật nói cái này là quả báo này. Nên các Phật tử nên nhớ cái đó. Cái của cho không bằng cái cách cho. Làm sao mà mình giữ được cái mình kính trọng họ, mình thương họ, thiệt là tội nghiệp. Cái hoàn cảnh của họ như thế, cái nghiệp họ như thế, cho nên mình thương họ, mình có cái ý nghĩ mình muốn gánh bớt cái nghiệp cho họ đó, đó. Thì cái này nữa, dầu cho hay không cho thì họ vẫn quý trọng mình, họ vẫn quý trọng mình. Thì cái này là quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu. Cho nên của ít lòng nhiều được đó. Thì cái lòng mà như núi Tu Di đó, có nghĩa là tôi nghĩ rằng cái sức của tôi giới hạn, cái hoàn cảnh của tôi giới hạn, chứ còn tôi muốn mà của tôi nó nhiều như núi Tu Di để mà tôi đem san sẻ hết cho mọi người đi, biết không? Đây cái tâm. Cho nên chỗ này người ta đã tu là cái tâm này, cái tâm rộng lớn với cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên quý vị phải mở rộng cái tấm lòng mình ra. Mình chưa cứu được nhiều người, chưa giúp được nhiều người, nhưng mà cái tấm lòng của mình thương người, muốn cứu người, muốn giúp người đó, thì chính cái này mới quan trọng, gọi là tu, tu thành thôi. Đó, tới đó, đó thì cái trường hợp đó là tới cái phần nguyện thứ ba của Phổ Hiền. Tới cái thứ tư gì? Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Cho nên cái bài sám hối này là lấy trong Phổ Hiền kể ra. Đấy, đại sám hối. Cái này là gì đấy? Tức là từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác. Từ xưa này, từ kiếp này, nhiều kiếp về trước, xa xưa cho đến tận ngày nay này đó. Cái này tạo nhiều tội nhiều quá. Cho nên bây giờ đó, mình sanh ra trên cuộc đời này đó, mình gặp không biết bao nhiêu những cái khó khăn nguy hiểm. Cái này trở lại cái thực tế cuộc sống. Ở trên tâm thì hoàn toàn thanh tịnh tốt như vậy, mà trở lại thực tế cuộc đời của mình đây đó, thân phận con người đó, thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau chứ. Khi mà mình tu, mình nhập được Phổ Hành Hạnh Nguyện đó, thì mình thấy không biết đói, không biết khát, không biết đau, không biết chứ, không biết sợ gì hết. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế thì sao? Mình vẫn là người bình thường. Cho nên Đức Lạc Lai Lạc Ma, Ngài nói với Thầy, Ngài nói là cái khi mà Ngài bị lúng cái ruột, bị bệnh, cho nên người ta đưa Ngài đi tới bệnh viện. Ngài nhìn, Ngài thấy những người bệnh mà không ai chăm sóc, Ngài khởi lên cái tâm thương. Mà Ngài khởi lên cái tâm thương á, tại cái tâm Ngài cứ nghĩ tới những người mà đau khổ này nữa. Cho nên tự nhiên Bồ Tát Quan Âm Gia Bì tới cho Ngài đó, Ngài không cảm thấy đau nhất. Tại cái tâm đại bi của Ngài nó rộng lên đó, cho nên Ngài quên mất cái đau nhất đi. Nhưng mà đưa Ngài tới bệnh viện rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên đó, trở lại bình thường đó, thì đương nhiên là đau thì vẫn đau chứ, phải không? Cho nên mình đây mình có hai cái đời sống. Khi mình tu đó, mình lên cao một chút đó, mình có đời sống tâm linh rất là đẹp. Nhưng mà khi cái đời sống tâm linh mình mất đó, mình trở lại đời sống thực tế này đó, là ai cũng có hoàn cảnh đó hết. Ai cũng có hoàn cảnh nghèo, đói, bệnh, hoạn, phải không? Cái này có chứ, cái nghiệp mình còn đấy.
Cho nên mình vẫn có cái này, trở lại thực tế của cuộc sống này. Trở lại thực tế đó thì mình thấy thấy rõ hết rồi. Thiệt ra trên chân tánh thì tốt như vậy đó, nhưng mà thực tế cuộc sống này nó vậy. Là tại sao vậy? Là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đi. Tại vì tạo ác nghiệp cho nên bây giờ hiện thân lên cuộc đời này nữa mới có cái hoàn cảnh này. Chứ nếu không có tạo ác nghiệp thì không có hoàn cảnh này đâu, phải không? Trở lại thực tế. Điều bởi vô thỉ tham sân si, gốc của nó là tham, giận và si mê mà tạo nên các tội này. Cho nên bây giờ nó mang cái thân này, nó mới có cái này. Vì vậy đó mà bây giờ là tất cả những cái tội này đó, con xin sám hối hết. Bao nhiêu tội hiện lên thì chúng ta quyết tâm mà sám hối cho hết cái tội này. Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp đều bởi vô thủy tham sân si, từ thân nghĩ mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đây là cái trường hợp mà tới cái nguyện thứ tư là nguyện sám hối đó, gọi là sám hối nghiệp chướng đó. Thì cái này chấm dứt. Và tới cái nguyện thứ năm nữa của Ngài là gì? Phổ hiện bài kệ thứ năm nữa là gì? Tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn, hữu học, vô học cùng chúng sanh. Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Đây, tại cái tội của mình hồi trước đó, tội của mình hồi trước đó, là mình không có cái tâm tùy hỷ, nhưng mà mình có cái tâm ganh tị. Tất cả Phật tử nghiệm xem, mình có cái tâm ganh tị thù hiềm. Người ta tốt nhưng mà mình thấy người ta tốt mình khó chịu nữa. Người ta tốt mình muốn mình tốt thôi. Cho nên cái khi mà mình thụ giới Bồ Tát đó, mấy thầy dặn là không được khen mình chê người, phải không? Mình cứ muốn mình tốt à, nhưng mà mình không muốn cho người khác tốt. Tại nên người khác tốt thiệt thì mình cũng không chịu nữa. Mình nó không tốt, nó không tốt thiệt đâu. Đây là cái nghiệp của mình đó, tự nhiên tạo cái này, ác nghiệp mình tạo này. Rồi bây giờ đó, ngược trở lại là tu cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ với ai? Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn á, người ta đang tu mà. Tất cả mọi người đây là đang tu mà. Cho nên người được cái này, người được cái kia, người được cái nọ, ai được cái điều nào tốt á, thì mình mừng cho họ. Mình mừng cho họ, chứ mình không ganh tị nữa. Hồi nãy do ganh tị cho nên bây giờ nó thế này. Bây giờ nó không ganh tị nữa mà mình mừng cho họ nữa, thì nó sanh ra cái công đức. Mai mốt đó họ cũng mừng cho mình. Còn mình ganh, mình chê họ nữa mà mình biểu họ khen mình thì cái điều này chắc không có đâu. Thế nên các phật tử nghiệm xem. Cho nên ai tu cái gì cũng được hết. Mình thấy người ta tu mà tu được mình mừng chứ. Nên thầy đó, khi thầy gặp các cái hòa thượng mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì hòa thượng này nói với thầy đó, tôi là suốt đời tu cái pháp tứ niệm xứ quán thôi. Tức là suốt đời tôi tu một pháp đó thôi. Thì thầy nói như vậy cũng tốt. Tại pháp tứ niệm xứ tốt chứ. Tại tôi cũng đang tu đây, nhưng mà tôi chưa thành tựu được. Tôi chưa thành tựu được cái pháp này. Tu được cái pháp này thì cũng lên Niết Bàn. Đức Phật dạy mà. Cái này gọi là tùy hỷ. Cái này thì cái hàng Thanh Văn đây đó, thành họ tu cái hạnh này thì. Còn nếu mà quý vị đó, tu hạnh Bồ Tát chưa có gì hết đó, nhưng mà mình nghĩ mình tu hạnh Đại Thừa, cho nên mình nói ông này tu Thanh Văn mà, ông này tu Thanh Văn còn thua tôi xa lắm, phải không? Như vậy là hỏng rồi. Nên thầy thấy ông này tu Thanh Văn thì được. Tu Thanh Văn tốt chứ. Này pháp của Phật mà. Cái người kia là ta tu cái hạnh Viên Giác. Ta ngồi đó, ta nhìn lá, nhìn trời, ta quan sát nhân duyên. Ta quan sát 12 nhân duyên. Cái này tốt chứ. Để người ta suy nghiệm xem thử coi tại sao mình sanh trên cuộc đời này. Các vị nghiệm xem, quán cái này hay lắm á, chứ không phải. Tại nên khi mà thầy gặp một cái vị ẩn sĩ họ tu cái kiểu này nữa, thầy nói chính cái này các vị làm được, chứ tôi chưa có thì giờ làm. Tức là ngồi quán tưởng, không?
quán tưởng cái gì? Mình từ đâu sanh ra đây? Rồi mai mốt mình chết mình về đâu? Thành quý vị được cái này chưa? Thành nên mình chưa được, mình đôi khi mình thấy người ta làm cái này đó, mình không khen mà mình chê, phải không? Ta bỏ hết cuộc đời người ta làm cái này. Thầy nói cái này hay lắm. Tức là trước khi chết mình chưa biết mình sanh về đâu nữa thì cái này chưa yên tâm được. Thành ra thầy cố thầy thực tập cái này đi, để thầy thấy được đó, sau khi chết mình sanh về đâu nữa. Mình sanh lên trời, mình sanh cực lạc, mình lên niết bàn đó, thì cái này bảo đảm. Tại vì tôi cũng muốn làm cái này nhưng mà tôi chưa làm được đây. Phải không? Thành ra các vị tập cho xem. Thành ra ngài Đạt Lai Ma cũng trao đổi với thầy và chia sẻ này. Ngài nói là tôi luôn luôn đó, là suy nghĩ về cái chuyện này. Tôi không biết là mai mốt tôi chết rồi tôi sanh về đâu, không biết là tôi còn có thể tái sanh lại đây nữa không. Đang lo cái chuyện này nhất. Cái này quán nhân duyên đây. Ta nói quán cái này là gì? Bắt đầu đó, từ cái cuộc sống bình thường này đi vào thế giới nội tâm. Từ cái thế giới nội tâm này để mình sống với cái thế giới nội tâm đó. Rồi từ cái đó mình mới trở lại chỗ này. Cho nên người ta, ta cố ta tìm cho ra được mình từ đâu sanh lại đây. Rồi bây giờ mình chết rồi mình sanh về đâu đây? Đó, cố tháo gỡ cái mắt gút này đi, tháo gỡ cho được cái này đi, thì cái này là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là cố tháo cái này ra. Đó là cái này cũng hay chứ. Cho nên khi mà thầy gặp một vị ẩn sĩ tu cái này, thầy nói thầy tu cái này tốt đấy. Chứ không bao giờ thầy dám nói là tôi tu theo pháp Hoa là nhất đây, không có chuyện không dám này đâu. Phải không? Phải tùy hỷ với họ. Thành tùy hỷ với họ thì lúc bây giờ họ mới thương mình chứ. Đây là ngài Phổ Hiền dạy mình đấy. Đây là hàng duyên giác, phải không? Họ tu cái này họ cũng sẽ chứng Bích Chi Phật chứ. Mà mình còn chưa được Bích Chi Phật mà đấy. Mình chưa được giải thoát mà mình chưa biết được cái vận mạng của mình đó, mà mình nghĩ mình hơn người khác đó. Thì cái này coi chừng chết đi. Cái thứ ba là hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát đó, thì bây giờ mình thấy ai làm được việc gì tốt mình cũng khen hết. Mình cũng tùy hỷ mà họ đó. Nên đó, thầy nói, thầy nghe nó có một cái bà Phật tử mà ở trên chùa Quảng Đức tụng kinh Pháp Hoa, phải không? Tụng kinh Pháp Hoa đó, trong lúc còn khó khăn như vậy đó mà bà ngồi và tụng kinh Pháp Hoa, bà mới nhìn bên cạnh mình đây có một cái người đó cũng ngồi đây mà không có kinh tụng, cho nên bà khởi lên cái tâm thương, bà đưa cuốn kinh qua đây để giữa hai người cùng tụng. Đấy, chỉ có cái tâm chút này thôi, thầy nói tốt. Đó là hạnh Bồ Tát đó, biết thương người, biết chia sẻ cho người khác đó. Rồi lát nữa tụng kinh xong rồi đó, bà thì có đem theo ổ bánh mì để ăn. Nhìn thấy cái ông này sao mặt mày xanh xao hết, không có gì ăn hết, nhìn đói mấy ngày rồi, thôi bẻ ổ bánh mì làm hai là chia ăn. Ta chỉ bố thí chừng đó thôi, phải không? Ta bố thí chừng đó thôi, nhưng mà cái này cũng là đáng khen này. Chứ còn nói là tôi đã từng bố thí bao nhiêu phần Phật đản, tôi đã cho bao nhiêu phần quà Du Lan, tôi đã cho bao nhiêu, kể nhiều quá, phải không? Thành ra mình coi ai cũng ra gì hết thì cái này không được. Tùy hỷ, dầu cái chuyện đó chuyện nhỏ nhất đi nữa đó, mình cũng tùy hỷ. Chính mình tùy hỷ với họ đó là mình giúp cho họ để họ phát tâm, họ đi lên, họ tu lên đó. Còn mình chê họ cái là họ buồn, họ bỏ cuộc đó, thì cái trường hợp này mình phá họ tội nghiệp. Cho nên đó, tùy hỷ. Hàng Thinh Văn, hàng Dương Giác, hàng Bồ Tát này đó, có bao nhiêu công đức mình tùy hỷ. Đây cái hạnh thứ sáu là cái hạnh tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức đó là cái trường hợp mà mình tu hành. Thì thôi, bữa nay thầy giảng tới đây, còn trở lại năm hạnh nữa thì kỳ sau rồi sẽ giảng tiếp. Thôi quý vị lên hồi hướng rồi sẽ lên trên chánh điện để chúng ta lại sám hối. Thì bữa nay đó thì thầy nhắc lại thêm cho các Phật tử đó là hồi trước đó, thì ở bên cái tháp cũ nó nhỏ hẹp, cho nên Hòa Thượng Từ Nhân là cho cái ngày rằm nghỉ không tụng kinh. Nhưng bây giờ mình đây chùa lớn rồi, rộng rồi,
thì cái ngày rằm thì các Phật tử nên về tụng kinh hơn là nghỉ. Tức là 14 ngày mình tu mà cái ngày rằm là ngày trưởng tỉnh, ngày quan trọng nhất, mình nghỉ đi phải không? Thì cái này bất đắc dĩ không có chỗ, thì cái trường hợp đó thâu hòa thượng cho nghỉ. Bây giờ mình chùa mình rộng rồi, tốt rồi, thì chính cái ngày này là ngày mình tu, ngày tu. Cho nên á, ngày mai á, là ngày rằm, thì tất cả các Phật tử nên về chùa lễ Phật và tụng kinh bình thường. Thì cái đó thì tốt hơn, không nghỉ ngày rằm nữa. Tất cả chư Phật trong ba đời vô lượng thế giới khắp mười phương, con dùng ba nghiệp rất thanh tịnh, thành kính lễ lại không hề sót. Cái này nếu mà ba nghiệp của mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp rất thanh tịnh, tức là hoàn toàn thanh tịnh, thì chỉ trong một niệm tâm mình lại hết được chư Phật ba đời. Đây là quan trọng nhất mà trong lúc mà lại Phật. Còn nếu ba nghiệp mình không thanh tịnh thì mình lại hết thờ sám hối, nhiều khi mình cũng chưa lại được vị nào hết, chưa lại được vị Phật nào hết. Tại vì ba nghiệp không thanh tịnh, cho nên ở trong đó ba nghiệp không thanh tịnh mà cái ý nghiệp đó là quan trọng nhất. Cái ý nghiệp của mình nó không thanh tịnh thì trong cái ý nghiệp của mình nó khởi lên cái gì đó, thì cái trường hợp đó, trong lúc dầu thân mình có lại Phật nhưng mà ý mình khởi lên cái ý niệm ác nào đó, thì cái trường hợp này bị cái nghiệp ác tác động rồi. Cho nên công đức đôi khi không sanh ra mà tội sanh. Thí dụ như bây giờ cái nghiệp quý vị còn nặng, bây giờ trong lúc mình đọc danh hiệu Phật xong, mình lại Phật xuống một cái dục mình nhớ tới, không biết hồi nãy mình có khóa xe chưa, dục nhớ cái châu chìa khóa phải không? Thì như vậy là không thanh tịnh rồi. Thì trong lúc mình lại đó là mình lại châu chìa khóa, chứ mình đâu lại được Phật. Hay là lúc mà mình vừa lại xuống đó, cái nghiệp mình không thanh tịnh cho nên dục mình nhớ đó, không biết hồi nãy mình đi mình có khóa cửa không? Cho nên nhiều người đi vô lại Phật, đi vô tụng kinh rồi nhưng mà cái tâm nó còn kẹt ở ngoài. Cho nên thầy có dặn, thầy nói là khi mà mình đi tới chùa ráng giữ ba nghiệp cho thanh tịnh, nhất là ý nghiệp. Ý nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên khẩu nghiệp thanh tịnh là tuyệt đối, mình không nói gì hết. Nên tất cả các Phật tử mà đi vô sám hối lại Phật mà hay dùm năm dùm ba nói chuyện này chuyện kia đó, thầy nói cái này tội sanh chứ phước không sanh, nghiệp sanh chứ nghiệp không hết. Nhưng cho nên cái khẩu nghiệp của mình là chỉ niệm Phật thôi, chỉ nói lời Phật thôi chứ không nói gì được khác hết. Đó là quan trọng nhất. Cho nên cái ý nghiệp mình là chỉ nghĩ tới Phật thôi, không nghĩ gì khác hết. Mà trong cái lúc đó mình lại Phật mà mình nghĩ một cái gì khác thì cái này phước không sanh mà nghiệp sanh. Nên thầy dặn, thầy nói là đi đó mình cũng không nên đem đồ quý theo. Thậm chí bây giờ mang cái đôi dép đắt tiền đó, đi vô lại Phật rồi mà cứ nhớ đôi dép đó. Mà thầy để ý thầy thấy cái người nào mà mang cái đôi dép đôi giày đắt tiền đó, vô lại Phật rồi cứ nghĩ tới đôi dép thôi thì người đó chắc chắn mất dép. Mà nhiều người thưa với thầy rồi đó, thầy mới hỏi, thầy nói hồi đó nó mấy bà vô lại Phật nhưng mà thường hay nghĩ tới đôi dép phải không? Nói dạ có, tại đôi dép này con mới mua, đôi dép này con mới mua cho nên á vô lại mà con cứ sợ người ta lấy dép. Thầy nói con sợ người ta lấy dép cho nên á con đã lấy đôi dép con gói lại rồi, con nhét chỗ kia con giấu ấy. Nhưng mà nó cũng biết nó lấy thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Như vậy là cái phước bà không sanh mà cái nghiệp bà sanh trong lúc bà lại Phật á, mà cứ nghĩ tới đôi dép. Thành ra Phật hay là dép, thành ra mình phạm cái tội rất lớn, mình coi Phật là dép hay không? Cái này không nên, không nên. Cho nên ba nghiệp phải thanh tịnh thì tội tiêu hết. Nên nó dùng ba nghiệp rất thanh tịnh là chỗ này.
Rồi đó, ba nghiệp mình thanh tịnh rồi, nó còn cái gì nữa? Mình phải nương vào cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện lực, tức là lực của Ngài Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền, Ngài nói ai mà tu mười hạnh của Ngài đó, là Ngài luôn luôn gia bị tới. Cho nên mình nhờ cái lực của Phổ Hiền gia bị tới cho mình. Có Phổ Hiền lực thì có Phổ Hiền lực gia bị tới, cho nên nó tự nhiên mình lại Phật á, mình lại Phật á. Mà trong lúc đó, trong cái ý mình nó thanh tịnh á, thì Phổ Hiền lực gia bị tới đó, là mình thấy hằng hà sa số chư Phật, thấy hằng hà sa số chư Phật. Tức là trong pháp giới có bao nhiêu đức Phật thì mình á, lại hiện ra quá bao nhiêu thân nữa. Mỗi thân mình đều có đứng trước Đức Phật hết. Thành ra mới nói là lại không sót. Lại không sót cái này gì? Tức là nhờ tâm mình thanh tịnh, nhờ lực Phổ Hiền Bồ Tát gia bị tới, cho nên mình thấy hiện ra vô số Phật. Mà mình thấy ra vô số Phật thì lúc bây giờ trước mỗi Phật mình lại có một cái nương Phổ Hiền lực được, thì có cái hóa thân. Hóa thân của mình đó. Cái chỗ này Thầy nói giống như là cái trường hợp mà ông Tề Thiên Đại Thánh, không? Thành ra Tề Thiên Đại Thánh có thể là có bao nhiêu yêu tinh thì ông lại có bao nhiêu hóa thân để trừ hết cái này được. Còn mình bây giờ đó, có bao nhiêu Phật mà xuất hiện trong pháp giới đó, thì mình có bao nhiêu thân đó. Tức là mỗi thân của mình đó, đều hiện trước mỗi Đức Phật. Có bao nhiêu Đức Phật thì có bao nhiêu thân mình. Cho nên đồng thời chỉ một niệm tâm mà lại tất cả các Phật không hề sót. Nương được Phổ Hiền lực, ba nghiệp thanh tịnh và nương Phổ Hiền lực rồi đó, thì mới lại không sót. Lại không sót mà cái khó nhất là cái vị lai Phật. Tại vì ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó thì sao? Tất cả mọi người, tất mọi cả mọi người nữa, họ là vị lai Phật đối với mình. Cho nên người nào đó mình thấy họ đó, mà thấy bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì tức là mình thấy được cái Phật tánh của họ. Cho nên mình thấy Phật tánh của họ, cho nên mình lại được cái Phật tánh của họ. Do đó mà Phật tánh của họ nó sáng lên. Cái này là kinh nghiệm tu đó, Thầy đã trải nghiệm rồi, Thầy thấy được có này. Nên có Thầy đó, lúc đó Thầy từ bên Nhật Thầy mới về, thì có nhiều Thầy mới nói với Thầy nè, cái ông này không tốt nè, cái bà kia không tốt nè, ông nọ không tốt nữa. Thầy phải nên cẩn thận, Thầy nên dè dặt, đừng tiếp xúc với họ. Đây mấy Thầy họ thương, họ nhắc Thầy như vậy đó. Là tại trên thực tế có những người Phật tử mà tới, ở trong cái thời kỳ đó là thời kỳ chiến tranh, cho nên những người tới này đủ thứ người và đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cái khi Thầy lại Phật, Thầy tập trung được và nương cái Phổ Hiền Hạnh Nguyện lực này được, cho nên Thầy lại Phật, Thầy thấy tất cả là Phật hết, chứ Thầy không thấy, không thấy ông này bà kia nữa hết. Thì tự nhiên những cái người mà gọi là người xấu đó, thì họ đối với Thầy đó, họ không xấu nữa, mà họ trở thành tốt. Thì mấy Thầy đó, họ mới nói Thầy nó lạ, mấy người đó tôi biết họ xấu thiệt mà, nhưng mà sao tới với Thầy đó, sao lại tôi thấy họ đàng hoàng á. Thì Thầy mới nói là nhờ nương lực Phổ Hiền. Thầy đã nhờ nương lực Phổ Hiền đó, mà biến cái người xấu trở thành người tốt. Tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng có cái xấu và ai cũng có cái tốt. Nhưng mà nương được lực của Phật, nương được lực của Bồ Tát á, thì biến cái người xấu thành người tốt. Cho nên chung quanh chúng ta là tốt hết. Nên ai tới với Thầy cũng tốt hết. Nhưng mà ngược trở lại đó, họ nói sao là đối với Thầy á, thì họ tốt vậy, mà đối với tôi họ không tốt. Tại khi mà Thầy bên Nhật Thầy về đó, tự nhiên có một cái ông đạo đó, thành ra ông thương Thầy, ông muốn theo ông làm thầy giả thôi. Thầy mới dắt ông đi ra ngoài Vũng Tàu,
ra một cái người, cái chùa của một người bạn của thầy hồi trước. Thì ông thầy ông tu ngoài đó đó, ông thấy ông đạo này đó, ông nói với thầy, ông nói ông đạo của thầy dễ thương quá, thôi thầy cho tôi đi, cho ở tôi đi. Thầy nói thôi thì nếu phải thầy, thầy nuôi ông được thì thôi để ông ở với thầy cũng được. Thành ra thầy trở về thành phố mấy bữa sau nữa, ông thầy không dắt ông đạo vô, ông trả lại thầy. Ông nói bữa trước thầy dắt ra nữa thì tôi thấy ông hiền, ông dễ thương quá đi, tôi muốn ở với tôi. Nhưng mà thầy về rồi nữa thì ông này chướng quá đi. Các vị nên ghi chỗ này, Đức Phật dạy mình cái thật, cái thật tánh đó, nó chỗ này. Cho nên cái khi mà nghiệp mình còn, tâm mình phân biệt, tánh ác mình có đó, thì tất cả mọi người chung quanh mình đó, người thiện cũng trở thành người ác nữa. Còn bây giờ cái tâm mình mà tốt thực rồi đó, mình là Phật rồi đó, thì bây giờ tất cả những người xấu họ cũng trở thành tốt nữa. Cho nên cái chỗ này Phật giáo hóa người ta dễ, Bồ Tát giáo hóa người ta dễ. Mà mình á, mình biết nhưng mình nói họ không nghe, tức chết thì phải không? Nên tôi nói là nếu mà quý vị còn tức, bực tức đó, thì chắc chắn không ai nghe mình hết. Thậm chí con mình nó cũng nghe nữa. Thế nên có người nói với tôi, nói với thầy như vậy đó. Nó tức không? Mình sanh nó ra, mình nuôi nó, nhưng mà nó không nghe mình. Tức không? Đấy, tức. Là tại vì cái nghiệp của mình với cái nghiệp của nó là nghịch nhau. Thường thường cha mẹ thì muốn con làm cái gì, nhưng mà con thì nó muốn làm cái gì. Đấy. Cái nghiệp của nó riêng, cái nghiệp mình riêng, hai cái nghiệp này đụng nhau. Cho nên cha con, mẹ con mà xung đột nhau chỗ này nè, là nghiệp mà. Còn bây giờ nó gặp một cái người tu thiệt á, cái người này hết nghiệp rồi thì làm sao đụng được. Nếu cái vị này tối thiểu tu tiểu thừa đi nữa nè, thì người ta quán tất cả các pháp là không. Tại trong lòng của người ta trống không, không có gì hết, không thiện, không ác, thì cái nghiệp nó làm sao khởi. Thành ra nó muốn nghĩ gì đó nó nghĩ, thành ra nó không có cái đối kháng lại. Còn bây giờ nó mình nghĩ một cách, nó nghĩ một cách, hai cái nghĩ này không giống nhau. Cho nên hai cái nghĩ này trùng hợp nhau nữa thì trở thành bạn của nhau. Mà hai cái ý nghĩ này ngược nhau nữa thì đối kháng với nhau. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử ta pháp tâm đại thừa mà tu Bồ Tát đạo này đó, là mình phải nghĩ tới các Đức Phật và các vị Bồ Tát, rồi lấy cái nguyện của các ngài làm cái nguyện của mình, lấy cái hạnh của các ngài làm cái hạnh của mình, cái hạnh của mình giống cái hạnh của Bồ Tát thì Bồ Tát gia bị tới mình được. Chứ cái hạnh mình không giống ngài làm sao ngài gia bị, cái nguyện mình không giống ngài thì làm sao coi. Hai cái để đồng nhau mới có thể hỗ trợ nhau được. Thành ra Phật gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Phật, Bồ Tát gia bị tới được là tại vì mình nghĩ giống Bồ Tát nghĩ, hai cái này đồng nhau. Cho nên là các ngài gia bị tới. Thì nói như bây giờ tất cả các Phật tử đó mà cũng có một cái lòng thương người giống như Bồ Tát Quan Âm như vậy đó, thì Bồ Tát Quan Âm liền gia bị tới cho mình. Mà mình là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Hiện thân Bồ Tát Quan Âm vì Bồ Tát gia bị tới, mình với ngài là đồng hành, đồng hành đồng nguyện. Cho nên cái này là lực của ngài gia bị tới. Tại ngài cũng muốn cứu cái người này, nhưng mà ngài không có thân, ngài không có thân, cho nên ngài không làm sao ngài cứu được hết. Thì lúc bây giờ mình cũng có cái ý cứu cái người này, hai cái này đồng nhau nữa, thì Bồ Tát liền gia bị tới cho mình. Lúc nó biến cho mình có một cái lực của Bồ Tát mà mình có thể giải cứu được cái này. Thế, cho nên chỗ này bảo là sức quay thần hạnh nguyện phổ hiện, phân thân hiện khắp trước mười phương. Một thân lại hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Quy trở lại đấy, sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn.
Cái bài kệ này hay, suy nghĩ kỹ rồi thấy bài kệ này tự nhiên á, ở trong trong cái tâm mình á, không thấy nó vô ảnh vô hình á, nhưng mà dục nó dung chứa được vô số Phật, mà nó chứa được vô số Phật rồi đó, là mỗi Phật như vậy á lại có vô số Bồ Tát chung quanh nữa, mà ở trong cái tâm của mình á, không chật không rộng. Cái này lạ, cái này là điều lạ nhất. Nếu mà quý vị thực tập tới được cái chỗ này rồi đó, chúng ta ngồi yên chúng ta không lại hết á. Thành ra có những người đó mà họ đọc tới câu này xong rồi đó, thành họ ngồi yên lặng mà họ cảm thấy như là họ lại hết tất cả các đức Phật. Tại trong này Phổ Hiền nói không sót nữa, không sót, cho nên một thân là hiện được sắc trần thân. Thành ra có bao nhiêu Phật thì mình có bao nhiêu thân, cho nên lại hết được. Mà kỳ diệu nữa là mình lại được các đức Phật hết như vậy đó, mà không phải là một đức Phật không, mỗi đức Phật và chung quanh họ có các Bồ Tát nữa. Có các vị Bồ Tát đó, chung quanh của đức Phật đó đó, thì lúc bây giờ đó mình thấy được hết. Thì như vậy nó tạo nên cái pháp giới, ta gọi là pháp giới. Thế nên đức Phật A Di Đà là có cái pháp giới tạng thân đó, là thân này nè. Mà bây giờ nương hạnh Phổ Hiền đó, thì cái trường hợp này cái pháp giới thân của mình cũng hiện ra. Cho nên cái chỗ này cái sám hối mà cao nhất, tội hết, tất cả các tội đều hết. Cho nên chỗ này người ta nói là nhất sanh tội chướng băng tiêu nè, tất cả các tội chướng mình nó tiêu hết đi. Nhất thiết nghiệp duyên thanh tịnh, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh hết. Con người mình đó, một thân là hiện sắc trần thân, mỗi thân lại khắp sắc trần Phật. Sắc trần Phật ở trong một trần đều có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận. Pháp giới cũng như vậy, thâm tính chư Phật đều sung mãn. Đó là câu thứ nhất. Qua câu thứ hai gọi là tán Phật. Tôi dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng, tận kiếp vị lai không hề mỏi, ca ngợi công đức Phật ba đời. Tại vì nương vào cái lực Phổ Hiền được rồi đó, thì lúc bây giờ đó mình có một cái loại âm thanh lạ. Cái loại âm thanh lạ, âm thanh này của Phổ Hiền, gia bị của Phật. Thầy nói cái âm thanh này đó, nó lạ nó là sao? Cái loại âm thanh của mình đó, là nó đi thẳng vào lòng người. Âm thanh này âm thanh của Phật, cho nên ở gần thì không điếc lỗ tai, mà ở xa thì nghe rất rõ. Là tại vì âm thanh này phát xuất từ tâm, cho nên tâm của mình nó tới với tâm của chúng sanh. Thì như vậy đó, cái loại ngôn ngữ gọi là kỳ diệu này đó là. Cho nên nhiều khi không cần nói, không cần nói, nhưng mà người ta có thể hiểu được, có thể cảm được, cảm thông được. Đây là cái loại ngôn ngữ mà đặc thù của Bồ Tát và Phật mới có, của cái người mà cái tâm hoàn toàn thanh tịnh mới có loại ngôn ngữ này, gọi là diệu vô thượng. Cái âm thanh này nó rất là thậm thâm di diệu. Ta nói ở bên cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, là Đức Phật A Di Đà sử dụng cái loại âm thanh này. Cho nên đó, trong cái thế giới Tây Phương của Ngài đó, trong cái thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, bảo là mỗi ngày Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Mà thuyết pháp là thuyết pháp từ sáng tới chiều, thuyết pháp luôn cả 24 tiếng hồ không nghỉ, phải không? Thì Ngài sử dụng cái âm thanh di diệu này. Tại nên âm thanh di diệu này đó, nó đi thẳng vào trong tâm của tất cả chúng sanh ở trong cái thế giới cực lạc. Thành ra tất cả người nào tu hành mà lọt vô trong cái thế giới cực lạc này đó, thì đều nghe được cái âm thanh này, nghe được cái âm thanh này. Cho nên tất cả các Phật tử mình đó, mà nếu mình tu cái tâm mình nó lần thanh tịnh rồi đó, đôi khi mình lại nghe những cái âm thanh lạ, nghe những âm thanh lạ, nghe những cái âm thanh mà bình thường không có ở trên đời này. Cho nên chỗ này người ta gọi là thường nghe thiên nhạc, tức là thường nghe nhạc trời đó. Cho nên thường nghe nhạc trời. Cho nên tất cả các vị thiền sư mà
cái tâm họ thanh tịnh rồi đó, họ nghe gì? Họ nghe là suối nó chảy đó, nó chảy róc rách đó. Họ nghe gió nó thổi qua cái cành trúc đó. Mà họ nghe là cái tiếng thuyết pháp của Đức Phật. Cái này là Ngài Phổ Hiền nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tại là tất cả đều là pháp âm di diệu của Đức Phật. Cho nên tâm thanh tịnh của mình đó, nó duyên vào cái cảnh giới này lạ, ta gọi là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Ta nên nhìn trời, nhìn mây, nhìn nước, nhìn núi, nhìn sông, nhìn cái gì đó, mình cũng là thấy toàn cảnh thế giới thanh tịnh. Cái này là cái người tu theo Hạnh Phổ Hiền, tức là thấy như vậy. Còn nghe đó thì người ta nghe toàn là âm thanh của Phật, mà người ta không nghe những cái âm thanh của lục đạo tứ sanh nữa. Đây, thì ở trên cái bước đường tu này đó, nó có cái bờ ranh, cái bờ ranh giới, cái bờ ở bên này người ta gọi là bờ sanh tử. Cái người mà ở bên cái bờ sanh tử này nữa, là nghe toàn là những cái tiếng khổ đau của lục đạo tứ sanh hết. Nhưng mà bước qua cái ranh bên này đó, thì nghe toàn là âm thanh di diệu của Phật Bồ Tát. Thế này các vị tập rồi mà thấy. Nếu cái tâm mình mà không thanh tịnh thì mình nghe toàn là cái tiếng khổ đau của chúng sanh hết. Nhưng mà khi tâm mình thanh tịnh rồi đó, thì nó qua bên này, thì nó nghe cái âm thanh của Phật. Cho nên trên bước đường tu đó, cái chỗ đó là ranh giới, người ta gọi là sanh tử và niết bàn. Thế nên nó có cái khoảng cách mà không có khoảng cách. Cái khoảng cách này khoảng cách của tâm, cho nên không thấy nó được. Nhưng mà hãy ở bên này đó, bên bờ sanh tử đó, thì nghe toàn là những cái chuyện phiền muộn không. Nhưng mà chấm dứt cái sanh tử này, bước qua bờ niết bàn đó, thì nghe toàn là âm thanh của chư Phật. Cho nên cái này bảo là âm thanh di diệu. Thì mình mới dùng cái âm thanh di diệu này đó, qua đây mới nghe được cái này. Tâm thanh tịnh mình nghe được cái này, rồi mình mới học cái này, rồi mình sử dụng cái âm thanh này nữa, mà mình ca ngợi chư Phật ba đời này. Quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Mới sử dụng cái loại âm thanh này thì mới tới với Phật được. Còn bây giờ đó, chúng ta dùng cái âm thanh đau khổ của chúng sanh mà ta ca ngợi Đức Phật á, thì cái chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà bước ban đầu đó mình có thể tập cái này. Thế nên thầy nói thế này, để các Phật tử hiểu á. Nếu một cái người đó là cái người ác, cái người xấu đó, biết không, mà họ khen mình á, quý vị mừng không? Đây, cái người ác, người xấu đó mà họ khen mình á, thì làm cho mình bực bội, mà mình làm cho thiên hạ nghĩ nên mình chắc cũng cùng bọn với nó, phải không? Đây, đây là điều quan trọng. Cho nên á, thầy nói trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta đó, ta không sợ chúng sanh nó chê ta, ta không cần chúng sanh nó khen ta, phải không? Nhưng mà ta sợ nhất là gì? Phật chê ta, Phật chê ta, Bồ Tát khen chê ta, phải không? Cho nên là tất cả các vị Bồ Tát đó, hành Bồ Tát đạo, tức tu theo đại thừa đó, người ta sợ nhất đó, là Phật chê. Thế Phật chê. Cho nên người ta chỉ cần là Đức Phật khen thì người ta xả tâm. Nên quý vị tụng Kinh Pháp Hoa mà nhớ là 8 vạn Bồ Tát chuyển được Pháp Luân bất thối tâm từ trải khắp trong các cõi nước được Phật khen ngợi. Nên tất cả các vị Bồ Tát này đó là được chư Phật khen ngợi. Hỏi khen ngợi gì? Vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Phật khen á, là khen những người này là ông tốt thiệt đó, ông làm được những cái việc mà người khác không làm, ông cứu giúp được bao nhiêu người đó, đây là Phật khen. Cho nên Phật khen ta một cái đó, là ta thấy ta có thể bước qua cái thế giới của Phật rồi, ta bỏ cái bờ sanh tử này, ta qua bên đây. Còn mà chúng sanh nó khen ta đó, thì ta còn ở bên này nữa. Thế nên bây giờ tất cả các vị khen thầy đó, tức là thầy còn ở đây, phải không? Nhưng mà Phật khen thầy là thầy về bên kia rồi. Thành về bên kia thấy Phật thì Phật mới khen ấy.
Còn ở bên này thì dầu Phật có khen hay có chê, thầy hoàn toàn thầy không biết đâu. Nghe mấy người này khen hay mấy người này chê thì biết. Nhưng mà bước qua cái ranh giới này rồi đó, bước qua ranh giới Niết Bàn rồi đó, thì nghe Phật, Phật khen. Phật chê thì không về bên kia được. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên dùng cái loại ngôn ngữ đó mới khen Phật được, ca ngợi công đức Phật ba đời. Còn bây giờ cái ngôn ngữ của chúng sanh đau khổ này nữa, thì cái này ca ngợi Đức Phật không được. Tại vì càng nghe càng đau khổ, phải không? Cái người mà cái tâm trạng đau khổ của họ đó thì họ phát ra một cái loại ngôn ngữ âm thanh đau khổ, nó không giống với Phật đó. Còn cái người mà cái tâm họ an vui thanh tịnh thì nó lại phát ra một cái loại âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh kia. Đó, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta phải sử dụng cái này đó. Mượn hạnh phổ hiền, lực phổ hiền đó, thì ta phải sử dụng cái loại âm thanh này để chúng ta bước qua một cái ranh giới của Niết Bàn, để ta ca ngợi chư Phật. Thì cái này ở dưới pháp giới đó, ta gọi là xứng tánh mà khởi tu. Cho nên công đức nó sanh ra lớn lắm, nhanh lắm. Đây là cái việc quan trọng đó. Cho nên mượn lực phổ hiền, mượn lực của Phật, ta tu nó khác hơn những người khác. Rồi bây giờ đó, tới cái câu thứ ba là gì? Ta dùng tất cả các âm thanh tạo nên ngôn ngữ diệu vô thượng tăng kiếp Như Lai không hề mỏi ca ngợi công đức Phật ba đời. Bây giờ tôi cúng dường. Sắm đồ rất đẹp nào tràn hoa, kỹ nhạc hương thơm cùng tàn lộng, các thứ trang nghiêm đẹp như vậy, con dùng cúng dường chư Như Lai. Nào là y phục các thứ hương, phấn hương, thiêu hương cùng trầm thủy, mỗi thứ nhiều như núi Tu Di, con đem cúng dường các đức Phật. Do tâm thắng giải quá rộng lớn, thâm tính tất cả Phật ba đời, sức quay thần phổ hiền hạnh, khắp đem cúng dường các đức Phật. Đó. Tất cả những cái này đó, nhờ nương vào cái lực phổ hiền đó, ta đem ta cúng được hết đức Phật. Tại vì nhờ cái tâm rộng lớn cho nên cái phẩm vật nó cũng lớn theo. Cho nên nó bảo là lớn như núi Tu Di, phải không? Núi Tu Di không biết bao nhiêu. Cho nên người Việt Nam mình mà mỗi khi mà ta đem tới ta cúng cho Phật thì quý vị thường hay nói gì? Của ít lòng nhiều, phải không? Của ít thì lòng nhiều. Của mình thì nó gọi là một ly một lai, phải không? Cái này người Bắc hay nói vậy. Một ly một lai thầy không biết nó bao nhiêu. Nhưng mà đây này là từ cái chỗ mà Phổ Hiền Hạnh Nhân kể mà ra. Của thì thiệt ra một ly một lai thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó lớn quá, cho nên cái tâm mình nó biến cái vật này lớn ra nhiều như núi Tu Di vậy. Tại vì nó phải nhiều như núi Tu Di mới đem cúng được hết tất cả các đức Phật chứ. Có một ly một lai mà cúng cho ai? Cúng một người không xong nữa, mà cúng cho tất cả các đức Phật. Cho nên cái pháp cúng dường này quan trọng. Cho nên chỗ này đó, Đức Phật gọi là pháp cúng dường. Pháp cúng dường là hơn hết. Cho nên là tất cả các Phật tử khi mà cúng dường thì nhớ cái này nữa. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy có ba cách cúng mà. Ba cách cúng dường. Thứ nhất là phẩm vật cúng dường. Thứ hai là kính tính cúng dường. Thứ ba là hạnh cúng dường. Cái này là hạnh cúng dường. Cái tu của mình cúng dường đó, thì cái này công đức lớn nhất. Tại do mình tu đó, thì nó mới biến hóa ra được chứ. Nương lực phổ hiền cái này nó biến hóa, nó vô cùng vô tận. Còn cái phẩm vật đó, dù nó có nhiều đến đâu nữa, nó có cái giới hạn của nó. Phẩm vật cúng dường. Cho nên có những cái người đó, thiệt ra thì cúng không bao nhiêu, nhưng mà thường hay kể nhiều quá, phải không? Hay kể là tôi cúng cho thầy này, tôi cúng cho chùa kia, tôi cúng cho người nọ, đủ thứ hết. Nó đủ. Thì cái này nó làm sao? Đây là phẩm phần cúng dường này. Tại vì khi mình cúng mà mình nghĩ tới cái này này, chứ mình không có cái tâm rộng lớn giống như cái trường hợp Phổ Hiền giải. Người ta có một ly một lai thôi mà cái tâm ta nó rộng. Cái tâm nó rộng này nó đưa tới cái chỗ kính tính. Tại vì người ta nói là cái vật cho nó không bằng cái
cái tư cách của người cho, phải không? Thế thì các vị để ý xem. Tại nhiều khi cái người đó họ cho mình nhưng mà mình không muốn nhận nữa. Họ thí cho mình nhưng mình không muốn nhận đâu. Thấy nó sao ấy, không muốn nhận. Cho nên cái cách cho nó, cái này quan trọng. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên khi mà thầy nói tới đây đó, là thầy nhớ đó, là ông Trương Tấn Sang hồi đó ông có kể cho thầy nghe. Ông nói ông mà sống được và làm được việc đó, ông nói là nhờ cái ông nội của ông. Ông nội của ông nói là thâm tín cái vấn đề Tam Bảo, là thâm tín chư Phật. Cho nên đó, cái ông này đó là ở trong cái vùng đó, ai mà ở trên Đức Hòa, Đức Hòa thì biết cái ông này. Nó là khi mà người ta mất mùa đó, ta đói khổ đó, thành ra chính đó, ông cho người nhà ông đó mà gánh gạo tới cho tất cả các cái nhà mà khổ nghèo đó. Chứ không phải là mình để ở đây, để nhà mình, để mình kêu ai á tới đây để mình phát cho, phải không? Mình phát phiếu cho rồi tới đây nhận, phải không? Sợ ta tự ái, phải không? Ta tự ái. Cho nên lúc bây giờ mình tới đó, cho nên người ta gọi là cái của cho không bằng cái cách cho. Cái cách cho này là mình cho họ dầu ít nhưng mà trong lòng mình thương họ, mình quý họ đó, thì cái này mới gọi là của ít lòng nhiều. Còn mình cho họ nhưng mà mình thí cho xong chuyện đó, thì cái này là thiệt là nghiệp sanh mà phước không sanh. Cái này là quả báo đáng sợ. Thành Đức Phật nói với mình đó, là Ngài có một mùa an cư đó, đó tức là đói phải ăn lúa ngựa. Là Ngài bị phạm cái tội đó, cái đời trước, nhiều đời trước của Ngài đó, Ngài là ông trưởng giả giàu có. Nhưng mà bây giờ thấy một thầy tỳ kheo đi khất thực tới đó, tự nhiên khởi một cái ý niệm ác. Nó cái ông này đó là còn khỏe như vậy mà không chịu làm ăn để đi xin ăn, phải không? Lấy lúa ngựa cho nó ăn. Đó, okay. Ông mới sai cái người ở đó, mới lấy cái lúa mà để cho ngựa ăn đó. Thầy không biết lúa đó là lúa gì, nhưng mà lấy lúa của ngựa ăn đó, đem đổ vô bình bát của cái ông thầy tỳ kheo đó. Nhưng mà khi thành Phật rồi, cái quả này còn. Cho nên một năm đó, một mùa hạ đó, đó là phải ăn lúa ngựa, ăn lúa ngựa hết năm. Thì tại sao vậy? Là tự nhiên cái năm đó Đức Phật dẫn chúng đi an cư rồi đó, là cái người đó mà họ phát tâm, họ cúng dường cho Đức Phật, thì khiến họ không có về được. Họ đi làm ăn buôn bán xa, họ không về được. Cho nên tự nhiên là không có gì ăn hết. Thì cái ông kia rồi mới thấy vậy, mấy thầy không có gì ăn hết, tội nghiệp. Mà bây giờ ông đâu có gì nữa ông cúng. Cho nên ông chỉ còn có một cái là lấy cái phần lúa mà để cho ngựa ăn đó, đem cúng cho Phật ăn. Tức Phật nói cái này là quả báo này. Nên các Phật tử nên nhớ cái đó. Cái của cho không bằng cái cách cho. Làm sao mà mình giữ được cái mình kính trọng họ, mình thương họ, thiệt là tội nghiệp. Cái hoàn cảnh của họ như thế, cái nghiệp họ như thế, cho nên mình thương họ, mình có cái ý nghĩ mình muốn gánh bớt cái nghiệp cho họ đó, đó. Thì cái này nữa, dầu cho hay không cho thì họ vẫn quý trọng mình, không? Họ vẫn quý trọng mình. Thì cái này là quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu. Cho nên của ít lòng nhiều được đó, thì cái lòng mà như núi Tu Di đó, có nghĩa là tôi nghĩ rằng cái sức của tôi giới hạn, cái hoàn cảnh của tôi giới hạn, chứ còn tôi muốn mà của tôi nó nhiều như núi Tu Di để mà tôi đem san sẻ hết cho mọi người đi, biết không? Đây cái tâm. Cho nên chỗ này người ta đã tu là cái tâm này, cái tâm rộng lớn với cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên quý vị phải mở rộng cái tấm lòng mình ra. Mình chưa cứu được nhiều người, chưa giúp được nhiều người, nhưng mà cái tấm lòng của mình thương người, muốn cứu người, muốn giúp người đó, thì chính cái này mới quan trọng, gọi là tu thành Phật.
Đó, tới đó, đó thì cái trường hợp đó là tới cái phần nguyện thứ ba của phổ hiện. Tới cái thứ tư gì? Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Cho nên cái bài sám hối này là lấy trong phổ hiện kể ra. Đấy, bài sám hối. Cái này là gì đấy? Tức là từ xưa đã tạo nhiều nghiệp ác. Từ xưa này, từ kiếp này, nhiều kiếp về trước xa xưa cho đến tận ngày nay này, cái này tạo nhiều tội nhiều quá. Cho nên bây giờ đó, mình sanh ra trên cuộc đời này đó, mình gặp không biết bao nhiêu những cái khó khăn nguy hiểm. Cái này trở lại cái thực tế cuộc sống. Ở trên tâm thì hoàn toàn thanh tịnh tốt như vậy, mà trở lại thực tế cuộc đời của mình đây đó, thân phận con người đó, thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau chứ. Khi mà mình tu, mình nhập được phổ hành hạnh nguyện đó, thì mình thấy không biết đói, không biết khát, không biết đau, không biết chút, không biết sợ gì hết đó. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế thì sao? Mình vẫn là người bình thường. Cho nên Đức Lạc Lai Lạc Ma Ngài nói với Thầy á, Ngài nói nữa. Cái khi mà Ngài bị lúng cái ruột á, bị bệnh á, cho nên người ta đưa Ngài đi tới bệnh viện. Ngài nhìn Ngài thấy những người bệnh mà không ai chăm sóc, Ngài khởi lên cái tâm thương. Mà Ngài khởi lên cái tâm thương á, tại cái tâm Ngài cứ nghĩ tới những người mà đau khổ này nữa. Cho nên tự nhiên Bồ Tát Quan Âm Gia Bị tới cho Ngài đó, Ngài không cảm thấy đau nhất. Tại cái tâm đại bi của Ngài nó rộng lên đó, cho nên Ngài quên mất cái đau nhất đi. Nhưng mà đưa Ngài tới bệnh viện rồi đó, thì cái trường hợp này đó, tự nhiên đó, trở lại bình thường đó, thì đương nhiên là đau thì vẫn đau chứ, phải không? Cho nên mình đây mình có hai cái đời sống. Khi mình tu đó, mình lên cao một chút đó, mình có đời sống tâm linh rất là đẹp. Nhưng mà khi cái đời sống tâm linh mình mất á, mình trở lại đời sống thực tế này đó, là ai cũng có hoàn cảnh đó hết. Ai cũng có hoàn cảnh nghèo, đói, bệnh, hoạn, phải không? Cái này có chứ, cái nghiệp mình còn đấy. Cho nên mình vẫn có cái này, trở lại thực tế của cuộc sống này. Trở lại thực tế đó thì mình thấy thấy rõ hết rồi. Thiệt ra trên chân tánh thì tốt như vậy đó, nhưng mà thực tế cuộc sống này nó vậy đó. Là tại sao vậy? Là con xưa đã tạo bao ác nghiệp đi. Tại vì tạo ác nghiệp cho nên bây giờ hiện thân lên cuộc đời này nữa, mới có cái hoàn cảnh này. Chứ nếu không có tạo ác nghiệp thì không có hoàn cảnh này đâu, phải không? Trở lại thực tế. Điều bởi vô thủy tham sân si, gốc của nó là tham, giận và si mê mà tạo nên các tội này. Cho nên bây giờ nó mang cái thân này, mới có cái này. Vì vậy đó, mà bây giờ là tất cả những cái tội này đó, con xin sám hối hết. Bao nhiêu tội hiện lên thì chúng ta quyết tâm mà sám hối cho hết cái tội này. Từ xưa đã tạo nhiều ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Đây là cái trường hợp mà tới cái nguyện thứ tư là nguyện sám hối đó, gọi là sám hối nghiệp chướng đó. Thì cái này chấm dứt. Và tới cái nguyện thứ năm nữa của Ngài là gì? Phổ hiện bài kệ thứ năm đó là gì? Tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thinh Văn, hữu học, vô học cùng chúng sanh. Tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Đây, tại cái tội của mình hồi trước đó, tội của mình hồi trước đó, là mình không có một cái tâm tùy hỷ, nhưng mà mình có cái tâm ganh tị. Tất cả Phật tử nghiệm xem, mình có cái tâm ganh tị thù hiềm. Người ta tốt, nhưng mà mình thấy người ta tốt mình khó chịu nữa. Người ta tốt, mình muốn mình tốt thôi. Cho nên cái khi mà mình thụ giới Bồ Tát, mấy thầy dặn là không được khen mình chê người, phải không? Mình cứ muốn mình tốt rồi, nhưng mà mình không muốn cho người khác tốt. Tại nên người khác tốt thiệt thì mình cũng không chịu nữa. Mình nó không tốt, nó không tốt thiệt đâu. Đây là cái nghiệp của mình đó, tự nhiên tạo cái này, ác nghiệp mình tạo này.
Rồi bây giờ nó ngược trở lại là tu cái hạnh tùy hỷ. Tùy hỷ với ai? Bồ Tát Duyên Giác và Thanh Văn. Bồ Tát Duyên Giác và Thanh Văn á, người ta đang tu mà. Tất cả mọi người đây là đang tu mà. Cho nên người được cái này, người được cái kia, người được cái nọ, ai được cái điều nào tốt á, thì mình mừng cho họ. Mình mừng cho họ, chứ mình không ganh tị nữa. Hồi nãy do ganh tị cho nên bây giờ nó thế này. Bây giờ nó không ganh tị nữa mà mình mừng cho họ nữa, thì nó sanh ra cái công đức. Mai mốt đó họ cũng mừng cho mình. Còn mình ganh, mình chê họ nữa mà mình biểu họ khen mình thì cái điều này chắc không có đâu. Thế nên các phương thử nghiệm xem. Cho nên đó, ai tu cái gì cũng được hết. Mình thấy người ta tu mà tu được mình mừng chứ. Nên thầy đó, khi thầy gặp các cái hòa thượng mà ở bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì hòa thượng này nói với thầy đó, tôi là suốt đời tu cái pháp tứ niệm xứ quán thôi, tức là suốt đời tôi tu một pháp đó thôi. Thì thầy nói như vậy cũng tốt, thầy pháp tứ niệm xứ tốt chứ, tại là tôi cũng đang tu đây nhưng mà tôi chưa thành tựu được. Tôi chưa thành tựu được cái pháp này. Tu được cái pháp này thì cũng lên Niết Bàn, Đức Phật dạy mà. Cái này gọi là tùy hỷ. Cái này thì cái hàng Thanh Văn đây đó, thành họ tu cái hạnh này một tí. Còn nếu mà quý vị đó, tu hành Bồ Tát chưa có gì hết đó, nhưng mà mình nghĩ mình tu hành Đại Thừa, cho nên mình nói ông này tu Thanh Văn mà, ông này tu Thanh Văn còn thua tôi xa lắm, phải không? Như vậy là hỏng rồi. Nên thầy thấy ông này tu Thanh Văn thì được, tu Thanh Văn tốt chứ, này pháp của Phật mà. Cái người kia là ta tu cái hành Viên Giác, ta ngồi đó, ta nhìn lá, nhìn trời, ta quán sát nhân duyên, ta quán sát 12 nhân duyên, cái này tốt chứ. Để người ta suy nghiệm xem thử coi tại sao mình sanh trên cuộc đời này. Đây, các vị nghiệm xem, quán cái này hay lắm á, chứ không phải. Tại nên khi mà thầy gặp một cái vị ẩn sĩ họ tu cái kiểu này nữa, thầy nói chính cái này các vị làm được chứ tôi chưa có thì giờ làm. Tức là ngồi quán tưởng, quán tưởng cái gì? Mình từ đâu sanh ra đây? Rồi mai mốt mình chết mình về đâu? Thầy quý vị được cái này chưa? Thầy nói mình chưa được, mình đôi khi mình thấy người ta làm cái này để mình không khen mình chê, phải không? Ta bỏ hết cuộc đời người ta làm cái này. Thầy nói cái này hay lắm. Tức là trước khi chết mình chưa biết mình sanh về đâu nữa thì cái này chưa yên tâm được. Thành ra thầy cố thầy thực tập cái này đi, để thầy thấy được đó, sau khi chết mình sanh về đâu nữa. Mình sanh lên trời, mình sanh cực lạc, mình lên Niết Bàn đó, thì cái này bảo đảm. Tại vì tôi cũng muốn làm cái này nhưng mà tôi chưa làm được đây, phải không? Thành ra các vị tập cho xem. Thành ra ngài Đạt Lai Ma cũng trao đổi với thầy và chia sẻ này. Ngài nói là tôi luôn luôn đó, là suy nghĩ về cái chuyện này. Tôi không biết là mai mốt tôi chết rồi tôi sanh về đâu, không biết là tôi còn có thể tái sanh lại đây nữa không, đang lo cái chuyện này nhé. Cái này quán nhân duyên đây. Thành ra quán cái này là gì? Bắt đầu đó, từ cái cuộc sống bình thường này đi vào thế giới nội tâm, từ cái thế giới nội tâm này để mình sống với cái thế giới nội tâm đó, rồi từ cái đó mình mới trở lại chỗ này. Cho nên người ta ta cố ta tìm cho ra được mình từ đâu sanh lại đây, rồi bây giờ mình chết rồi mình sanh về đâu đây đó, cố tháo gỡ cái mắc gút này đi, tháo gỡ cho được cái này đi, thì cái này là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, ta cố tháo cái này ra. Đó là cái này cũng hay chứ. Cho nên khi mà thầy gặp một vị ẩn sĩ tu cái này, thầy nói thầy tu cái này tốt đấy. Chứ không bao giờ thầy dám nói là tôi tu theo pháp Hoa là nhất đây, không có chuyện không dám này đâu. Phải không? Phải tùy hỷ với họ. Thành tùy hỷ với họ thì lúc bây giờ họ mới thương mình nhất.